Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 39. Trong xe Sử Hàng không ngừng nhìn Mạc Phàm, miệng cử động vài cái, nhưng vẫn không nói gì. Trên mặt tôi có gì sao? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Không có, chỉ là... Sử Hàng lau mồ hôi trên trán, nói một nửa thì dừng lại. Chỉ là vì sao tôi là Mạc Đại Sư đúng không? Mạc Phàm cười nói. Sử Hàng gật đầu, anh ta biết thân phận của Mạc Phàm không đơn giản, vậy mà Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ là lão đại cùng phòng ký túc xá bọn họ. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chắc là anh ta có thể khoác lác cả đời. May mà anh ta không nghe người nhà nói rời đi nửa đường, mà đi theo Mạc Phàm tới thủ đô, nếu không anh ta không thể biết được tin tức lớn như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không giải thích gì thêm, mà vươn một tay ra. Tôi là Mạc Phàm Mạc Đại Sư, làm quen một lần nữa. Sử Hàng nhìn tay Mạc Phàm, tay giơ ra lại rụt lại. Nếu là bình thường, chắc chắn anh ta không do dự kề vai sát cánh với Mạc Phàm. Lúc này anh ta có cảm giác như hoàng đế cổ đại bắt tay với anh ta, có chút chột dạ. Ha ha, Mạc Phàm giơ tay nắm lấy tay Sử Hàng, lúc này mới buông ra. Nếu là người bình thường, hắn sẽ không để ý tới, nhưng đây là một trong những bạn tốt của hắn. Sử Hàng nhìn tay mình được Mạc Phàm nắm, nhìn một lúc lâu tựa như nhìn bảo bối. Vậy mà tôi bắt tay với Mạc Đại Sư rồi. Sử Hàng đắc ý nói. Biểu cảm đó như vừa được bắt tay nữ minh tinh. Bây giờ cậu có thể đi khoác loác, nói mình bắt tay với Mạc Đại Sư rồi. Mạc Phàm tức giận nói. Sử Hàng cười ha ha, nhìn những chiếc xe vây quanh bọn họ, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Lão đại, hình như những người đó không dễ chọc, chúng ta phải làm gì đấy? Anh ta không biết đám Dạ Vô Nhai, nhưng nghe cuộc đối thoại của đám Tiêu Vấn Triều, chắc chắn đám người này còn lợi hại hơn Tiêu Vấn Triều. Trong đó có một người anh ta có chút ấn tượng, có vẻ như từng thấy trên TV. Mạc Phàm đi với đám người này, sẽ không có chuyện gì tốt. Giải quyết chút chuyện nhỏ mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện nhỏ, chắc không nhỏ đâu. Sử Hàng nhỏ giọng nói. Anh ta không biết Mạc Phàm có mâu thuẫn gì với những người này, nhưng nghe những người này nói, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ở trước mặt người khác là chuyện lớn, ở trước mặt tôi là chuyện rất nhỏ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu là chuyện nhỏ, vậy không cần bốn đại cao thủ Long Hoa Hội ra tay, nhưng chuyện này đúng là chuyện nhỏ trước mặt hắn. Nơi này là địa bàn của bọn họ, cậu có nắm chắc đối phó được bọn họ không? Sử Hàng lo lắng hỏi. Đám người này không đơn giản, chỉ sợ đối phó cũng không dễ dàng. Nếu tôi đến đây, thì có nắm chắc ứng phó bọn họ, cậu yên tâm đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, thản nhiên nói. Sử Hàng sững sờ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xe bọn họ đi theo xe đám người Dạ Vô Nhai, đến trang viên ở thủ đô. Trang viên này đứng dựa vào một tòa núi nhỏ, lúc này đã là cuối thu, những nơi khác đã sớm tiêu điều, xung quanh ngọn núi này vẫn tràn đầy cây xanh. Trong rừng cây xanh, có thể nhìn thấy một tòa biệt viện theo phong cách cổ. Trong biệt viện không chỉ có giường cột chạm trổ, cầu nhỏ qua ao, cung điện mọc như rừng. Mỗi nơi còn có người trấn giữ, khí thế giống như sơn trang của đế vương thời cổ. Ở trên cửa chính màu đỏ thẫm, là biển hiệu gỗ tử đàn hình rồng viết ba chữ, Long Hoa Hội. Xe dừng lại ở cửa, đám Dạ Vô Nhai chậm rãi bước ra lần lượt. Mạc tiên sinh, mời vào trong, chúng tôi đợi cậu ở bên trong. Âm Vô Thiên cười mỉa nói. Nói xong bọn họ không đợi Mạc Phàm, cười kỳ lạ đi vào trong. Mạc Phàm. Còn cả ba người nữa, có bản lĩnh thì vào đi. Tiêu Vấn Triều lạnh lùng liếc đám Mạc Phàm một cái, cũng trầm giọng nói. Tuy anh ta không nguyện ý thừa nhận anh ta kém Mạc Phàm rất nhiều, nhưng nếu Mạc Phàm không biện pháp ra khỏi nơi này, sau này không còn ai là Mạc Phàm nữa, anh ta vẫn là Thái tử Gia Hoa Hạ, không ai có thể hơn anh ta. Một đám người đều đi vào hết trong trang viên. Ở cửa vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại mấy tên canh cửa và bốn người bọn họ. Đâu còn bộ dạng Long Hoa Hội mời Mạc Phàm đến. Sư phụ, Long Hoa Hội không nghênh đón, còn để chúng ta tự đi vào, là muốn khích tướng chúng ta tiến vào cạm bẫy, chúng ta có đi vào không? Tần Kiệt nhíu mày hỏi. Anh ta ở thủ đô nửa năm, biết không ít tin tức. Năm đó Lâm Thiên Nam được mời vào trong trang viên này, cuối cùng hốt hoảng bỏ chạy. Long Hoa Hội mời bọn họ đến đây,
rõ ràng là lặp lại chiêu cũ, muốn thu thập Mạc Phàm một lần. Trong mắt A Hào chớp lóe kim quang, cũng nhìn thoáng qua trang viên này. Chỉ thấy trên không cả trang viên, được một tầng trận pháp như vòng sắt bao phủ bên trong. Những vòng sắt này nối liền nhau, không thể phân biệt được đâu là nơi bắt đầu đâu là nơi kết thúc, trận pháp còn vô cùng phức tạp. Mạc tiên sinh, hình như trận pháp biệt viện này không đơn giản, chúng ta có cần phá trận pháp này trước, rồi đi vào hay không? A Hào nắm chặt tay, long lân xuất hiện trên cánh tay hắn. Hai tay anh ta giống như hai long chảo, khiến người ta có cảm giác không vật nào không phá được, Long Hoa Hội muốn dùng trận pháp giam giữ bọn họ sao, vậy thì phá trận pháp này trước. Mạc Phàm nhìn thoáng qua trang viên này, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Không cần, một trận pháp mà thôi, phá từ bên trong và từ bên ngoài đều như nhau. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. A Hào buông tay ra gật đầu, thu lại kim quang trên tay. Dạ. Tần Kiệt không nói gì nữa, nhưng trong mắt anh ta lóe lên lo lắng. Bốn người đi vào trong trang viên, hai chân vừa tiến vào trong, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt Tần Kiệt, A Hào và Sử Hàng lập tức thay đổi. Nhất là A Hào và Tần Kiệt mặt đỏ bừng, trên người như có ngọn núi đè ép, không ngừng run rẩy, trong cơ thể còn đùng đùng chấn động. Phải biết rằng hai bọn họ đều là cảnh giới tiên thiên, cho dù là thứ ngàn cân đè lên người cũng không sao. Nhưng lúc này bọn họ mới tiến vào trang viên, đâu chỉ cảm thấy lực ngàn cân, ít nhất cũng phải 10.000 cân. Hơn nữa bọn họ càng phản kháng, lực lượng trói buộc này càng mạnh. Sư phụ, đây là... Tần Kiệt nhìn về phía Mạc Phàm, cảm thấy khó hiểu nói. Tù Long Trận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tù Long Trận là một loại trận pháp cấp cao, cũng là trận pháp cấp cao nhất hắn nhìn thấy trên địa cầu đến nay, gần như có thể nói là nửa bước khó đi. Mỗi khi đi về trước một bước, lực giam cầm sẽ mạnh gấp đôi. Người có tu vi càng cao, lực giam cầm cũng càng mạnh. Càng phản kháng lực giam cầm cũng càng mạnh. Một khi tiến vào trong trận pháp này, thì không khác gì tiến vào nhà giam rồng, nếu không có phương pháp phá giải, rất khó thoát khỏi. Cho nên trận pháp này vô cùng khủng bố. Tù Long Trận, chúng ta phải làm sao bây giờ, trận pháp này là... Vẻ mặt Tần Kiệt khó xử nói. Dưới trận pháp này, bọn họ muốn đến trước mặt đám Dạ Vô Nhai đều đã vô cùng khó khăn, càng không nói đến đấu với tất cả Long Hoa Hội. Chẳng trách Lâm Thiên Nam mạnh như vậy cũng bị thua Long Hoa Hội mà về, không bước vào thủ đô nữa. Thu hồi tu vi là được. Mạc Phàm giải thích, dưới Tù Long Trận, càng phản kháng lực trói buộc càng mạnh. Trái lại nếu ngươi không phản kháng, lực trói buộc sẽ biến mất. Chỉ cần bọn họ thu hồi tu vi. Áp tu vi của mình thành người bình thường, lực chịu trói buộc cũng như người bình thường. Nhưng mà ngộ nhỡ, Tần Kiệt lo lắng hỏi. Thu hồi tu vi, tất nhiên bọn họ có thể làm được. Nhưng nếu bọn họ làm vậy sẽ thành dê béo trước mặt Long Hoa Hội, mặc đám Dạ Vô Nhai sâu xé. Mâu thuẫn giữa bọn họ và Long Hoa Hội đã sâu như thế, nếu ở đây không có đường sống đánh trả, có khả năng bọn họ không khá hơn Lâm Thiên Nam chỗ nào. Yên tâm đi. Trận pháp này giam được rồng, nhưng không trói buộc được tôi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tự tin nói. Hắn từng xông qua thần trận rồi, dùng loại trận pháp cấp cao này đã muốn giam hắn, quá coi trọng trận pháp này rồi. Nhưng mà sư phụ, chúng ta làm vậy có phải hơi mạo hiểm hay không? Tần Kiệt do dự một lát, vẫn nói. Bọn họ tiến vào đã là mạo hiểm, biết rõ nơi này có trận pháp giam giữ, còn tiếp tục đi về phía trước, đúng là không sáng suốt lắm. Còn không biết phía trước có gì đợi bọn họ, anh ta có dự cảm không chỉ là Tù Long Trận đơn giản như vậy. Trước khi Mạc Phàm chưa đến thủ đô, anh ta nghe ông nội dặn dò, lúc quan trọng phải nhắc nhở Mạc Phàm, tránh để Mạc Phàm quá kiêu ngạo, khiến Long Hoa Hội có cơ hội lợi dụng. Mạo hiểm sao? Mạc Phàm cười khẽ. Nếu có nguy hiểm, vậy cũng là Long Hoa Hội gặp nguy hiểm, không phải chúng ta. Hắn nói xong cười nhạt đi lên trên. Mỗi khi hắn đi một bước, sẽ có một pháp ấn xuất hiện dưới chân hắn, những pháp ấn này chớp lóe hào quang, liền biến mất không thấy. Tần Kiệt nhíu mày, suy nghĩ một lát vẫn phong ấn tu vi, đi theo. Bọn họ mới đi lên không xa, sương mù đủ màu sắc rực rỡ như kẹo bông bay tới. Cùng lúc đó, mùi thơm ngát như hoa quế xông vào mũi. Sương mù này thơm quá. Sử Hàng hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Tuy anh ta là người bình thường, nhưng cũng cảm thấy hai chân như đúc chỉ,
tứ chi như nhũn ra, toàn thân vô lực ở trong tù long trận. Nhưng hít vào sương mù này thì như đánh tiếp gà, không chỉ sảng khoái tinh thần, trên người giống như không dùng hết lực. Sương mù này có độc. Tần Kiệt cũng hít một chút, lông mày nhíu lại, vội vàng nhắc nhở. Sắc mặt Sử Hàng lập tức xanh mét, vội vàng bịt mũi, thở cũng không dám thở mạnh. Thứ này có độc thật sao, tôi vừa hít vào sẽ không sao chứ? Thật sự có độc, nhưng hít vào cũng không sao. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt, giải thích. Sương mù nhiều màu này có tên là long đảm xà, dùng nội đan của yêu thú long đảm xà luyện chế thành kịch độc. Người hít long đảm xà, mặc kệ là người bình thường hay tu sĩ đều hưng phấn mất khống chế. Nhất là tu sĩ, linh khí trong cơ thể dưới tác dụng của long đảm xà, sẽ bị thiêu đốt thần không biết quỷ không hay. Bởi vì đặc tính của long đảm xà, thứ này đều phối hợp sử dụng với tù long trận. Nếu người xông vào trận pháp phong ấn tu vi đi qua tù long trận, sẽ hít vào long đảm xà, dù sao phong ấn tu vi của mình, nhưng không có biện pháp không hô hấp trong thời gian dài. Nếu người xông vào trận pháp muốn tránh long đảm xà, vậy chỉ có thể bị tù long trận nhốt. Hai thứ chỉ có thể lựa chọn một, cho dù là tù long trận hay long đảm xà, đều làm suy yếu thực lực của người xông vào trận pháp. Nhìn sương mù này, Mạc Phàm cười khẽ. Chơi tù long trận trước mặt hắn, đã tương đương với đùa giỡn đại đao trước mặt quan công. Dùng độc với y tiên bất tử hắn, hắn không biết dùng gì để hình dung long hoa hội. Hắn không thèm tránh sương mù này, lập tức đi về trước. Đám Tần Kiệt trừng mắt nhìn, lần này không hỏi nhiều, không để ý đến những sương mù đó, đi theo lên trên. Không lâu sau, bọn họ tiến vào trong một kiến trúc tương tự cung điện. Trong cung điện, đám Dạ Vô Nhai ngồi lên ghế vòng thành hình chữ U. Những người này thấy Mạc Phàm đi tới, trên mặt đều lộ vẻ đăm chiêu, tựa như nhìn thấy sơn dương đợi làm thịt. Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng đến đây rồi, nếu tôi nhớ không sai, cậu đến đây lâu hơn Lâm Thiên Nam một phút. Âm Vô Thiên cười mỉa nói. Ông ta vừa nói xong, xung quanh vang lên tiếng cười. Ngụ ý của Âm Vô Thiên rất rõ ràng, Mạc Phàm yếu hơn Lâm Thiên Nam, lại giống Lâm Thiên Nam làm địch với Long Hoa Hội bọn họ, không biết sống chết. Mạc Phàm không thèm nhìn Âm Vô Thiên cách đó không xa, tay nhấc lên trên, một chiếc ghế đá xuất hiện sau lưng hắn, hắn ngồi lên trên, lúc này mới nhìn đám Dạ Vô Nhai. Tôi đã xông vào tù long trận của các ông, tôi cũng hít long đảm xà của các ông rồi, các ông muốn thế nào? Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người nhíu mày. Mạc Phàm biết rõ là tù long trận và long đảm xà, còn dám đến đây. Mạc Phàm, cậu biết rõ ở đây có tù long trận và long đảm xà còn dám đi vào, tôi nên dùng can đảm hay ngu ngốc hình dung cậu đây? Âm Vô Thiên nói, các ông không biết thực lực của tôi, mà dùng hai thứ này đối phó tôi cảm thấy ngu ngốc hợp với các ông hơn, Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Vậy sao? Vậy đợi lát nữa xem miệng cậu cứng hay thực lực của cậu cứng hơn. Âm Vô Thiên cười khinh thường nói. Mạc Phàm đi vào giữa tù long trận, còn hít vào long đảm xà, mà vẫn cuồng vọng như thế, ở trong mắt ông ta không khác gì vịt chết còn cứng mỏ. Rơi vào trong trận pháp này, Lâm Thiên Nam cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là Mạc Phàm. Nói xong ông ta không nói thêm gì nữa, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Ngay chính giữa cung điện, hai mắt Dạ Vô Nhai chớp lóe tinh quang, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, một lúc sau ông ta mới mở miệng. Giết chết Âm Long cướp thái âm thần thạch của Âm gia và pháp bảo đều là cậu làm đúng không, Mạc Phàm? Dạ Vô Nhai hỏi. Người là tôi giết, mấy thứ này cũng ở chỗ tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lão tiên sinh Âu Dương Minh Nhật cũng do cậu giết. Ông ta đáng chết, tôi đưa ông ta một đoạn đường, thế thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đám Dạ Vô Nhai nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Cậu tự xông vào bí cảnh của Long Hoa Hội chúng tôi, còn giam thành viên của Long Hoa Hội chúng tôi ở bên ngoài, chuyện này không sai đúng không? Những chuyện này ông có thể tính lên người tôi, Long Hoa Hội các ông mời tôi đến, là muốn gì? Mạc Phàm không quanh co lòng vòng, thản nhiên hỏi. Yêu cầu của Long Hoa Hội chúng tôi rất đơn giản, thứ nhất, trả lại đồ cho Âm gia, thứ hai, cậu phải làm long tướng cho Long Hoa Hội chúng tôi 3 năm. Thứ ba, cậu tự tiện xông vào bí cảnh của Long Hoa Hội chúng tôi có thể không xử phạt cậu, nhưng cậu phải giải trừ nguyền rủa trên người đám Lam Phi, hơn nữa thề sau này không tiến vào bí cảnh đó nữa. Nếu cậu làm được 3 điều này,
ân oán giữa cậu và Long Hoa hội chúng tôi sẽ xóa bỏ, thế nào, Mạc Phàm? Xóa bỏ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Dạ Vô Nhai nói. Thế nào, Mạc Phàm cậu không hài lòng sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫy tay với thị nữ mặc sườn xám bên cạnh. Thị nữ kia sửng sốt, nhìn về phía Dạ Vô Nhai trưng cầu ý kiến. Dạ Vô Nhai hơi sửng sốt, vẫy tay với thị nữ kia. Lúc này thị nữ kia mới bước đến bên cạnh Mạc Phàm, rót nước cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bưng chén trà lên, chỉ ngửi mùi liền bỏ xuống. Dạ Vô Nhai, các ông cảm thấy tôi tới Long Hoa hội để xin lỗi sao? Mạc Phàm hỏi. Điều kiện của Long Hoa hội không đơn giản là muốn giải quyết chuyện này, thuần túy là muốn hắn xin lỗi. Chẳng lẽ không phải cậu tới đây xin lỗi? Âm Vô Thiên hơi nhếch miệng cười nói. Mạc Phàm đến đây như chim bị bọn họ nhốt trong lồng, không xin lỗi thì có thể làm gì? Mạc Phàm không thèm nhìn Âm Vô Thiên, cười khẽ. Yêu cầu của các ông tôi không làm được một cái nào. Cái gì? Đám Dạ Vô Nhai nhíu mày. Tiểu tử, cậu có tin chỉ cần một câu của tôi, thứ những thuộc hạ tiểu đội Thanh Long của cậu sẽ bị ném vào trong hải nhãn lần lượt không? Âm Vô Thiên tức giận nói. Thái âm thần thạch và pháp khí âm long mang theo, đều là đồ quan trọng với âm gia bọn họ, cho nên ông ta mới làm cái bẫy đó, khiến tiểu đội Thanh Long mắc câu. Nếu Mạc Phàm đến đây, nhất định phải lấy lại hai thứ đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, ý niệm vừa động. Tí tách, ngọn lửa lập tức xuất hiện trong tay hắn, sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Bọn họ biết rõ ngọn lửa trong tay Mạc Phàm, hoàng gia thủ đô bị ngọn lửa này của Mạc Phàm tiêu diệt. Đám Lam Phi bị gieo ngọn lửa này ở Giang Nam, chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, bọn họ sẽ phải táng thân trong ngọn lửa. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Nguyên Long người đàn ông trung niên có vài phần tương tự Nguyên Kiệt khẩn trương nói. Các ông muốn làm gì mới phải? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyên Long nhíu mày, không nói gì nữa. Ở đây lại rơi vào im lặng. Mạc Phàm, cậu đang uy hiếp Long Hoa hội chúng tôi sao? Một lát sau, Dạ Vô Nhai trầm giọng hỏi. Ông có thể coi là tôi đang uy hiếp ông, cũng có thể coi là không phải, nhưng hôm nay chuyện này phải được giải quyết. Mạc Phàm tắt ngọn lửa trong tay, thản nhiên nói. Mạc Phàm, cậu muốn giải quyết thế nào? Dạ Vô Nhai nhíu mày hỏi. Yêu cầu của các ông tôi không thể đồng ý, nhưng các ông có thể nghe yêu cầu của tôi. Mạc Phàm khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai. Yêu cầu gì? Thứ nhất, âm gia giao tiểu đội Thanh Long ra đây, còn phải xin lỗi bọn họ. Thứ hai, Long Hoa hội không được sự cho phép của tôi không thể tiến vào Giang Nam. Thứ ba, bí cảnh ở Giang Nam là của tôi. Từ nay họ Mạc, người của Long Hoa hội không được phép tiến vào. Thứ tư, bốn người quỳ xuống xin lỗi tôi có thể tha cho Long Hoa hội các ông. Mạc Phàm chỉ bốn người Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử, thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt Dạ Vô Nhai khó coi hơn. Ba điều đầu tiên bọn họ đã không thể tiếp nhận, vậy mà Mạc Phàm còn bảo bốn bọn họ quỳ xuống. Dầm, Âm Vô Thiên đẩy ngã ghế ngồi, đứng bật dậy. Tiểu tử, cậu nghĩ cậu là ai, có tư cách gì bàn điều kiện như vậy với chúng tôi, cho dù cậu nắm mạng một phần người của Long Hoa hội, vậy thì thế nào, cậu dám giết một người của Long Hoa hội, tôi sẽ dùng mạng một người Mạc ra đổi lấy, cậu có thể thử xem. Mạc Phàm đã đến đây. Nếu bọn họ muốn giết Mạc Phàm thì dễ dàng như giết trâu bò trong lồng. Mạc Phàm vừa chết, không phải người Mạc gia sẽ mặc bọn họ xử trí sao? Các ông có thể thử xem, tôi có tư cách này hay không? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Vô Nhai, ông còn nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử này làm gì? Âm Vô Thiên nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Dạ Vô Nhai nhíu mày, im lặng một lát. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn như vậy à? Long Hoa hội chúng tôi rất thưởng thức thiên phú của cậu, nếu cậu đồng ý trả lại đồ cho âm gia, còn phá giải nguyền rủa trên người Lam gia, Nguyên gia và gia tộc khác, tôi có thể mời cậu thành thành viên vòng ngoài của Long Hoa hội chúng tôi, nếu cậu đồng ý với yêu cầu này, bí cảnh Giang Nam là của Mạc Phàm cậu, thế nào? Dạ Vô Nhai nói. Vô Nhai ông nói gì vậy, chẳng lẽ ông quên mức độ quan trọng của bí cảnh đó sao? Âm Vô Thiên không cam lòng nói. Bí cảnh kia có thể giúp Long Hoa hội bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu cao thủ,
vậy mà Dạ Vô Nhai đưa bí cảnh đó cho Mạc Phàm. Tôi biết chuyện này, không cần ông phải nhắc nhở tôi. Mặt Dạ Vô Nhai không chút thay đổi nói. Bí cảnh kia ở Giang Nam, cho dù Long Hoa Hội bọn họ muốn cũng phải có năng lực này mới được. Thay vì tranh chấp với Mạc Phàm, không bằng trực tiếp đưa cho Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm thành thành viên vòng ngoài của Long Hoa Hội, bí cảnh này không khác gì cũng là của bọn họ. Đợi Mạc Phàm rời khỏi, thu hồi lại là được. Mạc Phàm, ý của cậu thế nào? Dạ Vô Nhai nói. Đây là Thái Âm Thần Thạch. Ấp á ớ ấp á, Mạc Phàm không cần suy nghĩ, tay hơi nắm lại, Thái Âm chi khí màu đen xuất hiện trong tay hắn. Thái Âm chi khí này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người thay đổi, nhất là Âm Vô Thiên, vẻ mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử, vậy mà cậu luyện hóa Thái Âm Thần Thạch của Âm gia chúng tôi. Âm Vô Thiên tức giận nói. Âm gia bọn họ hao phí rất lớn, cuối cùng cũng có thể luyện hóa Thái Âm Thần Thạch, vậy mà làm giá y cho Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến Âm Vô Thiên, nói tiếp. Nguyên rủa, tôi có thể phá giải chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu, giải cũng không khác gì mấy, cho dù không có nguyên rủa, tôi cũng đối phó được các người dễ dàng. Ý niệm hắn vừa động, chỗ mi tâm mấy người ngồi xung quanh, có một ngọn lửa sáng tắt bất định, cảm giác nóng bỏng lập tức xuất hiện. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Sắc mặt Nguyên Long thay đổi, vội vàng nói. Đến địa vị ngày hôm nay, bọn họ không muốn bị chết cháy. Tôi đều không có hứng thú với vị trí thành viên trung tâm của Long Hoa Hội, thu hồi bám víu của các ông đi, còn bí cảnh, không cần các ông tặng cho tôi rồi. Mạc Phàm vẫn không để ý đến mấy người này, nói tiếp. Dạ Vô Nhai nhìn giống như thưởng thức hắn thật, thực ra là tha một vòng, vẫn muốn hắn khuất phục. Hắn đi từ Giang Nam tới thủ đô không phải để xin lỗi, chẳng lẽ là tới thần phục Long Hoa Hội sao? Mạc Phàm vừa nói xong, Dạ Vô Nhai cũng không ngồi yên được nữa. Mạc Phàm, yêu cầu này của cậu không thể được, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười. Rất đơn giản, dựa theo lời tôi nói mà làm, hay không cần nhiều lời nữa. Sở dĩ hắn đến Long Hoa Hội thủ đô, đó là vì Long Hoa Hội trêu chọc hắn nhiều lần. Hắn đến thủ đô, Long Hoa Hội còn muốn mời hắn gia nhập. Chuyện này như tát hắn một cái, sau đó nói hắn quỳ xuống, thần phục, tạm tha thứ cho hắn. Đánh một cái lại cho bánh bao, bọn họ nghĩ lừa gạt được hắn dễ như vậy à? Mạc Phàm, ý của cậu là chúng ta không thể nói chuyện sao? Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đến nơi này, trên cơ bản đã là thú bị giam giữ. Sở dĩ ông ta không ra tay, thứ nhất là thưởng thức người mới như Mạc Phàm, thứ hai, Long Hoa Hội bọn họ ra tay với Mạc Phàm, ít nhiều gì Long Hoa Hội cũng phải trả chút giá. Biện pháp ổn thỏa và an toàn nhất là khiến Mạc Phàm thần phục. Nhưng nếu Mạc Phàm không chịu thỏa hiệp, vậy chỉ có thể ra tay. Có thể nói như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vô Nhai, đều đến nước này rồi, ông còn nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử kia làm gì? Âm Vô Thiên cười mỉa nói. Dạ Vô Nhai cũng không sốt ruột, chỉ cười khẽ. Mạc Phàm, không phải chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cậu, nhưng cậu phải có bản lĩnh này đã rồi nói sau. Bản lĩnh hả, đến bây giờ tôi cũng không thiếu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Được lắm, như vậy đi, nếu chúng ta không thể đồng ý, vậy thì đánh cược nhé. Đánh cược thế nào? Mạc Phàm nhướn mày, trước mắt hơi sáng lên, đầy hứng thú nói. Chuyện này thì đơn giản, chúng ta đánh cược xem hôm nay cậu có thể thoát khỏi trang viên của Long Hoa Hội hay không, nếu cậu có thể rời khỏi nơi này mà không bị thương, mặc kệ thắng thua, Long Hoa Hội chúng tôi đều không động vào người Mạc gia và tiểu đội Thanh Long, đương nhiên cậu cũng không thể sử dụng nguyền rủa với người của Long Hoa Hội chúng tôi, thế nào? Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên chút cơ trí. Chuyện làm bọn họ kiêng kỵ không phải Mạc Phàm mạnh bao nhiêu, mà là nguyền rủa gieo trong cơ thể Lam gia, Nguyên gia và gia tộc khác. Đánh cược này đúng lúc có thể tiêu trừ lo lắng này. Ông ta vừa nói xong, đám Nguyên Long gia chủ Nguyên gia, một Mỹ phụ Lam Nguyệt gia chủ Lam gia đều nhướn mày, gật đầu khen ngợi Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai không hổ là hội trưởng của Long Hoa Hội bọn họ, thực lực hơn người thì không nói, ngay cả trí tuệ bọn họ cũng không thể so sánh được. Vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp nhất cử lưỡng tiện như thế. Nếu Mạc Phàm đồng ý,
bọn họ có thể thu thập Mạc Phàm rồi. Một tên tiểu tử, vậy mà nắm vận mệnh của thành viên Long Hoa hội bọn họ trong tay, nếu không phải sợ Mạc Phàm thôi động nguyền rủa diệt môn bọn họ đã sớm khiến Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Các ông cảm thấy tôi hạ nguyền rủa lên người đám Lam Phi, là muốn uy hiếp các ông, khiến các ông sợ hãi sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày, lộ ra chút nghi ngờ. Có ý gì? Sở dĩ tôi hạ nguyền rủa với bọn họ, là vì các ông trêu chọc tôi, mà không phải dùng để uy hiếp, các ông đã sợ nguyền rủa kia như vậy, vậy tôi đồng ý đánh cược với các ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, cần dùng đám kiến uy hiếp Long Hoa hội sao, Long Hoa hội còn chưa đến nước này. Hửm. Sắc mặt đám Dạ Vô Nhai lập tức khó coi. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu đã đồng ý đánh cược này, vậy bắt đầu đi. Dạ Vô Nhai nheo mắt lại, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa. Ông ta nắm chặt tay, mặt đất lập tức chấn động, khi tỏa liên va chạm âm thanh rầm rầm lập tức vang lên. Sư phụ, cẩn thận. Mạc tiên sinh. Chỉ thấy chiếc lồng sắt do Hắc Thiết tạo ra từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi về phía Mạc Phàm. Có tổng cộng 9 cái lồng sắt, cái sau to hơn cái trước, mỗi thanh sắt đều có kích thước như cánh tay đứa bé, bên trên khắc đầy phù văn, khiến người ta có cảm giác không gì phá nổi. Tần Kiệt và A Hào nhìn thấy những lồng sắt này, bóng dáng hai người nhoáng lên một cái đến phía dưới mấy cái lồng sắt, hai tay giơ lên trời thế nâng lên trước. Lên cho tôi. Chắc chắn lồng sắt này không phải thứ tốt, không thể ra Mạc Phàm dễ dàng như vậy. Keng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, hai người đón lấy 4 lồng sắt rơi xuống trước. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Linh Tử hừ lạnh một tiếng, một tay tạo ra mấy thủ ấn. Trên long trụ trong đại điện, bỗng nhiên mắt điêu long sáng lên. Mấy gốc tỏa liên màu vàng lập tức bay từ trong miệng rồng ra, bay về phía Tần Kiệt và A Hào. Sắc mặt Tần Kiệt và A Hào thay đổi, hai bọn họ bị tù long trận ép phong bế tu vi, lại hít long đảm xà, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, có thể ngăn cản lồng sắt này đã vô cùng miễn cưỡng. Hiện giờ lại có mấy tỏa liên bay tới, đâu còn dư lực lượng ngăn cản. Hai người gần như không phản kháng, liền bị tỏa liên trói lại. Tỏa liên vừa thu lại, hai người bị nhốt trên long trụ. Lồng sắt mất đi hai người nâng lên, liền rơi xuống đất. Rầm rầm, 5 lồng sắt còn lại rơi xuống, có tổng cộng 9 lồng sắt ra Mạc Phàm và Sử Hàng bên trong. 9 lồng sắt đều rơi xuống, trên mặt đám Dạ Vô Nhai lập tức hiện lên ý cười. 9 lồng sắt này tên là Cửu Trọng Thiên, là một trong những thứ bọn họ đạt được từ tiên mộ, nghiên cứu một thời gian, lúc này mới phối hợp với Tù Long Trận, hợp thành Cửu Trọng Tù Long Trận. Bên trong trận pháp này, cho dù là thần long cũng phải ngoan ngoãn như con giun bên trong Cửu Trọng Tù Long Trận. Mạc Phàm hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua 9 lồng sắt xung quanh, trên mặt không có một chút kinh hoàng như trước. Cửu Trọng Tù Long Trận sao, Huyền Linh Tử? Ánh mắt Mạc Phàm nhìn Huyền Linh Tử người mặc đạo bào nói. Không sai, là Cửu Trọng Tù Long Trận, nghe nói Mạc Đại Sư có thể hủy hộ sơn đại trận của Vu Thần Giáo một cách dễ dàng, còn thoát khỏi thiên trận, mong Mạc Đại Sư chỉ giáo. Huyền Linh Tử vuốt chòm râu, thản nhiên nói. Ấp ể ể năm đó Tù Long Trận còn giam được Lâm Thiên Nam, hiện giờ lại thêm Cửu Trọng Thiên, không phải Mạc Phàm rất am hiểu trận pháp sao, vậy thì thử xem có thể thoát khỏi không? Chỉ giáo sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Chỉ giáo ông cũng không biết. Mạc Phàm, cậu! Sắc mặt Huyền Linh Tử trở nên khó coi. Tuy ông ta tuyên bố mình là Pháp Sư số 1 thủ đô, nhưng trình độ trong trận pháp kỳ môn chi thuật, tìm cả Hoa Hạ cũng không tìm được ai tinh thông hơn ông ta. Mạc Phàm chỉ giáo cho ông ta cũng không biết, chuyện này không khác gì tát mặt ông ta trước mặt mọi người. Nếu Mạc tiên sinh giỏi về trận pháp như vậy, vậy mời cậu ra khỏi lồng đi. Huyền Linh Tử lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười khẽ, di chuyển chân. Vậy thì đứng lên hết cho tôi. Hắn vừa nói xong, ấn ký màu vàng từ lúc hắn đi vào biệt viện sáng lên, từng sợi tỏa liên phóng lên trời, trực tiếp nhập vào trong Tù Long Trận ở biệt viện. Cái gì? Huyền Linh Tử nhíu mày, sắc mặt lập tức thay đổi. Tỏa liên màu vàng tụ vào nhau, từng hắc thiết màu đen gắn với trận pháp lập tức xuất hiện trên không trang viên, trong chớp mắt bầu trời trong xanh tối sầm lại. Những hắc thiết này như đám xà quấn lấy tỏa liên màu vàng chui từ trong đất ra.
nhưng không đợi những hắc thiết này đến trên tỏa liên màu vàng. Hào quang trên tỏa liên màu vàng đại phóng, hắc thiết giống như bóng ma dưới ánh mặt trời, lập tức biến mất không thấy. Keng, tỏa liên màu vàng cắm thẳng vào trong hắc thiết chi chít bầu trời. Kim sắc như thủy triều lan tràn ra hắc thiết. Đến chỗ nào, hắc thiết đều biến thành tỏa liên màu vàng, tập hợp lại. Trong chớp mắt bầu trời bị màu vàng bao phủ. Tiểu tử, sao cậu còn dùng được pháp thuật? Huyền Linh Tử đứng dậy, vô cùng khiếp sợ nói. Dưới cửu trọng tù long trận, vận dụng một chút chân khí đều khó hơn những nơi khác mấy trăm lần. Mạc Phàm ở bên trong trận pháp này, vậy mà còn xây trận khác được. Nếu cửu trọng tù long trận của ông mạnh gấp 10 lần, có lẽ có thể giam được tôi một chút, chỉ có vậy thì kém xa lắm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cửu trọng tù long trận mà thôi, vây khốn hắn chưa ngưng tụ thần nguyên có lẽ còn được. Hiện giờ sao, chỉ có thể nói là nằm mơ. Xem ra long đảm xà cũng vô dụng với cậu. Mặt Tôn Bán Y khó coi nói. Nếu Mạc Phàm trúng long đảm xà, cho dù Mạc Phàm có thể thoát khỏi cửu trọng tù long trận, cũng không có nhiều chân khí có thể dùng. Tôn Bán Y, ông còn tự mình hiểu hơn Huyền Linh Tử. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Huyền Linh Tử một cái nói. Hắn không biết ai là Tôn Bán Y, nhưng trên người ông già này nồng đậm dược khí, chỉ có thể là Tôn Bán Y rồi. Cậu, gương mặt già nua của Huyền Linh Tử lập tức như gan heo phơi vài ngày. Ông ta đường đường là pháp sư số một thủ đô, sao có thể tài trí bình thường. Không chỉ có hộ trang trận pháp này giam Lâm Thiên Nam là ông ta chủ trì, cả trận pháp phòng hộ ở Tử Cấm Thành thủ đô cũng có sự tham dự của ông ta, ngay cả tỏa long tỉnh thần bí nhất thủ đô cũng do ông ta động. Ông ta nói trình độ trận pháp của mình thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng lại bị Mạc Phàm khinh thường như thế, sao ông ta có thể chịu đựng được? Tiểu tử, hôm nay lão phu liều chết với cậu. Huyền Linh Tử đứng dậy, tức giận nói. Hai tay ông ta nhanh chóng tạo kết ấn, một đám ấn phủ màu máu bay ra. Ấn phủ bay ra không xa, chỉ trong giây lát đã chui vào trong long trụ ở đại điện. Ngoại trừ giam Tần Kiệt và A Hào ra. Hồng quang màu màu trong mắt long điêu trên long trụ nở rộ, long điêu chậm rãi ngẩng đầu, long chảo to lớn vừa động, hạt châu do gỗ lim ngàn năm tạo thành lập tức bị dập nát. Ngay sau đó, bỗng nhiên con rồng chuyển động, tựa như thương long xuất hải, trong chớp mắt đã xuyên qua nhà giam màu đen đến trước người Mạc Phàm, long chảo to lớn vồ về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua những cự long này, cười nhạt. Cho dù ông liều mạng cũng không làm gì được. Ông cảm thấy thêm mấy con cá trạch nhỏ này, có thể mạnh gấp 10 lần sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm giơ tay về phía trước nắm chặt lấy, tỏa liên đầy trời rung động rầm rầm, lập tức bay về phía hắn. Chỉ trong phút chốc, tỏa liên hóa thành thần long màu vàng. Kim long lượn một vòng quanh không trung, sau đó lao xuống đến bên cạnh Mạc Phàm, miệng rồng há to. Giống, một tiếng long ngâm lập tức vang lên. Sóng âm cường đại như long toàn phong xuất hiện. Những cự long đó còn chưa tóm được Mạc Phàm, dưới sóng âm này liền hóa thành mảnh nhỏ như giấy. Không chỉ những cự long đó, ngay cả cung điện tráng lệ cũng bị tàn phá. Sàn nhà bị nhấc lên, cột bị dập nát, vách tường vỡ ra, đồ đạc và đồ trang trí bên trong đều hóa thành hư ảo. Chỉ có đám Dạ Vô Nhai ngồi yên trên ghế dựa, một đám màn hào quang sáng lên, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Tuy đã làm như vậy, nhưng sắc mặt không ít người khó coi. Đuôi rồng như sao chổi nhảy lên trên. Chín cái lồng sắt ra Mạc Phàm đều bay lên rơi xuống phía Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử nhíu mày, một ấn ký trong lòng bàn tay sáng lên. Dưới hào quang của ấn ký này, chín cái lồng sắt còn chưa rơi xuống người ông ta, đã nhanh chóng nhỏ đi, biến mất trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Lồng sắt không giam được Huyền Linh Tử, Mạc Phàm cũng không sốt ruột. Đi đi! Hắn khẽ quát một câu, chỉ về phía Huyền Linh Tử ở xa. Thần long phía sau hắn nheo mắt lại, thân thể khổng lồ của nó biến mất, khi xuất hiện đã đến trước người Huyền Linh Tử. Sắc mặt Huyền Linh Tử thay đổi, ấn ký trong lòng bàn tay lại sáng lên, chín cái lồng sắt xuất hiện trong tay ông ta, trong chớp mắt to ra rơi xuống con rồng kia. Chín cái lồng sắt còn chưa động tới con rồng kia. Con rồng ngửa đầu giống to, bỗng nhiên biến thành một đống tỏa liên màu vàng, chỉ trong giây lát tỏa liên màu vàng xuyên qua chín cái lồng sắt kia, quấn chắc mấy lồng sắt đó. Rầm rầm, tỏa liên màu vàng cộng cả lồng sắt vốn là trận pháp dùng để khóa Mạc Phàm,
lại giam Huyền Linh Tử vào bên trong. Sắc mặt Huyền Linh Tử vô cùng khó coi, như giông bão sắp tới trên bầu trời. Tôn Bàn Y, các ông còn chưa ra tay, muốn để cậu ta chạy trốn sao? Trong tỏa liên và nhà giam, Huyền Linh Tử tức giận nói. Mạc Phàm không ra tay thì không biết, Mạc Phàm vừa ra tay mới biết Mạc Phàm đáng sợ thế nào. Trận pháp bọn họ có thể giam Lâm Thiên Nam, chỉ trong chốc lát Mạc Phàm đã có thể sử dụng, còn muốn giam ông ta. Ông ta chưa từng thấy trận pháp sư như vậy, có thể đoạt trận pháp của người khác một cách dễ dàng. Tuy trận pháp không phải chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, nhưng cứ tiếp tục như vậy, Mạc Phàm có thể rời khỏi nơi này nhanh thôi. Nói thế bọn họ phải dựa theo lời Mạc Phàm nói mà làm. Ở đây Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên đều không cử động, vẫn ngồi yên tại chỗ dùng trà. Chỉ có Tôn Bán Y chậm rãi đứng dậy, trên mặt không có chút bối rối. Yên tâm đi, cho dù cậu ta có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng đừng mơ rời khỏi nơi này. Tôn Bán Y lạnh lùng nói. Mạc Phàm giống như không nghe thấy lời Tôn Bán Y nói, ngón tay khẽ gảy, hai đạo hồng quang bay về phía Long Trụ trói Tần Kiệt và A Hào. Hồng quang rơi xuống hai người, trong chớp mắt tỏa liên hóa thành cho tàn, hai người rơi xuống khỏi cây cột, ngón tay Mạc Phàm lại khẽ gảy. Một đạo hào quang lại bắn về phía Sử Hàng đang trợn mắt há miệng, bao anh ta ở bên trong. Hai người lui xuống trước đi. Mạc Phàm nói với hai người. Dạ. Hai người đáp, lùi sang một bên với Sử Hàng. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Tôn Bán Y, cười nhạt. Kế tiếp đến lượt ông rồi. Tôn Bán Y cũng không nói gì, trực tiếp lấy một cốt địch trong ống tay áo ra. Ông ta để cốt địch trên bờ môi. Trên cốt địch ống sáo bằng xương, lập tức xuất hiện ô quang, tiếng sáo sắc bén, chói tai lập tức vang lên. Tiếng sáo này vừa vang lên, từng vùng hắc vụ lập tức dâng lên bên cạnh trang viên, tràn đầy trời đất hội tụ lại với nhau. Trong hắc vụ, có thể mơ hồ thấy được vô số độc trùng, độc điểu, độc xà huyền ảo có cánh, số lượng rất nhiều, hình dạng kỳ lạ ít khi nhìn thấy. Những trùng tử kỳ lạ này phát ra âm thanh chói tai như gió thét, còn chưa tới trước đám người Mạc Phàm. Chỉ riêng âm thanh này đã khiến da đầu người ta run lên, tâm phiền ý loạn. Hắc vụ này vừa xuất hiện, hai ngón tay Tôn Bán Y vũ động, tiếng sáo lập tức rồn rập hơn. Theo tiết tấu thay đổi, tốc độ hắc vụ tăng nhanh, như mấy quỷ thủ to lớn đánh về phía Mạc Phàm từ bốn phương tám hướng. Độc trùng trong hắc vụ vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người thay đổi. Vậy mà Tôn Thần Y lấy thứ này ra. Đây là Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ nói. Không sai, Mạc Phàm cậu xem những cổ độc này có lọt vào pháp nhãn của cậu không? Tôn Bán Y cất cốt địch đi, lạnh nhạt nói. Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ này được tạo thành bởi trên vạn loại cổ trùng dị trùng, một loại cổ trùng đều có trên trăm vạn loại độc trùng cùng loại. Nuôi dưỡng những vật nhỏ này tốn rất nhiều thời gian, dưỡng thành mỗi một con trùng cần tốn 10 năm. Thứ này không phải Tôn gia bọn họ bồi dưỡng. Mà là tổ tông Tôn gia ông ta tìm được trong một tông phái cổ xưa, luôn truyền thừa đến bây giờ. Đừng nói là bị những độc trùng này cắn, dính một chút độc cũng có thể hòa tan huyết nhục và xương cốt, rất độc. Trừ phi là ông ta, những người khác đều không dám dính vào. Hơn nữa độc trùng này không chỉ ngũ hành bất xâm, thân thể còn rất cứng, pháp bảo đều không làm đám cổ trùng này bị thương được, rất khó chơi. Kỳ độc vô bỉ, ngũ hành bất xâm. Cộng thêm số lượng nhiều như thế, cho dù là cường giả thần cảnh cũng phải e sợ ba phần. Năm đó chỉ dựa vào Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ, mới khiến Lâm Thiên Nam không thể không thần phục. Quả thật Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ rất lợi hại. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cổ trùng xung quanh hắn. Nuôi dưỡng loại cổ trùng này vô cùng phiền phức, không mấy trăm năm thì khó mà dưỡng thành, thứ này không hiếm thấy ở tu chân giới. Dù sao tuổi thọ của tu sĩ dài hơn người trên địa cầu rất nhiều, có đủ thời gian nuôi dưỡng những thứ này. Bởi vì nuôi dưỡng những thứ này rất khó khăn, cho nên những thứ này rất khủng bố, gần như không có chút khuyết điểm nào. Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ đến đâu, không chỉ không để lại chút sinh mệnh, trong trăm năm nơi đó sẽ thành vùng đất độc, không có thứ gì có thể sinh tồn được. Hắn từng thấy độc y sử dụng Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ, bởi vì người yêu của người đó bị người ta đoạt đi. Dưới cơn giận dữ đã biến tinh cầu đầy sức sống thành độc tinh. Tôn Bán Y hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Ông ta giơ một tay lên, cổ trùng trong hắc vụ dừng cách Mạc Phàm ba thước. Nếu biết sự lợi hại của thứ này, Mạc Phàm, sao cậu còn không nhanh rời khỏi nơi này? Mạc Phàm lắc đầu,
Tuy những cổ trùng thiên kỳ bách quái ở xung quanh rất nhiều, nhưng trên mặt hắn không có một chút lo lắng. Nếu tôi dám đánh cược với các ông, thì nắm chắc có thể rời khỏi nơi này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Bán Y nhíu mày, lập tức cười lạnh lùng. Tôi thấy cậu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, để cậu ta thấy sự lợi hại của các ngươi đi. Trong mắt ông ta chớp lóe sắc bén, trên mặt xuất hiện tàn nhẫn. Ông ta muốn cho Mạc Phàm cơ hội, nếu Mạc Phàm không biết điều như thế, vậy thì để Mạc Phàm nếm thử tư vị của thiên tuyệt vạn độc cổ trước rồi nói sau. Tiếng ong ong lập tức vang lên. Đám cổ trùng vốn đứng xung quanh Mạc Phàm, mang theo hắc vụ như sóng hoa đánh về phía hắn, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Một đám miệng há to, răng nanh màu đen sắc bén như máy gặt lúa, nhìn làm người ta sởn gai ốc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt lập tức xuất hiện trên mặt hắn. Thiên tuyệt vạn độc cổ lợi hại thì lợi hại, nếu ông cảm thấy những thứ này thì vô địch thì sai rồi. Ít nhất là ở trước mặt tôi, mấy thứ này không là gì cả. Mạc Phàm cười khẽ nói. Thiên tuyệt vạn độc cổ vô cùng phiền phức, không phải không có thiên địch. Nếu như không thể giải quyết đám cổ trùng này, hắn còn là y tiên bất tử sao? Nói xong hắn nheo mắt lại, kim quang trên thần nguyên trong mi tâm hắn phát sáng. Từng đạo thực chất hóa thần niệm như châm bắn từ trong mắt hắn ra. Những thần niệm kim châm nhất huyễn nhị, nhị huyễn tam trong không trung. Trong chớp mắt đã đầy quanh hắn. Đi. Chữ này vừa vang lên, thần niệm kim châm như mưa châm bắn ra xung quanh. Mạc Phàm, cậu cảm thấy những thứ đó của cậu có thể thương tổn đến đám cổ trùng sao? Tôn Bán Y cười khinh thường nói. Ông ta còn tưởng Mạc Phàm có biện pháp gì đối phó thiên tuyệt vạn độc cổ, ai biết chỉ muốn dùng thần niệm khống chế cổ trùng của ông ta. Mạc Phàm nghĩ quá đơn giản rồi, nếu thiên tuyệt vạn độc cổ dễ đối phó như vậy, đã không uy hiếp được Lâm Thiên Nam rồi. Sở dĩ thiên tuyệt vạn độc cổ đáng sợ như thế, là vì những cổ trùng này có thể phệ hồn. Trừ phi là ông ta, ai đó muốn dùng thần niệm khống chế những cổ trùng này, vậy đợi bị cổ trùng ăn thần thức đi. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Bảo. Hắn vừa nói xong, thần niệm kim châm lặng yên không tiếng động biến mất vào trong cơ thể cổ trùng. Những cổ trùng này đến trước người Mạc Phàm đột nhiên dừng lại. Âm thanh khiến da đầu người ta run lên cũng im lại. Trong chớp mắt trong đại điện bị tàn phá vô cùng yên tĩnh. Cái gì? Tôn Bán Y nhíu mày, sắc mặt khẽ thay đổi. Ông ta niệm chú ngữ, muốn thôi động cổ trùng đang đứng yên. Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, một cổ trùng như giáp xác trong hắc vụ rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Có con này mở đầu, những cổ trùng khác cũng rơi xuống đất như mưa. Chỉ trong chớp mắt đám trùng trong hắc vụ như chúng thuốc độc, trùng tử nhanh chóng tử vong. Lần này sắc mặt Tôn Bán Y vô cùng khó coi, mãi mới phản ứng kịp, ánh mắt lạnh lùng ngoan độc như chất lỏng của rắn độc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu giết thiên tuyệt vạn độc cổ của chúng tôi sao? Ông ta thôi động liên tục vài lần, những cổ trùng này không có chút phản ứng, từ khi ông ta sử dụng những cổ trùng này, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Vậy chỉ có một khả năng. Mạc Phàm thật sự dùng thần niệm giết những cổ trùng của ông ta, bởi vì ông ta không cảm nhận được sinh cơ của đám cổ trùng rơi trên đất. Những cổ trùng này bất luận là con nào, đều cần 10 năm bồi dưỡng, Mạc Phàm giết nhiều như thế, tuy ông ta có giữ trứng trùng, nhưng đời này ông ta đừng nghĩ đến chuyện gom được nhiều cổ trùng như thế. Đây là bảo vật tổ truyền của Tôn gia bọn họ, có thứ này, Tôn gia bọn họ sẽ kinh cửu bất suy. Bây giờ hoàn toàn xong rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn lướt qua cổ trùng trên đất. Sao hắn không biết thiên tuyệt vạn độc cổ có thể thôn phệ thần niệm, nếu hắn không ngưng tụ thần nguyên, hắn không thể dùng phương pháp bạo thần giết những cổ trùng này, chỉ cần thần niệm của hắn vào trong cơ thể cổ trùng, sẽ bị hấp thu. Nhưng hắn ngưng tụ thần nguyên, thần niệm như kim thép, cổ trùng muốn thôn phệ cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Mạc Phàm, cậu giết cổ trùng của tôi, vậy tôi giết mấy người bên cạnh cậu trước. Trong mắt Tôn Bán Y bùng cháy lửa giận, cầm cốt địch nói. Âm thanh sắc bén chói tai lại vang lên, hắc vụ do cổ trùng tạo ra lập tức như còn sống, không đánh về phía Mạc Phàm, trái lại đánh về phía đám tần kiệt cách đó không xa. Thiên tuyệt vạn độc cổ đều bị Mạc Phàm giết chết, tuy những khói độc kiến huyết phong hầu này là kịch độc, nhưng chưa chắc đã thương tổn được Mạc Phàm, vậy khai đao với người bên cạnh Mạc Phàm trước. Tốc độ của hắc vụ rất nhanh. Không đợi đám tần kiệt phản ứng kịp, chỉ nhoáng lên một cái đã đến trước người ba người.
Mạc Phàm hơi híp mắt lại, trong mắt chớp lóe sắc bén. Thứ này không thể thương tổn được tôi, có thể thương tổn được người của tôi sao, Tôn Bán Y? Mạc Phàm cao giọng nói, một chân giơ lên, thân thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, giọng nói của hắn mới truyền ra, như thuấn di đến trước người đám Tần Kiệt. Hắn không chỉ ngăn cản những hắc vụ này, trái lại còn hít sâu một hơi, những hắc vụ này lập tức bay về phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắc vụ đều biến mất trong bụng Mạc Phàm. Hắc khí biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm đều không có chuyện gì, hắn nhìn về phía đám Tôn Bán Y. Vẻ mặt Tôn Bán Y ngây ngốc, cốt địch trong tay rơi lại cạch xuống đất, trên mặt ông ta đều là không tin được. Độc vật này chính là độc khí Thiên Tuyệt Vạn Độc cổ mang theo từ nhỏ, rất độc. Để ở bất luận nơi nào, nơi đó sẽ thành một vùng tử địa. Cả người lẫn vật đụng vào một chút, sẽ lập tức biến thành hắc thủy. Loại độc này chính ông ta còn khó giải, chúng ít độc ông ta còn cứu được, nuốt khói độc giống như Mạc Phàm, ông ta muốn giải cũng không giải được. Vậy mà Mạc Phàm hấp thu hết những khói độc đó, còn không xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm, cậu! Tôn Bán Y nghiến răng nói. Trên mặt Mạc Phàm không vui không buồn, thân là đệ tử của Thần Nông Tông, chỉ có đệ tử trung tâm mới có thể tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết. Ngoại trừ công pháp trấn phái ra, đệ tử Thần Nông Tông còn tu luyện các loại công pháp phòng thân, ví dụ như Bắc Huyền Chi Thuật. Sau khi tu luyện Bắc Huyền Chi Thuật xong, tương đương với ngự độc chi thể. Ngoại trừ một số độc kỳ lạ ra, Bắc Huyền Chi Thuật đều có thể trung hòa độc tố. Chúng độc càng nhiều, Bắc Huyền Chi Thuật cũng càng cường đại, ngự độc chi lực cũng càng mạnh, gần như có thể vô độc khả xâm. Chỉ là cổ độc Thiên Tuyệt Vạn Độc cổ, cũng muốn hạ độc hắn, ha ha. Tôn Bán Y, ông dùng Thiên Tuyệt Vạn Độc cổ đối phó tôi, vậy ông cũng thử một châm của tôi xem. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, ngân châm như ngón tay xuất hiện trong tay hắn. Ngón tay hắn khẽ búng, ngân châm xoay tròn trực tiếp biến mất vào trong không gian, khi xuất hiện đã đến trước người Tôn Bán Y. Tôn Bán Y thầm kêu một tiếng không hay, muốn trốn đi. Bỗng nhiên cây châm kia bùng nổ, một hóa thành chín, tốc độ tăng nhanh. Không đợi Tôn Bán Y chạy trốn, chín cây châm biến mất vào trong huyệt thiên đỉnh, huyệt thái dương, mi tâm, nhân trung của Tôn Bán Y. Trên gương mặt già nua của Tôn Bán Y không còn huyết sắc, trắng bệch, cả người như bùn lầy sụi lơ trên đất. Đây là vô lượng châm sao? Tôn Bán Y sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới nói. Không sai, chậm rãi phá giải đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vô lượng châm là một trong những châm thuật thường dùng để khống chế y tu trong đấu y, châm thuật này sẽ không chí mạng, nếu không biết phương pháp phá giải, sẽ khiến dược khí trên người y tu càng ngày càng ít, mãi đến khi biến mất mới thôi. Dược khí không là gì trong mắt bác sĩ bình thường, nhưng ở trong mắt y tu thì như bảng hiệu, không có dược khí sẽ không là y tu chân chính. Không phải Tôn Bán Y là thần y số một thủ đô sao, hắn xem ông ta có bản lĩnh thế nào. Trên mặt Tôn Bán Y xanh mét, ông ta chỉ biết đến châm thuật này mà thôi, không biết phương pháp phá giải. Ông ta từng đọc châm phổ về vô lượng châm, nghiên cứu rất lâu mà không có thông tin gì, sao giải được vô lượng châm. Chuyện này, ông ta do dự rất lâu, cũng không dám động những châm này. Lần này ánh mắt tất cả mọi người ở đây âm tình bất định. Cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Tôn Bán Y dùng Thiên Tuyệt Vạn Độc cổ cũng không làm gì được Mạc Phàm. Trái lại Mạc Phàm chỉ dùng một châm, Tôn Bán Y trực tiếp bó tay chịu trói. Đến đây bốn đại cao thủ của Long Hoa Hội bọn họ, một nửa đã thua Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên cũng nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, quả thật cậu có chút bản lĩnh. Âm Vô Thiên nhíu mày, thận trọng nói. Ông ta vốn không để Mạc Phàm vào mắt, không ngờ Mạc Phàm lợi hại như vậy. Các ông cùng lên đi, ngoài ra lấy thiên địa nhân thư của các ông ra, để diệt thần xuất hiện, nếu không các ông sẽ thua. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm cậu đừng quá cản rỡ, cậu chỉ có chút bản lĩnh mà thôi. Âm Vô Thiên giống như không hề lo lắng, khinh thường nói. À, phải không? Mạc Phàm nhớn mày, trong mắt lóe lên dị sắc, nhìn xung quanh. Không đợi hắn nhìn ra cái gì, Âm Vô Thiên cười lạnh lùng. Vô Nhai, ông còn do dự gì nữa, chẳng lẽ ông muốn nhìn tiểu tử này kiêu ngạo tiếp? Dạ Vô Nhai để chén trà xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mạc Phàm, cậu biết rất nhiều chuyện, nhưng cậu không cảm thấy cậu đang ở trong sách sao?
Ông ta vừa nói xong, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, giống như cảnh huyền ảo bị đánh tan, quay về bộ dạng ban đầu. Nơi này không có cung điện bị tàn phá, cũng không có trang viên. Dưới chân bọn họ là một vòng tròn màu xanh rất to, vòng tròn như ngọc tệ khắc đầy văn tự hình trùng điểu thú. Trên không vòng ngọc này là một vòng ngọc màu trắng còn lớn hơn nữa, chuyển động dựa theo quỹ tích. Giữa hai vòng ngọc to lớn, từng thứ gì đó như ngọc giản cỡ to, vờn quanh hai vòng ngọc này tạo thành vòng. Toàn thân ngọc giản màu đỏ, bên trên không có chút văn tự nào. Đám Dạ Vô Nhai vốn đang ngồi trên ghế đá, lúc này ở phía trước ngọc giản. Cửu trọng tù long trận trên người Huyền Linh Tử và vô lượng châm trên người Tôn Bán Y đều rơi trên ngọc giản, không phải ở trên người bọn họ. Bỗng nhiên đại điện biến thành như vậy, mắt Sử Hàng mở to, trực tiếp ngây ngẩn cả người, tựa như đang nằm mơ. Tần Kiệt và A Hào đi theo Mạc Phàm xem như thấy không ít cảnh như vậy, nhưng lúc này sắc mặt đều khó coi, cảnh giác nhìn xung quanh. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, chỉ trong phát chốc thoải mái hơn. Quả nhiên là Thánh Môn Tam Thư. Mạc Phàm ngầm nói. Hắn vốn hoài nghi Tam Thư của Long Hoa Hội là Thánh Môn Tam Thư, không ngờ đúng là thật. Chẳng trách hắn không thể phát hiện hắn đã đến trong sách, Thiên Thư trong Tam Thư là một trong những pháp khí giấu thần thức tốt nhất. Tam Thư đều xuất hiện, huyễn hóa ra ảo cảnh lại càng thật giả khó phân biệt. Nếu khống chế Tam Thư đến mức tận cùng, ảo ảnh huyễn hóa ra còn chân thật hơn cả thế giới chân thật. Ở tu chân giới, có một đệ tử phong lưu của ma giáo nhìn chúng nữ đệ tử nho môn, sau khi lừa gạt nữ đệ tử này lên giường, liền đá cô ta. Dưới cơn giận dữ, nữ đệ tử nho môn đã thu đệ tử ma giáo vào trong Tam Thư của mình. Đệ tử ma giáo này bị giam trong sách trăm năm mà không phát hiện ra, cuối cùng được thả ra ngoài mới biết, chuyện này đủ để thấy Tam Thư đáng sợ thế nào. Tam Thư vừa xuất hiện, lo lắng trên mặt những người đang ngồi mất đi, thay vào đó là vẻ đắc ý, một đám người nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Mạc Phàm, cậu chỉ có chút bản lĩnh đó mà thôi, vậy mà cậu còn muốn Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên cùng tiến lên, chúng tôi có thể thua được sao? Nguyên Long gia chủ Nguyên gia cao giọng cười nói. Tuy Tam do thế hệ hội trưởng Long Hoa Hội nắm trong tay, nhưng Dạ Vô Nhai ít khi sử dụng Tam Thư. Bọn họ tưởng rằng Dạ Vô Nhai sẽ không dùng Tam Thư đối phó Mạc Phàm, ai biết Dạ Vô Nhai vẫn lấy ra, cuối cùng cũng hay rồi, ở trong Tam Thư cho dù là cao thủ thần cảnh cũng đừng mơ ra ngoài. Mạc Phàm bị nhốt trong quyển sách này, không chỉ bọn họ an toàn, Mạc gia cũng xong rồi. Thua, Nguyên Long, có Tam Thư chúng ta sẽ thua sao? Tôi thấy Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên đều không cần ra tay, mình tôi có thể thu thập tiểu tử này. Một người đàn ông trung niên cười đùa nói. Những người xung quanh cũng cười theo. Tiểu tử, không phải vừa rồi cậu rất hung hãn sao, phá trận pháp của Huyền Linh Tử, còn hủy thiên tuyệt vạn độc cổ của tôi, cậu phá Tam Thư của Long Hoa Hội chúng tôi thử xem, nếu cậu có thể phá được, Tôn Bán Y tôi sẽ bái cậu làm thầy. Tôn Bán Y hơi nhếch miệng cười nói. Nếu cậu phá được Tam Thư, tôi cũng bái cậu làm thầy. Sắc mặt Huyền Linh Tử cũng khôi phục như thường, nói. Hai người vừa mở miệng, đám người Long Hoa Hội cũng xen miệng theo. Còn tôi nữa, nếu Mạc Tiên Sinh có thể phá giải Tam Thư, tôi cũng bái cậu làm thầy. Trong chớp mắt xung quanh tràn đầy tiếng đùa giỡn. Tam Thư thành một thế giới, Mạc Phàm lợi hại đến mấy, sao có thể phá được Tam Thư? Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng. A Hào nhíu mày đứng dậy. Ba cuốn sách rách nát mà thôi, tôi thử xem Tam Thư rách nát của các ông có gì lợi hại. A Hào nắm chặt tay, ánh sáng như ngọc xuất hiện trên tay anh ta, kình phong thổi vù vù. Cánh tay A Hào chậm rãi kéo ra sau, quanh ảnh màu vàng nhanh chóng ngưng tụ thành hàng, quấn quanh cánh tay anh ta, uy áp đánh ra bốn phía. Giống, tiếng long ngâm vang lên, đuôi long ảnh trên nắm tay anh ta giơ cao, muốn đập nát mặt đất. Tiểu tử, nơi này không nơi người hạ đẳng như cậu tới dương oai. Âm Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng ra. Nhược thủy. Rõ ràng chỉ là một ngón tay, bỗng nhiên đất dưới chân A Hào biến thành vũng bùn màu đen. Quyền kình hình rồng của A Hào đánh vào nhược thủy màu đen, giống như một cục đá rơi vào trong hồ nước, giọt nước màu đen tung tóe, tạo nên gợn sóng dập dờn ra xung quanh. Không chỉ như vậy, thân thể A Hào cũng như rơi vào vũng bùn. Chậm rãi chìm xuống dưới. Anh ta muốn thoát khỏi đó, nhưng sức lực toàn thân không dùng được, trái lại lún càng sâu, cũng rơi càng nhanh.
chỉ trong phút chốc A Hào đã lún vào trong vũng bùn hơn nửa. Sắc mặt Tần Kiệt thay đổi, vội vàng muốn đi cứu A Hào. Tần Kiệt, tôi đối xử với cậu không tệ, cậu lại lựa chọn đứng bên cạnh Mạc Phàm, cậu giống hệt người hạ đẳng kia, đến Nhược Thủy suy nghĩ lại đi. Tiêu Vấn Triều cười mỉa, chim ưng trên một ngón tay anh ta sáng lên, Nhược Thủy màu đen lập tức xuất hiện dưới chân Tần Kiệt. Tần Kiệt nhíu mày, nhảy lên trên. Tiêu Vấn Triều cười khinh thường, cũng không sốt ruột. Tần Kiệt, ở trong tam thư này, cho dù cậu là thiếu niên tông sư cũng không khác gì đồ bỏ đi, ở yên trong Nhược Thủy cho tôi. Anh ta vừa nói xong, vùng lớn thiên thư trên bầu trời biến thành màu đen, Nhược Thủy màu đen như thác nước rơi từ trên không xuống, rơi xuống đầu Tần Kiệt. Bùm, chỉ trong chớp mắt, Tần Kiệt liền biến mất trong Nhược Thủy, chỉ còn lại cái đầu hiện ở bên ngoài. Lão đại, chuyện này làm thế nào đây? Sắc mặt Sử Hàng khó coi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Anh ta không biết tam thư là gì, nhưng rất rõ ràng thứ này rất lợi hại, lần này bọn họ gặp phiền phức rồi. Pháp khí này rất hiếm gặp, nhưng không thể làm gì tôi đâu. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thánh môn tam thư không có nhiều ở tu chân giới, nhất là ba bản đầy đủ thì càng không nhiều, trên cơ bản có thể nắm giữ tam thư đều là cao thủ trong cao thủ thánh môn. Nhưng cho dù tam thư đều xuất hiện, thực sự giam được hắn sao? Ngón tay hắn khẽ búng, ba đạo hào quang biến mất vào trong mi tâm A Hào, Tần Kiệt và Sử Hàng. Vẻ mặt ba người ngây ngốc, bọn họ vẫn đang đứng yên tại chỗ, không có Nhược Thủy màu đen, cũng không có ai rơi vào trong Nhược Thủy. Huyễn thuật sao? Tần Kiệt nhìn tay mình, khiếp sợ nói. Anh ta nghiên cứu huyễn thuật một khoảng thời gian, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy ảo cảnh chân thật như vậy, vừa rồi anh ta có cảm giác như mình rơi vào đó thật. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm ra tay phá huyễn thuật, Âm Vô Thiên và Tiêu Vấn Triều khẽ cau mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Mạc Phàm tinh thông trận pháp, y thuật còn chưa tính, vậy mà nhìn thấu được huyễn thuật của tam thư. Phải biết rằng huyễn thuật tam thư chân thật hơn thế giới thật nhiều, lần trước sử dụng tam thư, đến chết cao thủ kia vẫn không biết mình chết trong huyễn thuật. Mạc Phàm có thể nhìn thấu dễ dàng, còn giải trừ được. Mạc Phàm, cậu có thể tiếp xúc với huyễn thuật trên người bọn họ, không biết cậu có thể giải huyễn thuật trên người cậu hay không? Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm có thể giải được huyễn thuật trên người người khác, ông ta không tin Mạc Phàm có thể giải được cho mình. Ông ta vừa nói xong, bỗng nhiên không gian xung quanh Mạc Phàm to lên gấp bội lần, biến thành chiến trường thời cổ, cảm giác thiết huyết, bạo lực, huyết tinh phả vào mặt. Ngay sau đó một đám nhân ảnh xuất hiện bốn phương tám hướng quanh Mạc Phàm. Những người này đều mặc chiến giáp cổ, cầm binh khí đầy phù văn trong tay, có người đứng trên đất, có người trôi nổi trong không trung, mỗi người đều mặt mũi dữ tợn, lộ ra sát ý khiến người ta không rét mà run. Những người này đen kịt một vùng, có khoảng chừng hơn 10 vạn, nếu không phải có khoảng cách nhất định với Mạc Phàm, thì sẽ không nhìn thấy được hắn. Nhìn thấy những binh lính này, Mạc Phàm lắc đầu, trực tiếp nhắm mắt lại. Giết! Âm Vô Thiên ra lệnh. Một chữ vừa vang lên, cùng một chữ giết vang lên trong miệng 10 vạn đại quân, bỗng nhiên sóng âm có thể hủy diệt một vùng nổ lên. Trong sóng âm, 10 vạn đạo kiếm khí, đao phong, thương cương chi chít bay về phía Mạc Phàm. Những lực lượng dao động này còn chưa tới người Mạc Phàm, không gian xung quanh Mạc Phàm như thủy tinh ở bốn phía nổ tung, vô số khe hở không đếm được lan về phía Mạc Phàm. Khe hở đến chỗ nào, mặc kệ là thứ gì đều bị chôn vùi ở bên trong, hóa thành hư vô. Sư phụ, cẩn thận. Mạc Phàm đứng cách đó không xa, Tần Kiệt nhìn chiến trường này, vội vàng kêu lên. Cẩn thận, có tác dụng sao, nhìn sư phụ cậu chết như thế nào đi. Âm Vô Thiên cười lạnh lùng, nói chắc chắn. Những người khác cũng cười theo, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm ở bên trong. Chỉ cần Mạc Phàm đắm chìm vào trong huyễn thuật, người thua hôm nay sẽ là Mạc Phàm. Không cần cẩn thận, huyễn thuật của các ông có tác dụng sao? Các ông nên để diệt thần xuất hiện tốt hơn, nếu không các ông sẽ thua thật đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong hắn đột nhiên mở mắt ra, hai đạo lam quanh bắn nhanh từ trong mắt hắn ra, tựa như hai ngọn đèn chiếu phim 3D. Trong vòng lam quang, không gian mai một biến mất, 10 vạn đại quân biến mất, chiến trường cổ biến mất, không gian biến về bộ dạng ban đầu, toàn bộ đều quay về bình thường. Tươi cười trên mặt đám Âm Về Thiên cứng đờ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Chuyện này, Âm Vô Thiên nhíu mày.
Ông ta tu luyện thái âm kinh, có thể minh tâm kiến tính, có năng lực chống cự nhất định với ảo cảnh. Ông ta tự mình thử qua ảo cảnh trong tam thư rồi, ông ta hoàn toàn không có biện pháp thoát khỏi. Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái, liền phá được ảo cảnh. Còn chưa thả thần binh các ông luyện chế ra hà? Mạc Phàm nhìn Dạ Vô Nhai hỏi. Thôi, vậy chơi huyễn thuật đi, tôi chơi với các ông một lát. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, thản nhiên nói. Nguyệt nhãn. Mạc Phàm thu lam quang trong mắt lại, thay vào đó là đôi mắt sáng như mặt trăng, cùng lúc đó, một vòng minh nguyệt sau lưng hắn dâng lên. Mặt trăng vừa ló ra, nhìn giống như thủy ngân. Nhanh nhắm mắt lại. Huyền Linh Tử thấy mặt trăng ở trong mắt và sau lưng Mạc Phàm thì thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Không ít người nghe thấy vậy vội vàng nhắm mắt. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai bọn họ. Nhắm mắt có tác dụng sao? Có người nhíu mày, mở mắt, liền thấy bên cạnh bọn họ có mấy Mạc Phàm giống nhau như đúc. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, trong tay mỗi người đều cầm kiếm. Trong đó có một người giơ tay lên, trường kiếm chém vào tay một người. Vèo, cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn nhanh mà ra, văng lên mặt người kia. Người kia mở to mắt, vẻ đau đớn xuất hiện trên mặt. A, tiếng kêu đau đớn như heo bị chọc tiết vang lên. Tay của tôi. Bên này vừa kêu lên, Mạc Phàm khác cũng cầm kiếm, đâm vào trong cơ thể đám người Âm Vô Thiên. Trong lúc này, tam thư trở thành địa ngục như nghiên, bầu trời biến thành màu đỏ như máu giống mặt trăng phía sau Mạc Phàm, khắp nơi đều tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, tay chân bị chém. A, đừng mà, tay của tôi. Trong tiếng gào thét, đám Âm Vô Thiên vẫn bị Mạc Phàm ở xung quanh đâm kiếm vào người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, càng ngày càng chói tai. Không đợi những người này bị đâm nát, Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Mạc Phàm, cậu đủ rồi đó. Trong một tay ông ta ba thạch thư huyền ảo bay ra, tay còn lại tạo một pháp ấn bay vào trong thạch thư. Vòng ngọc to lớn dưới chân bọn họ và trên trời xoay chuyển, bầu trời đỏ như máu khôi phục lại bình thường, những Mạc Phàm tràn đầy xung quanh cũng biến mất theo, ảo tưởng biến mất. Nhưng không ít người của Long Hoa Hội vẫn chưa tỉnh lại, té ngã trên đất. Đám Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên nhíu mày nhìn những người nằm trên đất, sắc mặt rất khó coi. Vô cùng rõ ràng, ông ta dùng lực lượng tam thư, vẫn không thể phá giải hoàn toàn huyễn thuật của Mạc Phàm. Mạc Phàm hoàn toàn giải được huyễn thuật của bọn họ lại không phá giải được huyễn thuật của Mạc Phàm, mạnh yếu đã rõ. Bọn họ bại Mạc Phàm về trận pháp, y thuật, vậy mà huyễn thuật cũng bại Mạc Phàm. Phải biết rằng bọn họ có tam thư thiên địa nhân ở đây, Mạc Phàm chỉ có một mình. Mạc Phàm, chúng tôi đều xem thường cậu rồi, chẳng trách Vạn Thiên Tuyệt chết trên tay cậu. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Ông ta tưởng rằng Huyền Linh Tử và Tôn Bán Y có thể đối phó Mạc Phàm dễ dàng, ai biết ngay cả Thiên Thư đều tạm thời không làm gì được Mạc Phàm, thực lực của Mạc Phàm vượt xa tưởng tượng của ông ta. Sau đó thì sao, ông muốn chịu thua à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Dạ Vô Nhai một cái nói. Bây giờ bảo tôi chịu thua, cậu vui hơi sớm rồi đó, đợi cậu thắng tôi và Vô Thiên cùng mấy thứ này rồi nói sau. Sắc mặt Dạ Vô Nhai vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn Âm Vô Thiên đứng bên cạnh một cái, vừa đi về phía Mạc Phàm vừa nói. Âm Vô Thiên hiểu ngầm rời khỏi theo Dạ Vô Nhai, trong mắt nhìn Mạc Phàm chớp lóe sắc bén. Hai người mới rời đi, vòng ngọc trên bầu trời và dưới chân bọn họ nhanh chóng chuyển động. Theo vòng ngọc chuyển động, một đám cột sáng xuất hiện giữa hai vòng ngọc. Trong cột sáng, một đám bóng người mặc chiến giáp màu xanh, trắng, đỏ xuất hiện. Những người này có tổng cộng 81 người, trước người thêu chữ diệt, phía sau là chữ thần, khi bọn họ càng ngày càng rõ thì cột sáng càng ngày càng mờ nhạt. Chỉ trong phút chốc cột sáng thu lại, người trong quang ảnh lần lượt mở to mắt, quang mang ba màu nở rộ trong mắt bọn họ, khí tức khiến tim người ta đập nhanh lan tràn trên người bọn họ ra, giống như trời sắp sập xuống. Sắc mặt những người tỉnh táo ở đây thay đổi. Diệt thần, đây là diệt thần trong truyền thuyết sao? Từ khi Long Hoa Hội nhận được tam thư, diệt thần vẫn luôn tồn tại ở Long Hoa Hội. Nhưng cho dù là thành viên trung tâm của Long Hoa Hội, cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy diệt thần. Dù sao đây là chỗ dựa lớn nhất của Long Hoa Hội, 81 thiên thiên đỉnh phong, càng ít người biết về diệt thiên càng tốt. Diệt thần không hổ là diệt thần. Có người nhìn diệt thần, thận trọng nói.
Bọn họ là thành viên của Long Hoa Hội, thực lực cũng không tệ, kém nhất là tiên thiên trung kỳ. Khí tức trên người 81 diệt thần không chỉ mạnh hơn bọn họ, thậm chí còn khủng bố hơn bất luận cao thủ nào bọn họ từng thấy. Mỗi người đều đáng sợ như vậy, ở đây lại có 81 người. Diệt thần vừa xuất hiện, sắc mặt Tần Kiệt và A Hào thay đổi. Thực lực của hai bọn họ gần như thua cao thủ tiên thiên bất kỳ trong đây, ở trước mặt những sĩ binh diệt thần này, bỗng nhiên bọn họ cảm thấy rất vô lực, giống như gặp phải thiên địch. Bọn họ cũng coi như từng gặp không ít kẻ địch, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này. Mạc Phàm nhìn thoáng qua diệt thần trong mắt chớp lóe ba màu, nhướng mày. Quả nhiên là đạo binh. Trong thánh môn tam thư có bốn loại binh, huyễn binh, thần binh, đạo binh và kiếp binh. Huyễn binh giống sĩ binh xuất hiện lúc trước, không ai có tính công kích, chỉ có thể khiến người ta rơi vào trong ảo cảnh. Thần binh là thần niệm ngưng tụ ra chiến sĩ, loại chiến sĩ này không có thật thể giống như huyễn binh, có lực phá hoại nhất định. Đạo binh là như diệt thần, lợi dụng hai đạo diễn hóa trong thần môn tam thư, rót đại đạo vào trong cơ thể vật dẫn, từ đó luyện thành đạo binh vừa có thật thể lại cường đại. Ở tu chân giới, đạo binh đều do yêu thú hay ma đầu làm vật trung gian. Kiếp binh là chiến sĩ cấp cao, chính là kiếp số trong thánh môn tam thư biến thành, không có thế lực nào đáng sợ hơn bọn họ. Kiếp binh rất hiếm gặp ở tu chân giới, ngay cả cao thủ đại thừa kỳ gặp kiếp binh đều không làm gì được. Nếu là kiếp binh trong tam thư, hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng chỉ là đạo binh. Ý niệm của hắn vừa động, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Dạ Vô Nhai, đây là quân bài chưa lật của các ông sao? Mạc Phàm chậm rãi đi về phía Dạ Vô Nhai, thản nhiên nói. Thế nào, Mạc Phàm, bây giờ cậu còn phản kháng không? Hai tay Dạ Vô Nhai vươn ra, lạnh giọng hỏi. Khi nói chuyện, quần áo trên người ông ta đã biến mất, thay vào đó là bộ chiến giáp cổ xưa màu trắng. Quần áo trên người Âm Vô Thiên cũng biến thành chiến giáp màu đen. Rõ ràng chỉ thay bộ quần áo, khí thế trên người hai người cũng thay đổi theo, khí tức khủng bố không nói nên lời xuất hiện trên người hai người, ngay cả Vạn Thiên Tuyệt ở thời hưng thịnh cũng không cường đại như thế, kình phong tự nhiên xuất hiện trên người bọn họ. Cộp, dưới khí tức cường đại, Sử Hàng trực tiếp quỳ trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy Tần Kiệt và A Hào vẫn đứng, nhưng không khá hơn chút nào, trên mặt bọn họ không có chút huyết sắc, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên. Cách đó không xa, vẻ mặt người Long Hoa Hội cũng khiếp sợ. Khí tức thật cường đại, đây là thực lực chân chính của Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên sao? Dạ Vô Nhai đứng thứ ba hắc bảng, cũng ít khi ra tay. Âm Vô Thiên thì càng không có số trên hắc bảng. Ai biết hai người đã cường đại đến thế? Cho dù là Vạn Thiên Tuyệt đến thủ đô, ở bên trong thiên thư cũng không phải đối thủ của bất luận người nào. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Các ông luyện hóa thiên thư và địa thư sao? Thực lực của hai người rất cường đại, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Nhưng khí tức trên người hai người không kém Vạn Thiên Tuyệt chút nào. Trái lại còn mạnh hơn Vạn Thiên Tuyệt cảnh giới hư đan một chút. Vậy chỉ có một loại khả năng, hai người này đã luyện hóa thiên thư và địa thư, tam thư là thánh môn tạo hóa chi thuật, cũng là thánh môn thánh khí, đạo ở đây. Luyện hóa tam thư có thể vượt qua thực lực tu vi bản thân. Ở tu chân giới có không ít tu sĩ thánh môn biết rõ vô vọng thăng cấp, liền lựa chọn con đường luyện hóa tam thư này, do đó thực lực càng mạnh hơn. Hậu quả như vậy là chỉ có được đạo tam thư. Mà không phải đạo của mình, tu vi không thể mạnh hơn. Năm đó thực lực của hắn vẫn đứng ở kim đan kỳ, cũng vì luyện hóa bộ tam thư thánh môn đưa cho hắn. Thậm chí hắn đã lĩnh hội tam thư, thiếu chút nữa là luyện hóa tam thư xong. Không ngờ hắn gặp được người luyện hóa tam thư trên địa cầu. Mạc Phàm, cậu biết nhiều thật. Dạ Vô Nhai nhớn mày, hơi bất ngờ nói. Chuyện luyện hóa thiên thư và địa thư chỉ có bốn bọn họ biết. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền biết rõ bọn họ luyện hóa thiên thư, địa thư, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Tôi biết nhiều hơn các ông nghĩ nhiều. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Mạc Phàm, vậy cậu có biết cậu sắp chết hay không? Âm Vô Thiên cười âm hiểm nói. Đây là lần đầu tiên ông ta dùng lực lượng địa thư, ông ta cảm thấy rất tốt, chưa bao giờ cường đại như thế. Ông ta có cảm giác cho dù cường giả thần cảnh đứng trước mặt ông ta cũng phải chết. Thần cảnh đều phải chết, Mạc Phàm là cái thá gì? Tôi biết tôi sẽ không chết, hôm nay chỉ có ông.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén nói. Mạc Phàm, cậu chắc chắn không? Âm Vô Thiên cười khinh thường nói. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, ở tuổi này đã có thực lực thâm bất khả chắc như thế, quả thật là một tài năng đáng được bồi dưỡng. Chỉ cần cho Mạc Phàm ít thời gian, chắc chắn Mạc Phàm sẽ mạnh hơn cả Lâm Thiên Nam. Nhưng Mạc Phàm đắc tội Long Hoa Hội bọn họ, Mạc Phàm phải bị phong ấn trong Long Hoa Hội, mãi đến khi Mạc Phàm chết. Vô Thiên, còn nhiều lời với tiểu tử này làm gì, giết cậu ta là được. Trong mắt Tôn Bán Y lóe lên vẻ lo lắng, nói. Tiểu tử này quá quỷ dị, người khác cả một đời cũng không có thành tựu, vậy mà Mạc Phàm dễ dàng làm được đến mức này. Nếu là trước đây, chắc chắn ông ta sẽ chơi đùa với Mạc Phàm một lát, dù sao hiếm khi gặp được người giống như Mạc Phàm. Bây giờ sao, vẫn nên nhanh chóng xử lý tiểu tử này tốt hơn. Sắc mặt Dạ Vô Nhai lãnh khốc, cũng không sốt ruột. Mạc Phàm, tôi lại cho cậu cơ hội nữa, quỳ lại Long Hoa Hội chúng tôi, sau đó thành nô lệ của Long Hoa Hội, cậu còn có thể đạt được tự do, nếu không cậu biết Tam Thư, cũng biết đáng sợ của Tam Thư rồi đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Dạ Vô Nhai, ông cảm thấy ông luyện hóa được Thiên Thư và Địa Thư, cộng thêm tu luyện Thái Dương Kinh và Thái Âm Kinh của Âm Vô Thiên, là có thể phong ấn tôi trong Tam Thư sao? Hai người một người là chân dương chi lực, một người là chân âm chi lực, rõ ràng là tu luyện Thái Dương Kinh và Thái Âm Kinh, một người đại biểu cho Thiên, một người đại biểu cho Địa. Thực lực như vậy, có thể khiến hắn quỳ xuống sao? Chẳng lẽ không được? Dạ Vô Nhai không đáp hỏi ngược lại. Nếu các ông đạt được Tam Thư đến cảnh giới Kiếp Thư, có lẽ còn được, bây giờ còn kém xa lắm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cấp bậc Tam Thư căn cứ vào chiến binh bên trong, cũng có thể chia làm Huyễn Thư, Thần Thư, Đạo Thư và Kiếp Thư. Có thể tế luyện đạo binh là Đạo Thư. Kiếp binh là Kiếp Thư. Kiếp Thư sao? Mạc Phàm, cậu quá coi trọng mình rồi đó. Dạ Vô Nhai nhíu mày, lập tức lắc đầu. Trong mắt xuất hiện khinh thường. Tam Thư là bọn họ triệu hoán đến, nếu bọn họ biết phương pháp triệu hoán, sao có thể không biết gì về Tam Thư? Kiếp Thư là cảnh giới cao nhất của Tam Thư Thiên Địa Nhân, có thể sử dụng Thiên Kiếp, Địa Kiếp, Nhân Kiếp. Mở Kiếp Thư ra thì có thể hủy diệt tất cả. Vậy mà Mạc Phàm nói Kiếp Thư mới diệt được cậu ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vậy sao, vậy cậu phá được Đạo Thư của chúng tôi rồi hãy nói. Nhưng tôi thấy cậu không có bản lĩnh này đâu. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Ông ta nói xong không dám nói gì với Mạc Phàm nữa. Một tay ông ta vươn ra, trường đao màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta. Trường đao màu đen chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa, một nửa diệt thần nheo mắt, nhìn về phía Mạc Phàm, tựa như vô số mãnh thú tiếp cận con mồi. Cùng lúc đó, năm ngón tay Dạ Vô Nhai mở ra. Trường kiếm màu trắng như tuyết huyễn hóa mà thành trong tay ông ta. Trường kiếm chỉ về phía Mạc Phàm, tất cả diệt thần đều nhìn về phía hắn. Những người này còn chưa ra tay, áp lực rất lớn đè ép về phía Mạc Phàm. Ngay sau đó tất cả diệt thần biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã đến xung quanh Mạc Phàm, từng đạo ánh đao, kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, chém về phía Mạc Phàm. Những ánh đao kiếm khí mới xuất hiện. Không gian lập tức như thủy tinh bị nứt thành mạng nhện, những vết rạn này nhanh chóng lan tràn về phía Mạc Phàm. Hắn không để ý đến những đạo binh này, trái lại nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai, ông có quan hệ gì với Thánh Môn? Thân thể Dạ Vô Nhai nhoáng lên một cái, vốn định xông về phía Mạc Phàm, nhưng nghe lời Mạc Phàm nói, ông ta nhíu mày dừng lại. Có quan hệ thì thế nào, không có quan hệ thì thế nào, cậu sắp chết đến nơi rồi, còn muốn nói gì nữa? Dạ Vô Nhai hỏi, nếu có quan hệ, nói lên ông chỉ là đệ tử vòng ngoài của Thánh Môn, nếu không có quan hệ, nói lên ông không biết cái gì gọi là Thánh Môn Tam Thư, vốn dĩ không biết sử dụng Thánh Môn Tam Thư thế nào. Mạc Phàm cười nhạt nói, Thánh Môn Tam Thư, Thánh Môn Thánh Khí. Nếu đưa cho hắn, cảnh giới tiên thiên sơ kỳ có thể giết được vạn thiên tuyệt cảnh giới hư đan. Tiên thiên trung kỳ, lại càng có thể phong ấn cao thủ thần cảnh kim đan. Ba quyển sách này ở trong tay Long Hoa Hội, cũng chỉ có diệt thần là có tên tuổi, nhưng không diệt được thần. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Thôi, tôi sẽ dạy ông dùng Thánh Môn Tam Thư thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói xong nheo mắt lại, một số kinh văn nho ra xuất hiện xung quanh hắn.
Theo kinh văn Nho Gia lưu truyền, khí tức toàn thân Mạc Phàm thay đổi, hắn lập tức thành một thánh nhân đang đọc kinh. Những kinh văn này vừa xuất hiện, Tam Thư Thiên Địa Nhân cùng chấn động, giống như sản sinh ra cộng hưởng. Cậu dạy chúng tôi dùng Tam Thư thế nào, tôi dạy cậu đi chết đi thế nào. Âm Vô Thiên nhíu mày, trầm giọng nói. Tam Thư là độc nhất vô nhị, trên địa cầu không có Tam Thư thứ hai, thánh môn sớm đã không có truyền thừa ở trên địa cầu. Nếu Mạc Phàm dùng được Tam Thư, heo có thể leo lên cây. Hắc quang chớp lóe trên hắc đao trong tay ông ta, một đao như nguyệt nha màu đen chém về phía Mạc Phàm. Nguyệt nha đến chỗ nào, một nửa ánh đao kiếm khí của Diệt Thần bị hắc đao hấp thu. Không gian liệt phùng lập tức biến thành không gian đổ nát, lan tràn về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Dạ Vô Nhai cũng không nói gì thêm, hai tay nắm chặt trường kiếm, chém mạnh về phía đất. Một đạo kiếm khí như long hình thơ nát sóng xung kích trên đất lao về phía Mạc Phàm, vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên đất, mặt đất sụp đổ. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Âm Vô Thiên nói, cũng không thèm nhìn một kiếm một đao băng đia vùi lấp, trái lại nhìn lướt qua những Diệt Thần, thứ nhất, đạo binh không dùng như các ông, mà dùng thế này. Mạc Phàm khẽ dậm chân, kinh văn màu vàng như rễ cây giả chiếm cứ bốn phía. Rầm rầm rầm, mặt đất đều bị nghiền nát. Chỉ trong chớp mắt, vòng ngọc dưới chân Mạc Phàm tràn đầy kinh văn màu vàng. Kim văn vừa tràn đầy vòng ngọc, Mạc Phàm giơ một tay ra, ngón tay chỉ về phía không trung. 81 chiến sĩ Diệt Thần nhoáng lên một cái, trong chớp mắt biến thành 810. Ngay sau đó liền biến thành 8.100, 81.000, 810.000 người. Chỉ trong phút chốc chiến sĩ Diệt Thần tràn đầy vòng ngọc, đông nghịt. Sắc mặt Dạ Vô Nhai lập tức thay đổi, trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Tiểu tử, sao cậu có thể làm được? Âm Vô Thiên nghiến răng nói, nói một nửa liền dừng lại. Rõ ràng bọn họ đã luyện hóa thành công thiên thư địa thư, vì sao Mạc Phàm có thể khống chế được Diệt Thần và Tam Thư của bọn họ? Mạc Phàm vẫn không thèm để ý hai người, thánh môn Tam Thư tương đương với ba khẩu súng, luyện hóa thánh môn Tam Thư chỉ có thể nói lên ba quyển sách này là của hắn. Nhưng sử dụng cây súng này, chỉ dựa vào luyện hóa là không đủ. Nếu không biết phương pháp sử dụng của thánh môn, cây súng này tương đương với chưa mở ra chốt bảo hiểm, chỉ là một khối sắt. Biết phương pháp sử dụng, cây súng này mới là cây súng. Xem ra hai người không biết phương pháp sử dụng Tam Thư, chỉ biết luyện hóa thôi. Đây là một loại khác. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, trong chớp mắt vô số Diệt Thần biến mất, biến thành Diệt Thần cỡ lớn. Diệt Thần này cao mấy chục mét, cước đạp địa, đầu đính thiên, khí tức toàn thân đâu chỉ gấp 10 lần trước. Cho dù là khí tức trên người Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên, đều kém vô số lần Diệt Thần cỡ lớn này. Vẻ mặt mọi người ở đây lập tức sửng sốt, nhìn cự thần binh với vẻ khiếp sợ. Đây là Diệt Thần sao? 81 Diệt Thần lại bị Mạc Phàm biến thành một. Vì sao cậu ta có thể khống chế? Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên lại càng thất thần tại chỗ, khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Diệt Thần do bốn bọn họ hợp lực mở ra, chỉ có hai bọn họ khống chế được. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ khống chế Diệt Thần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệt Thần còn được sử dụng như Mạc Phàm. Chuyện này, Mạc Phàm vẫn không để ý đến đám Dạ Vô Nhai, tay không ngừng thay đổi pháp ấn. Diệt Thần giống như xếp gỗ trong tay hắn, biến hóa trạng thái, trận hình theo tâm ý hắn. Mỗi khi biến hóa một loại, khí tức trên người Diệt Thần mạnh hơn nhiều. Sau khi biến hóa liên tục 9 loại, bàn tay Mạc Phàm vung lên, trong chớp mắt Diệt Thần biến mất hết, chỉ còn lại Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên đứng ở hai bên, còn có hai đạo kiếm khí và đao khí đầy khí thế. Mạc Phàm nhìn lướt qua đao khí kiếm khí gần trong gang tấc, trong mắt chớp lóe tinh quang. Thứ hai, đùa giỡn với Tam Thư Thiên Địa Nhân phải như thế, Thiên Phong Thần, Địa Phong Tinh, Nhân Trưởng Khí, Thần hóa khí tinh, tinh hóa hư vô. Mấy chữ này vừa vang lên, vòng ngọc trên bầu trời nghịch chuyển, vòng ngọc dưới chân thuận chuyển, hồng quang tỏa từ giữa hai vòng ngọc ra ngoài. Kiếm khí, đao khí của Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên sắp chém lên người Mạc Phàm, trực tiếp biến mất vô hình, giống như chưa từng tồn tại. Hai đạo công kích được hóa giải dễ dàng, sắc mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cầm trường kiếm đi về phía Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên. Tôi thử Diệt Thần của các ông rồi, bây giờ Diệt Thần của các ông không còn. Các ông còn quân bài gì chưa lật đây? Mạc Phàm vừa nói những lời này,
sắc mặt không ít thành viên Long Hoa hội tỉnh táo âm u, không có chút huyết sắc. Huyễn thuật trong Tam Thư không phải đối thủ của Mạc Phàm, ngay cả diệt thần cao thủ có thể giết thần cảnh cũng bị Mạc Phàm đùa giỡn trên tay, lực lượng của Tam Thư cũng bị Mạc Phàm dùng một cách dễ dàng. Lần này xong rồi. Tam Thư và diệt thần là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, chỗ dựa lớn nhất đều bại bởi Mạc Phàm, bọn họ có thể làm gì đây? Tiểu tử này thật lợi hại, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Một người trong đó thấy Mạc Phàm chậm rãi đi tới, e sợ nói. Mạc Phàm mới chưa tới 20 tuổi, vậy mà có thể khống chế Tam Thư, thực lực đáng sợ như thế, cho dù bọn họ muốn làm gì cũng không dám. Phải biết rằng nếu năm đó dùng Tam Thư, có khả năng Lâm Thiên Nam không phải số một. Thư đáng sợ như thế, chỉ như một kiện pháp khí có thể khống chế dễ dàng trước mặt Mạc Phàm. Lần này làm sao bây giờ? Có người lo lắng nói. Tam Thư không làm gì được Mạc Phàm, bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Sắc mặt Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên xanh mét, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bọn họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tam Thư và Diệt Thần, nhưng không thể điều động Diệt Thần. Chuyện Diệt Thần bị hạn chế chưa từng xảy ra, vậy mà xảy ra trên người bọn họ. Rất lâu sau, lúc này Dạ Vô Nhai mới bình tĩnh lại. Mạc Phàm, tôi thừa nhận chúng tôi đã xem thường cậu, nhưng cho dù cậu khống chế được Diệt Thần của chúng tôi, cũng ngốc ở trong này đi. Ánh mắt Dạ Vô Nhai phát lạnh, nói. Vậy sao? Mạc Phàm nhướng mày, đứng giữa địa thư. Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên điên cuồng, ngón tay giữa ông ta sáng lên, một cái bút xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta cầm lấy bút, nội khí chút vào bên trong. Một chữ phong cổ xuất hiện trong không trung, chữ phong sáng lên, chia ra làm ba, biến mất vào trong Tam Thư. Hào quang trên Tam Thư tỏa ra, một đạo quang trụ rơi xuống Thiên Thư. Sau đó phong ấn Mạc Phàm bên trong. Cùng lúc đó, nhân thư như ngọc giản đều dán sát vào Mạc Phàm, trên mỗi ngọc giản có một chữ phong chớp lóe hào quang, giam giữ Mạc Phàm ở trong. Thiên thư và địa thư bắt đầu nhỏ đi, ngoại trừ Mạc Phàm và Dạ Vô Nhai ra tất cả đều ở bên ngoài. Thiên thư và địa thư biến hình, đồng thời hai vòng ngọc cũng biến thành hình vuông song song, ngọc giản chữ phong xuất hiện trong thiên thư địa thư. Chỉ trong phút chốc, một hình tròn cỡ một người xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Người Long Hoa hội ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa như mộng tưởng của mình trở thành sự thật. Vừa rồi Mạc Phàm còn ổn định ở thế thượng phong, áp bọn họ đến xít sao, lúc này mới chưa tới vài giây, Mạc Phàm đã bị phong ấn, không có một chút dấu hiệu thắng. Rất lâu sau, lúc này mới có người của Long Hoa hội phản ứng kịp. Thắng sao? Tiểu tử này bị phong ấn rồi hả? Chắc vậy. Âm Vô Thiên nhìn viên cầu gần Dạ Vô Nhai, khóe miệng hơi nhếch lên cười nói. Ông ta không cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, rất rõ ràng là Mạc Phàm đã bị Tam Thư phong ấn. Cuối cùng cũng thu phục tiểu tử này rồi. Một lão giả của Long Hoa hội lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói. Chỉ thiếu chút nữa Long Hoa hội sẽ bị hủy hoại trên tay Mạc Phàm. Hô hô! Không phải tiểu tử này rất kiêu ngạo sao? Một người đàn ông trung niên hơi kích động cười điên cuồng nói. Kiêu ngạo thì thế nào, ở trước mặt Long Hoa hội chúng ta không khác gì gà đất chó kiểng. Một người đàn ông cười khinh thường nói, vẻ mặt và giọng điệu không giống như trước kia. Quả thật Mạc Phàm rất khủng bố, nhưng đó là lúc trước, không phải vẫn bị bọn họ phong ấn sao? Một khi bị phong ấn trong Tam Thư, gần như không thể ra khỏi đó, Mạc Phàm xong rồi. Mạc gia đối nghịch với Long Hoa hội bọn họ cũng xong rồi. Cách đó không xa, mắt Tần Kiệt mở to, khiếp sợ nhìn viên cầu kia, sắc mặt rất khó coi. A Hào nhíu mày, quả đấm nắm chặt lại. Thả Mạc tiên sinh ra ngay. Ổ Hào nổi giận thét lên. Thân thể anh ta nhoáng lên một cái, đến bên cạnh Tam Thư biến thành viên cầu, trên tay vang lên tiếng long ngâm, đánh mạnh về phía viên cầu. Rầm, âm thanh va chạm vang lên. Viên cầu không nhúc nhích chút nào, hồng quang trên viên cầu sáng lên. Bùm một tiếng, hồng quang hóa thành tia bắn trúng người A Hào trực tiếp bay về phía sau, máu tươi tràn từ khóe miệng anh ta ra. Tần Kiệt nhíu mày, trong mắt xuất hiện không cam lòng. Hai tay anh ta nắm chặt, trên người xuất hiện đường vân màu vàng. Những đường vân màu vàng này vừa xuất hiện, tiếng đùng đùng truyền từ cơ thể anh ta ra, tựa như đang rang xào đậu. Cơ thể anh ta lập tức cao gần gấp đôi, từ 1m8 thành cự nhân hơn 3 thước. Tiểu tử,
chỉ dựa vào hai người cũng muốn cứu Mạc Phàm, đúng là si tâm vọng tưởng, các cậu đã đến đây rồi, vậy ở lại cả đi. Âm Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bị Mạc Phàm ngược lâu như vậy, ông ta sớm đã ôm bụng lửa giận. Nếu Tần Kiệt và A Hào muốn chết, đúng lúc ông ta cần tìm chỗ trút giận. Không đối phó được Mạc Phàm, còn không đối phó được Tần Kiệt và A Hào. Âm Vô Thiên cười nham hiểm, dưới chân khẽ động đến bên cạnh Tần Kiệt. Tần Kiệt, công pháp của cậu không tệ, đáng tiếc cậu lựa chọn đứng bên Mạc Phàm, vậy chỉ có một con đường, chết. Một tay ông ta vồ về phía Tần Kiệt, một đại thủ ấn năm thước lập tức xuất hiện trước người anh ta. Rầm, không đợi Tần Kiệt phản ứng kịp, Tần Kiệt lập tức như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía sau. Cả tôi nữa. Tần Kiệt còn chưa bay đi xa, Nguyên Long gia chủ Nguyên gia cười lạnh lùng, bóng dáng nhoáng lên một cái đến trước người Tần Kiệt. Ông ta nắm lấy đầu Tần Kiệt, tựa như lão ưng bắt gà con. Không phải sư phụ cậu thích hạ nguyền rủa sao, vậy cậu cũng thử nguyền rủa của Long Hoa hội chúng tôi xem. Ý niệm của Nguyên Long vừa động, phù văn như trùng tử còn sống leo lên cánh tay ông ta, nhanh chóng bỏ về phía đầu Tần Kiệt. Không phải Mạc Phàm hạ nguyền rủa với Nguyên gia bọn họ sao, vậy cũng phải để đồ đệ của Mạc Phàm nếm thử tư vị bị nguyền rủa. Buông Tần thiếu gia. Cách đó không xa, A Hào thấy Tần Kiệt bị người ta bắt, lại bị hạ nguyền rủa, trong mắt như sắp rớt ra. Một tay anh ta ôm ngực chảy máu, muốn lao về phía Tần Kiệt. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh ta. Tiểu tử, muốn cứu người, cậu phải lo cho mình trước rồi nói sau. Một người đàn ông trung niên gầy khô không biết xuất hiện trước người A Hào lúc nào. Một tay như độc long thăm dò biển, trực tiếp với vào trong vết thương ở ngực Mạc Phàm, trực tiếp mò tới trái tim anh ta. Đồng tử A Hào co rụt lại, thân thể giống như bị điện giật, chậm rãi nhìn về phía người đàn ông kia. Tiểu tử, cảm giác bị nắm trái tim thoải mái không? Người đàn ông kia cười quỷ dị nói, tay khẽ nắm chặt. Thân thể A Hào run lên, máu tươi trào từ khóe miệng anh ta ra. Các người đợi đó, sau khi Mạc Tiên Sinh ra khỏi đó, nhất định sẽ giết các ông. A Hào nghiến răng nói. Anh ta vừa nói câu này xong, không ít người cười khinh thường. Tiểu tử, cậu cảm thấy cậu ta sẽ ra được sao? Đợi cậu ấy ra, các ông sẽ chết sớm thôi. Giết hai bọn họ trước, để cho cậu ta xem Mạc Phàm ra ngoài thế nào. Tiếng cười đùa vang lên. Mạc Phàm đã bị phong ấn vào trong tam thư, cho dù Mạc Phàm có thể nhìn thấu huyễn thuật, cũng đừng mơ ra khỏi đó. Các người làm như vậy, không sợ cảnh sát bắt các người sao? Ở một bên, sắc mặt Sử Hàng trắng bệch, cố gắng nói. Chuyện hôm nay đã phá thế giới quan của anh ta, Mạc Phàm bị những người này phong ấn trong viên cầu, phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ đến cảnh sát. Cảnh sát? Không ít người nhìn về phía Sử Hàng, giống như nhìn một kẻ ngốc. Cảnh sát, tôi có điện thoại này, cậu có muốn gọi điện báo cảnh sát không? Âm Vô Thiên lấy điện thoại ra đưa cho Sử Hàng, cười nói. Ông, tôi. Sử Hàng thấy Âm Vô Thiên đi tới, không ngừng lùi về phía sau. Cậu làm sao vậy, có phải quên số điện thoại để gọi không? Tôi có thể nói cho cậu biết mà, là 110, tiểu tử, cậu muốn gọi không? Âm Vô Thiên giả mù sa mưa nói. Nếu cậu cảm thấy cảnh sát không có tác dụng, tôi còn biết số cục an toàn Hoa Hạ, cậu có cần không? Nguyên Long cười mỉa nói. Xung quanh lại vang lên tiếng cười. Bên cạnh viên cầu, Dạ Vô Nhai hơi nhếch miệng, tươi cười xuất hiện. Tỏa! Ông ta khẽ quát, trong chớp mắt viên cầu nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vốn đang to bằng một người, rất nhanh chỉ còn lại bằng quả cầu, trôi nổi trước tay Dạ Vô Nhai không xa. Các cậu còn không nhanh báo cảnh sát, tên tiểu tử Mạc Phàm sắp biến thành con kiến rồi kìa. Âm Vô Thiên nhìn viên cầu thu nhỏ lại, cười đắc ý nói. Tôi! Tần Kiệt, A Hào nhíu mày! Không đợi bọn họ trả lời, Nguyên Long và người đàn ông kia nắm chặt tay. Các cậu muốn nói gì thì nói luôn đi. Khuôn mặt Tần Kiệt và A Hào vặn vẹo vì đau đớn, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống. Sư phụ tôi sẽ ra được thôi. Tần Kiệt nhịn đau, nghiến răng nói. Ra được, xem cậu ta ra thế nào, chui ra hay bỏ ra, hôm nay ra được, hay 20 năm sau mới ra được. Nguyên Long cười nói. Ông ta vừa nói xong, bỗng nhiên không khí phát lạnh, giống như rơi vào trong vết nứt vạn năm.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tôi có thể khống chế thánh môn tam thư, các ông nghĩ thứ này giam được tôi bao lâu? Giọng nói rất nhẹ, nhưng khiến người của Long Hoa hội sởn gai ốc. Đây là tiểu tử kia sao? Có người hỏi. Một lát sau mới có người trả lời. Ngoại trừ tên tiểu tử kia ra thì có thể là ai? Mạc Phàm mang đến rung động lớn cho bọn họ như thế, sao bọn họ không nhận ra giọng của Mạc Phàm? Những lời này vừa vang lên, tươi cười trên mặt gần hết mọi người cứng ngắc, không hẹn mà cùng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía viên cầu trong tay Dạ Vô Nhai. Bọn họ tốn bao nhiêu công sức như thế, lúc này mới phong ấn được Mạc Phàm. Nếu để Mạc Phàm thoát khỏi, bọn họ thật sự bó tay chịu trói, người chết là bọn họ, không phải Mạc gia. Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ nữa, nếu cậu có thể ra khỏi đó, thì lập tức ra đi, không ra được thì tôi giết đồ đệ cậu trước. Vẻ mặt Âm Vô Thiên lạnh lùng, trầm giọng nói. Mạc Phàm đã bị phong ấn vào trong tam thư, cùng lắm là truyền giọng nói ra mà thôi, không có gì phải sợ. Ê ổ ấp ế ấp ổ khi ông ta nói chuyện, trường đao màu đen kề sát cổ Tần Kiệt, một đạo vết máu lập tức xuất hiện trên cổ anh ta. Cho dù cậu ta ra được thì thế nào, ba người này ở trong tay chúng ta, chỉ cần cậu ta dám tới đây, giết ba bọn họ là được. Huyền Linh Tử cười âm hiểm nói. Ông ta bước nhanh đến bên cạnh Mạc Phàm, một cánh tay gầy khô ấn lên màn hào quang bảo vệ sử hàng, một đám phù văn như nòng nọc lan tràn trên màn hào quang. Vô số phù văn nhanh chóng ngưng tụ thành một trận pháp, bên trong trận pháp chấp lóe mấy hồng quang đám chữ bạo. Có người nằm trong tay bọn họ, cho dù Mạc Phàm có thể ra ngoài thì thế nào, huống chi Mạc Phàm cũng không ra được. Hai người mới mở miệng, lúc này sắc mặt không ít người dịu đi. Tiểu tử, không phải cậu nói chúng tôi không phong ấn được cậu sao, nếu cậu ra được thì cậu ra cho chúng tôi xem. Có người sợ bóng sợ gió một lát, trêu tức nói. Nếu cậu ta có thể ra được, tôi lập tức quỳ với cậu ta. Tôi cũng quỳ với cậu ta. Tôn Bán Y cười nói. Tôn đại sư chúng tôi đều nói quỷ rồi, cậu còn không ra đi, Mạc Phàm. Nguyên Long nói với viên cầu kia. Vậy các người đều quỳ hết cả đi. Giọng Mạc Phàm truyền từ trong viên cầu ra. Những lời này mới vang lên, hào quang trên viên cầu sáng lên, một khe hở nhanh chóng to hơn, lan tràn ra xung quanh. Trong khe hở, cả người Mạc Phàm lóe sáng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, liếc mắt nhìn đám Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt, tất cả đều ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, sắc mặt rất khó coi. Đây không phải là thật đấy chứ? Một người đàn ông nhìn thấy Mạc Phàm, lùi về sau mấy bước theo bản năng, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Sao lại có chuyện này? Tôn Bán Y nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Lúc này mới vài phút, vậy mà Mạc Phàm có thể ra khỏi tam thư. Vừa rồi ông ta còn nói. Nếu Mạc Phàm có thể ra ngoài được ông ta sẽ quỳ xuống, chuyện này giống như ông ta vừa thải ra một đống phân, bây giờ lại phải liếm lại, đúng là quá mất mặt. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Nhất là Âm Vô Thiên, Nguyên Long, người đàn ông gầy khô và Huyền Linh Tử, bọn họ nhăn mặt lại, tay nắm lấy Tần Kiệt và A Hào như cầm củ khoai lang nóng, muốn thả ra mà không thả ra được. Vô Nhai, chuyện này là sao thế? Một lúc lâu sau, Âm Vô Thiên nhìn về phía Dạ Vô Nhai hỏi. Tam thư cộng thêm tam thánh bút, cho dù là phong ấn mãnh thú viễn cổ có thể rời sông lấp biển, cũng chỉ cần một bút mà thôi, nhưng chỉ phong ấn được Mạc Phàm mấy phút, chuyện này không bình thường. Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong mắt chấp lóe tinh quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm cách đó không xa. Lực phong ấn của tam thư và tam thanh bút, không phải ông ta chưa từng thử. Ông ta dùng thứ này phong ấn tám cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Còn phong ấn địa long viễn cổ trong thiên chỉ ở núi Trường Bạch, phong ấn cự viên thái cổ trong thần nông giá. Địa long viễn cổ và cự viên thái cổ đều ngưng tụ kim đan, tương đương với cao thủ thần cảnh tu sĩ nhân loại. Yêu thú cường đại như thế, đều không có đường sống phản kháng trong tam thư và tam thánh bút phong ấn. Nhưng đến chỗ Mạc Phàm, phong ấn của tam thư và tam thánh bút như giấy, dễ dàng bị Mạc Phàm chọc thùng. Mạc Phàm, sao cậu có thể ra khỏi tam thư? Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Dạ Vô Nhai, không để ý đến bọn họ nữa, ánh mắt lãnh khốc nhìn viên cầu kia. Tam thư và tam thánh bút, không thể không nói vận khí của Long Hoa hội rất tốt, vậy mà có được hai bảo bối trấn phái của thánh môn. Tam thư là ba đạo thiên địa nhân, cũng là ba tờ giấy trắng.
Tam thánh bút là trí tuệ của thánh nhân ngưng tụ thành, thông qua tam thánh bút không cần trận pháp, không cần chú ngữ, chỉ cần viết tên người mình nghĩ, là có thể khống chế vào trong tam thư. Ngôn thành pháp, tự thành quy, niệm thành trách. Cho nên có tam thánh bút ở đây, chỉ một chữ dạ vô nhai có thể khống chế tam thư phong ấn. Đầy đủ tam thư không có nhiều ở tu chân giới, tam thánh bút lại càng chỉ có ba vị thánh nhân mới có thể luyện chế, cho dù là tam thánh bút cấp thấp nhất cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu ở tu chân giới. Đồng thời có được tam thư và tam thánh bút, lại càng là chuyện vô số đệ tử nho đạo mơ ước. Đệ tử nho gia có được hai kiện pháp bảo, đều là một trong những tu sĩ giỏi nhất ở tu chân giới, có thể không xung đột với bọn họ, thì không kết thù với bọn họ tốt hơn, nhất là đệ tử ma đạo, tà đạo, lại càng nghe mà sắc mặt thay đổi, chuyện này đủ để thấy đáng sợ của hai thứ đó. Nếu đổi thành đệ tử nho đạo, có khả năng hắn gặp phiền phức rồi. Nhưng hai thứ này ở trong tay đám dạ vô nhai, đúng là vô cùng lãng phí. Khống chế tam thư thiên địa nhân, tam thánh bút là biện pháp số một, kinh văn nho đạo là biện pháp thứ hai. Chỉ là trừ chuyện đó ra, nguồn gốc số một là phải hiểu hai đạo tam thư. Ở tu chân giới, bình thường sẽ có đệ tử nho đạo giúp đỡ biện luận, kết quả biện luận là đạt được tam thư và tam thánh bút của đối phương. Cho dù luyện hóa tam thư, nhưng nếu không am hiểu tam thư bằng đối phương, quyền khống chế tam thư và tam thánh bút sẽ thuộc về đối phương. Kiếp trước hắn hiểu tam thư không chỉ một chút, cho dù là đệ tử tinh anh nho gia cũng không bằng hắn. Dùng thánh môn tam thư để đối phó hắn, giống như dùng vu thuật đối phó vu tổ, dùng đại đao đối phó quan công, không biết tự lượng sức mình. Hai thứ này không phải của các người, cũng không phải thứ các người có thể khống chế, bây giờ là của tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một tay hắn duỗi về phía viên cầu và tam thánh bút trong tay dạ vô nhai, kinh văn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Những kinh văn sáng lên, viên cầu và tam thánh bút lập tức lóe sáng văn tự như kinh văn trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Bù, tam thánh bút như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía tay Mạc Phàm, trôi nổi phía sau Mạc Phàm. Viên cầu phát ra âm thanh ken két, viên cầu chia ra làm ba. Hào quang trên ba viên cầu tỏa ra, hào quang thu lại, ba viên cầu biến thành thứ gì đó như ba bản sách cổ, bay đến bên cạnh Mạc Phàm như tam thánh bút, chiếu rọi lẫn nhau. Chỉ trong phút chốc tam thư và tam thánh bút thành đồ của Mạc Phàm. Miệng người Long Hoa hội há to, mãi mà không nói nên lời. Chuyện này, tam thư của bọn họ không thể phong ấn được Mạc Phàm thì thôi, tam thư và tam thánh bút đều bị Mạc Phàm lấy đi, bọn họ hoàn toàn như bắt gà lại mất nắm thóc. Trước đó Mạc Phàm ở trước mặt Long Hoa hội bọn họ, chẳng khác nào như con kiến và voi. Nhưng hiện giờ bọn họ ở trước mặt Mạc Phàm, như đứa bé 3 tuổi gặp người lớn, hoàn toàn không phải đối thủ. Dạ vô nhai vốn luôn vô cùng bình tĩnh, lúc này cũng mở to mắt, nhìn thoáng qua tay trống không của ông ta, lại nhìn tam thư và tam thánh bút bay quanh Mạc Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ khi ông ta thành hội trưởng của Long Hoa hội, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Không chỉ không phải đối thủ của đối phương, ngay cả pháp bảo đều bị đối phương lấy đi, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Lần này thật sự xong rồi. Trong mắt không ít người xuất hiện tuyệt vọng nói. Trong lúc này, mọi người thở cũng không dám thở mạnh, trên mặt không có chút huyết sắc, mồ hôi to như hạt đậu rơi trên mặt bọn họ. Thánh môn tam thư đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, bọn họ thật sự không có biện pháp nào rồi. Bây giờ Mạc Phàm muốn giết bọn họ, không khác gì như thái rau. Bây giờ các người có gì muốn nói? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, nhìn đám Âm Vô Thiên nói. Sắc mặt đám người Long Hoa hội khó coi, không ai dám nói chuyện. Bọn họ đã thua, thua hoàn toàn. Một lát sau, Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn Tần Kiệt một cái, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, hắc đao trên tay ông ta cũng nhoáng lên một cái, vết đao trên cổ Tần Kiệt sâu hơn nhiều, máu tươi chảy từ đao phong xuống. Mạc Phàm, Tần Kiệt là đồ đệ của cậu đúng không? Giao tam thư, tam thánh bút và biện pháp khống chế tam thư ra đây, nếu không tôi sẽ giết đồ đệ cậu. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Dù sao bọn họ đã thua, chỉ có thể liều mạng một trận. Ông ta không tin Mạc Phàm không quan tâm sống chết của đồ đệ mình. Nếu Mạc Phàm quan tâm sống chết của bọn họ, thì phải dựa theo lời ông ta nói mà làm. Chỉ cần lấy được biện pháp khống chế tam thư, bọn họ có thể đạt được công pháp tu luyện của Mạc Phàm, có thể đạt được y thuật, trận pháp, huyễn thuật và toàn bộ mọi thứ của Mạc Phàm, cuối cùng người thắng là bọn họ, không phải Mạc Phàm.
Nghe lời Âm Vô Thiên nói, Nguyên Long, người đàn ông hơi gầy và huyền linh tử nhướn mày, trước mắt hơi sáng lên, Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong mắt chớp lóe vẻ do dự, không nói gì thêm. Mạc Phàm lấy pháp bảo của Long Hoa Hội bọn họ thì sao, người của Mạc Phàm còn đang ở trong tay bọn họ. Còn hai người này nữa, nếu cậu không quan tâm đến sống chết của bọn họ, thì có thể ra tay với chúng tôi, nếu cậu không muốn bọn họ chết, thì làm theo lời chúng tôi nói đi. Huyền Linh Tử cười âm hiểm nói. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại đến mức bọn họ đều bất lực. Nhưng cho dù vậy Mạc Phàm không thể cứu ba người cùng lúc từ tay bọn họ được. Cho dù bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng có chút tự tin đó. Chỉ cần chưa tới 1/10 giây, bọn họ có thể giết một người, Mạc Phàm cứu được một người, tuyệt đối không cứu được ba người. Sư phụ, đừng để ý ông ta. Tần Kiệt kêu lên. Mạc tiên sinh, đừng để ý chúng tôi, trực tiếp giết đám khốn nạn này đi. A Hào cũng tức giận nói. Chắc chắn đám người này không phải chỉ đơn giản là vơ vét tài sản của Mạc Phàm một phen, để bọn họ thực hiện được một lần, sẽ có lần nữa. Tiểu tử, xem ra cậu rất muốn chết, nhưng cậu muốn chết cũng không dễ như vậy, muốn thử lại cảm giác đau đớn khi trái tim bị bóp, trái lại tôi có thể cho cậu hưởng thụ lại. Ánh mắt người đàn ông hơi gầy phát lạnh, sát ý chớp lóe trong mắt ông ta. Ông ta nắm chặt lấy trái tim A Hào, trên mặt A Hào tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể không ngừng co giật, máu tươi lại trào từ miệng anh ta ra. Một tay người đàn ông hơi gầy này nắm lấy trái tim A Hào, tựa như cầm một quả bóng hơi, rồi nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, trái tim người hầu của cậu nằm trong tay tôi, cậu còn phản kháng sao? Người đàn ông hơi gầy nhếch miệng đắc ý, cười âm hiểm nói. Cho dù là Tiên Thiên Tông sư thì cũng phải chết, nếu bóp nát trái tim chỉ có đường chết, ông ta không tin Mạc Phàm sẽ mạo hiểm như vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt hắn chớp lóe sắc bén. Đây là Long Hoa Hội sao? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Dạ Vô Nhai nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không để ý đến Dạ Vô Nhai, chỉ lắc đầu thất vọng. Đường đường là Long Hoa Hội, thế lực số một hoa hạ, cũng chỉ là một đám người thất bại, thua xong còn lấy người bên cạnh hắn uy hiếp. Sớm biết như thế, hắn đã không lãng phí nhiều thời gian với Long Hoa Hội rồi, trực tiếp giơ kiếm chém là được. Âm Vô Thiên, các ông cho rằng có thể làm người của tôi bị thương trước mặt tôi được sao? Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Muốn giết người trước mặt hắn là chuyện không có khả năng. Muốn giết người trước mặt Y Tiên Bất Tử hắn, càng không thể được. Nhất là sau khi hắn lấy Tam Thư và Tam Thánh Bút muốn giết người của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghĩ đến chuyện này, bùm một tiếng, ngọn lửa màu vàng giấy lên trên người hắn. Mạc Phàm, cậu đây là không muốn cúi đầu vì người của cậu sao, đừng quên cậu là sư phụ của Tần Kiệt, thân là sư phụ mà vô tình vô nghĩa như thế sao? Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười, vươn một tay ra, năm ngón tay mở ra. Lúc này dùng đạo đức trói buộc hắn, Âm Vô Thiên đúng là nói dễ dàng quá. Nếu hắn thật sự không cứu được Tần Kiệt, A Hào, Sử Hàng, bảo hắn quỳ xuống hắn sẽ không nhăn mày một cái. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh người bên cạnh hắn quan trọng hơn tất cả. Nhưng đám người này không có bản lĩnh đó. Đám Âm Vô Thiên thấy Mạc Phàm không chịu thỏa hiệp, mắt đều nheo lại, lộ ra vài phần e sợ. Cậu cho rằng cậu có thể cứu được hết ba bọn họ sao? Âm Vô Thiên nắm chặt hắc đao, hơi khẩn trương nói. Ông cảm thấy tôi không cứu được, vậy ông mở to mắt mà nhìn cho kỹ, các ông uy hiếp sai người rồi. Tinh quang trong mắt Mạc Phàm tăng sao, cao giọng nói. Đình! Một chữ vang lên, cái tay hắn vươn ra đột nhiên nắm chặt. Chữ đình theo phong cách cổ xưa trên Tam Thánh Bút xuất hiện, Tam Thư cùng sáng lên, nhập vào nhau. Không hay rồi! Đám Âm Vô Thiên thầm kêu lên, liền ra tay. Bọn họ là thành viên của Long Hoa Hội. Cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Không đợi bọn họ ra tay, ba khe hở ba màu nở rộ mà ra trên Tam Thư, khuếch tán ra xung quanh. Khe hở ba màu đến chỗ nào, không gian lập tức yên lặng, đạo Âm Vô Thiên tiến về trước gần tấc thì dừng lại, tay Nguyên Long không thể nhúc nhích, động tác của người đàn ông hơi gầy và Huyền Linh Tử cũng dừng lại. Tựa như khi chiếu phim, bỗng nhiên bị ấn nút dừng, không nhúc nhích. Trong không gian yên lặng,
Mạc Phàm không bị thế lực này khống chế, hắn vừa mới cử động, liền đến bên cạnh người đàn ông hơi gầy trước người Mạc Phàm. Thích bóp trái tim người khác như vậy, ông đã thử cảm giác bóp mạnh tim mình chưa? Ngón tay hắn khẽ điểm lên tay người đàn ông kia rút tay khỏi ngực A Hào. Phốc, tay người đàn ông tiến vào trong ngực mình, lấy trái tim của mình ra. Mạc Phàm tạo một thanh mộc quyết, một đạo thanh quang rơi xuống người A Hào, vết thương của A Hào nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong phút chốc, vết thương trên người A Hào biến mất không còn. Bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh Âm Vô Thiên. Thích uy hiếp người khác như vậy, biết tư vị chết là gì không? Hai ngón tay hắn vươn ra, kẹp lấy trường đao màu đen trong tay Âm Vô Thiên, hắc đao để ở cổ Tần Kiệt lập tức để ở cổ Âm Vô Thiên. Ông, một người chúng nguyền rủa cũng dám làm người của tôi bị thương. Một cước của Mạc Phàm đá vào ngực Nguyên Long nắm lấy Tần Kiệt, Nguyên Long giống như đạn bay ra khỏi nòng súng, chỗ mi tâm, một ấn ký ngọn lửa sáng lên. Ông, thủ hạ bại tướng cũng dám động vào người của tôi, không biết sống chết. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hồng quang. Phù văn trên màn hào quang bao quanh Sử Hàng nhanh chóng lùi về phía người Huyền Linh Tử, những phù văn này một sáng một tối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm xong những chuyện này, tay hắn kéo trong không trung, kéo đám Tần Kiệt, A Hào, Sử Hàng đến bên cạnh hắn, một chữ thốt lên từ miệng hắn. Về. Một chữ này vừa vang lên, khe hở phát ra từ tam thư lập tức rụt lại, quay về trên tam thư. Xung quanh khôi phục lại bình thường, đám Dạ Vô Nhai như vừa tỉnh lại từ giấc mộng. Đã xảy ra chuyện gì thế? Rõ ràng bọn họ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Lúc này không biết ai kêu lên. Các cậu nhìn xem, Mạc Phàm. Mọi người nhìn về phía Mạc Phàm, đám Tần Kiệt không tổn hao gì đứng sau lưng Mạc Phàm. Những người vốn bắt đám Tần Kiệt uy hiếp không phải đặt đao trên cổ mình, thì nắm chặt trái tim mình, đám người Long Hoa Hội còn lại như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích như tượng gỗ. Chuyện này, thấy một màn như vậy, bất luận là đám Dạ Vô Nhai hay đám Tần Kiệt đều lập tức sửng sốt, trong mắt là vẻ khó mà tin. Mạc Phàm không chỉ cứu được ba bọn họ, còn khống chế được đám Âm Vô Thiên. Sao cậu ta lại làm được chuyện này? Vẻ mặt người Long Hoa Hội âm u, trên mặt không có chút huyết sắc. Có đám Tần Kiệt trong tay, bọn họ có thể bàn điều kiện với Mạc Phàm, hiện giờ bọn họ không có tư cách này nữa rồi. Lúc mọi người vô cùng kinh ngạc, Dạ Vô Nhai nhíu mà, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Mạc Phàm, dừng tay. Ấp ế ớ ố chỉ thấy Mạc Phàm chỉ về phía đám Âm Vô Thiên, bốn người lập tức khôi phục động tác lúc trước. Người đàn ông hơi gầy bóp mạnh trái tim A Hào, tay nắm chặt. Hắc đao trên tay Âm Vô Thiên chém về phía cổ mình. Chỗ nghi tâm Nguyên Long, tần suất sáng tối của ấn ký kia càng ngày càng cao. Trận văn trên người Huyền Linh Tử cũng càng lúc càng rộng, gần như bao phủ hết Huyền Linh Tử bên trong. Sắc mặt đám Âm Vô Thiên thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ muốn dừng tay, nhưng cơ thể không nghe theo khống chế, chỉ có thể nhìn mình bị giết, không làm được gì. Không, Mạc Phàm, cậu biết cậu đang làm gì không? Âm Vô Thiên vô cùng kích động nói. Tôi đang làm cái gì, còn cần giải thích sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi. Mạc Phàm, dựa theo đánh cược chúng tôi chỉ cần quỳ xuống, cậu lại ra tay với chúng tôi, đây là uy tín của cậu sao? Âm Vô Thiên chớp mắt, tức giận nói. Dựa theo đánh cược, chỉ cần tôi rời khỏi nơi này là được, các người lại ra tay với đồ đệ, bạn học và thuộc hạ của tôi, đây là uy tín của Long Hoa Hội các ông sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Nếu Long Hoa Hội không động vào đám Tần Kiệt, chỉ cần quỳ xuống xin lỗi theo đánh cược, hắn sẽ không ra tay với Long Hoa Hội. Nhưng Âm Vô Thiên lại lấy đám Tần Kiệt uy hiếp hắn, còn không biết xấu hổ nói hắn không giữ chữ tín. Người nào dám động vào người của hắn người đó chết, Long Hoa Hội cũng không ngoại lệ. Mạc Phàm, cậu! Sắc mặt Âm Vô Thiên khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Sắc mặt đám Huyền Linh Tử cũng rất khó coi, hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi. Sớm biết sẽ như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay với đám Tần Kiệt. Thấy sắp chết trên tay mình, Âm Vô Thiên nhìn về phía Dạ Vô Nhai, trước mắt sáng lên. Dạ Vô Nhai, chẳng lẽ ông định trơ mắt nhìn chúng tôi bị giết sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm,
bọn họ có chỗ không đúng, nhưng cậu nhất định muốn đến nước này với Long Hoa hội chúng tôi sao? Dạ Vô Nhai nói, không có Tam Thư và Tam Thánh Bút, thực lực của Long Hoa hội bọn họ đã suy yếu rất nhiều. Nếu để Mạc Phàm giết đám Âm Vô Thiên, có khả năng Long Hoa hội bọn họ không duy trì được thế lực trước đó. Thế nào, ông muốn giống bọn họ sao? Mạc Phàm nhướng mày, nhìn lướt qua Dạ Vô Nhai nói. Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong mắt xuất hiện sắc lạnh. Mạc Phàm, Tam Thư và Tam Thánh Bút không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu nghĩ không có ai ở thủ đô diệt được cậu sao? Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Tam Thư và Tam Thánh Bút không được, còn có vũ khí tiên tiến, Mạc Phàm lợi hại mấy cũng chỉ là thân thể phàm nhân, nếu bị hủy diệt đâu còn đường sống. Dưới vũ khí tiên tiến, mọi chuyện đều hóa thành hư vô, cho dù là cao thủ thần cảnh cũng vậy. Nghe nói sau khi Mỹ quốc ném vũ khí tiên tiến xuống Nhật quốc, một thần cảnh của Nhật quốc tuyên bố muốn hủy diệt vũ khí tiên tiến của Mỹ quốc. Kết quả cao thủ thần cảnh này không chết trên tay cao thủ thần cảnh Mỹ quốc, mà chết dưới vũ khí tiên tiến của Mỹ quốc, ngay cả cặn cũng không còn. Nếu Mạc Phàm thật sự dám ra tay với đám Âm Vô Thiên, Long Hoa hội bọn họ chỉ có thể dùng lực lượng chiến đấu tới cùng với Mạc Phàm. Ông muốn nói tới vũ khí tiên tiến sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không sai, chỉ cần cậu đồng ý tha cho bốn bọn họ, Long Hoa hội chúng tôi sẽ xin lỗi dựa theo đánh cược lúc trước, ân oán giữa Long Hoa hội và cậu xóa bỏ từ đây, thế nào? Dạ Vô Nhai không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Nếu tôi từ chối thì sao? Lúc này nói điều kiện với hắn, nghĩ hay quá nhỉ? Bọn họ nghĩ Mạc Phàm hắn là quả hồng mềm, muốn cầm thế nào thì cầm, muốn dụ dỗ thì dụ dỗ sao? Chúng tôi có thể diệt cậu trên đường cậu rời đi, Mạc Phàm cậu đừng hoài nghi năng lực của Long Hoa hội chúng tôi, những chuyện khác thì chúng tôi không dám nói, chuyện đó thì chắc chắn Long Hoa hội chúng tôi sẽ làm được. Dạ Vô Nhai nói chắc chắn. Long Hoa hội bọn họ không chỉ có một thành viên là tướng soái Hoa Hạ, dùng vũ khí tiên tiến cũng không phải không có khả năng. Vậy sao, vậy tôi muốn xem vũ khí tiên tiến của Long Hoa hội ông có giết được tôi hay không, nhưng dám đánh chủ ý với người Mạc gia tôi thì nhất định phải chết. Mạc Phàm cười nhạt. Hắn nói xong tay giơ về phía đám Âm Vô Thiên nắm chặt. Mắt đám Âm Vô Thiên mở to, trong mắt đều là hoảng sợ. Không, không, tôi... Không đợi bọn họ nói gì. Hắc đao chém xuống, đầu Âm Vô Thiên bay ra ngoài. Tay người đàn ông hơi gầy nắm chặt trái tim mình, kéo mạnh trái tim ra, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Vẻ mặt Nguyên Long kỳ lạ, ngọn lửa chui từ tai mắt mũi miệng anh ta ra, trong chớp mắt đã bị ngọn lửa bao phủ. Phù văn trên người Huyền Linh Tử cũng tỏa sáng, bao phủ ông ta trong đó. Bùm, một tiếng thật lớn, hào quang thu lại, Huyền Linh Tử biến mất không thấy. Bốn người đều tử vong. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Chuyện này. Rất lâu sau, lúc này đám người Long Hoa hội mới phản ứng kịp, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi như gan heo phơi mấy ngày. Mạc Phàm ở địa bàn Long Hoa hội bọn họ không chỉ không làm gì được Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm còn giết người của Long Hoa hội bọn họ. Từ khi Long Hoa hội bọn họ thành lập tới nay, thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chuyện này như tát mấy cái vào mặt bọn họ trước mọi người. Quá xấu hổ. Nhất là Dạ Vô Nhai nhíu mày chặt hơn, sắc bén trong mắt như lợi kiếm hàn băng. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, cậu đợi đó, ngày cậu rời khỏi thủ đô, sẽ là lúc nhận lửa giận của Long Hoa hội chúng ta, tiễn khách. Dạ Vô Nhai trầm giọng ra lệnh đuổi khách. Mạc tiên sinh, mời đi bên này. Hai thị vệ đi tới bên cạnh Mạc Phàm, làm tư thế mời. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Dạ Vô Nhai, có vẻ ông quên mất một chuyện rồi. Mạc Phàm, cậu giết người của Long Hoa hội chúng tôi, cậu còn muốn thế nào nữa? Đôi mắt Dạ Vô Nhai dữ dằn, lạnh giọng hỏi. Dựa theo đánh cược lúc trước của chúng ta, bốn người các ông phải quỳ xuống xin lỗi, bây giờ mất đi hai người có thể không chết, nhưng phải quỳ xuống xin lỗi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám Âm Vô Thiên là nên chết, bọn họ chết đánh cược không thực hiện. Nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chọc người khác không dễ giải quyết như vậy, chọc hắn thì càng không đơn giản. Dạ Vô Nhai nhíu mày thành chữ hỏa, quả đấm vang lên kéo kẹt. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước như vậy à? Mạc Phàm lấy Tam Thư và Tam Thánh Bút đi, còn giết bốn người của Long Hoa hội bọn họ,
đã làm Long Hoa Hội mất hết mặt mũi, vậy mà Mạc Phàm còn dám nói đánh cược. Như vậy mà gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy tôi giết sạch các người, không cho các người cơ hội phóng vũ khí tiên tiến, chuyện này không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước nữa đâu. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một tay hắn vươn ra, tam thánh bút trôi nổi xung quanh lập tức bay vào trong tay hắn, tam thư cũng sáng lên. Long Hoa Hội khiêu khích Mạc gia nhiều lần, diệt tất cả Long Hoa Hội cũng không đủ. Nếu không phải nể mặt Dạ Tình, hắn đã sớm đại khai sát giới, sao chỉ đơn giản là giết đám Âm Vô Thiên như thế, Mạc Phàm, cậu. Dạ Vô Nhai nắm chặt tay, không nói nên lời. Sắc mặt không ít người khó coi, đều nhìn về phía Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y, trong mắt đều là khẩn cầu. Mạc Phàm có thể giết đám Âm Vô Thiên, thì có thể giết bọn họ. Mạc Phàm không ra tay, quả thực đã vô cùng nhân từ. Vô Nhai, Bán Y, hay là hai người? Một lão giả mặc đạo bào tóc trắng xóa hơi khó xử nói. Chỉ cần Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y quỳ xuống, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không giết người nữa. Núi xanh còn đó, đuổi Mạc Phàm đi trước, đợi Mạc Phàm rời khỏi thủ đô thì thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Lão giả này mới mở miệng, lập tức có người phụ họa. Trưởng lão nói không sai, hai người nên suy nghĩ vì đại cục, đừng chỉ nghĩ đến mặt mũi của mình. Một người khác nhỏ giọng nói, giống như là vì tốt cho Long Hoa Hội. Bọn họ không muốn bị giết như đám Âm Vô Thiên, chỉ có thể bảo Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y quỳ xuống mà thôi, hai người thân cư yếu vị lâu như vậy, cũng nên làm chút chuyện cho Long Hoa Hội. Chỉ quỳ xuống mà thôi, bọn họ không nói thì ai biết. Sắc mặt Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y xanh mét, bọn họ đều là người có kinh nghiệm, sao không hiểu tâm tư của những người này, đơn giản là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà thôi. Nhưng hai người do dự một lát, vẫn không cam lòng chậm rãi quỳ xuống. Mạc Phàm, chuyện hôm nay tôi sẽ để cậu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì cậu vĩnh viễn không thể làm. Trong mắt Dạ Vô Nhai tràn đầy lửa giận, nói từng câu từng chữ, ước gì có thể ăn sống nuốt tươi Mạc Phàm. Hai bọn họ có địa vị gì, cho dù là những đại lão biên giới thấy bọn họ cũng phải cung kính, bảo bọn họ quỳ xuống xin lỗi Mạc Phàm, bọn họ thật sự quỳ xuống nhưng không mở miệng được. Nhất là đứa bé chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm, chuyện này còn đau đớn hơn giết bọn họ. Dạ Vô Nhai vừa nói những lời này, không ít người của Long Hoa Hội hít vào một hơi khí lạnh, đều nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Chỉ cần Dạ Vô Nhai nói xin lỗi là được, ông ta cứ thích trêu chọc Mạc Phàm. Nói những lời này lúc nào không nói, phải đợi mạng nhỏ của bọn họ bị Mạc Phàm nắm trong tay mới nói, đây chẳng khác gì muốn chết. Mạc tiên sinh, Vô Nhai bị dọa hồ đồ, lúc này mới nói những lời đó, từ nay Long Hoa Hội chúng tôi sẽ không là địch với Mạc gia. Lão gia Mạc đạo bào kia mỉm cười nói, vẻ mặt lấy lòng. Mạc Phàm không thèm nhìn lão giả Mạc đạo bào này, nói tiếp. Âm gia bắt người của tiểu đội Thanh Long, dựa theo đánh cược, các người có thể thả hết bọn họ chưa? Thả, tôi lập tức bảo Âm gia thả bọn họ ra. Lão giả kia vội vàng nói. Các ông không thả cũng được, từ giờ trở đi, chỉ cần các ông không thả một người, tôi sẽ diệt một dòng họ của Long Hoa Hội các ông. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn vừa nói những lời đó, chỗ mi tâm những tộc trưởng gia tộc hắn gieo nguyền rủa lập tức nóng rát, giống như bị hỏa thiêu. Khuôn mặt những người này tái mét, mồ hôi làm ướt đẫm sau lưng. Đám Âm Vô Thiên đều bị Mạc Phàm giết, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu không thả người của tiểu đội Thanh Long ra, sẽ có người trong số bọn họ lập tức bị giết. Không dám, tôi lập tức bảo người, lập tức bảo bọn họ thả ra. Lão giả Mạc đạo bào lau mồ hôi trên trán nói. Các ông còn muốn thái âm thần thạch của Âm gia và bí cảnh Giang Nam nữa không? Sau đó Mạc Phàm lại hỏi. Từ bỏ, nếu mấy thứ đó có duyên với Mạc tiên sinh, vậy đưa hết cho Mạc tiên sinh là được. Lão giả Mạc đạo bào vội vàng gật đầu. Bây giờ mạng của bọn họ đều nằm trong tay Mạc Phàm, cho dù bọn họ muốn mấy thứ đó, cũng phải có bản lĩnh lấy lại mới được. Việc cấp bách là đuổi sao chổi Mạc Phàm này đi. Mạc Phàm thấy lão giả không cần thái âm thần thạch và bí cảnh nữa, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn về phía Dạ Vô Nhai quỳ trên đất. Ba ngày sau tôi sẽ rời khỏi thủ đô, Long Hoa Hội các ông muốn dùng vũ khí tiên tiến đối phó tôi cho ông cơ hội, nhưng nếu vũ khí tiên tiến không thể diệt được tôi, vậy Long Hoa Hội các ông sẽ biến mất khỏi Hoa Hạ mãi mãi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bọn họ muốn giết người, phải chuẩn bị mình sẽ bị giết trước.
Dạ Vô Nhai muốn dùng vũ khí tiên tiến giết hắn, vậy thì tới đi. Đúng lúc hắn cũng muốn thử xem thực lực hiện giờ của hắn có thể đối đầu với vũ khí tiên tiến hay không. Ý niệm của hắn vừa động, Tam Thư và Tam Thánh bút bay xung quanh hắn đều bay vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Chúng ta đi. Đám Tần Kiệt đi theo sau hắn, hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi Sơn Trang, để lại đám người Long Hoa Hội mặt xanh đỏ bất định. Vô Nhai, Bán Y, vừa rồi tôi cũng có chút bất đắc dĩ, hai người đừng trách. Mạc Phàm vừa đi, lão giả mặc đạo bào kia vội vàng kéo Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y dậy. Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lão giả mặc đạo bào này. Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Không sao, thua là thua, cho dù ông không nói, cũng phải thực hiện đánh cược. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả mặc đạo bào nhìn thi thể đám Âm Vô Thiên, như trưng cầu ý kiến nói. Mạc Phàm đã được bọn họ tiễn đi, nhưng chuyện này còn phải giải quyết. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót, nhất định phải diệt trừ. Một người đàn ông tức giận nói. Long Hoa Hội bọn họ chưa từng xảy ra chuyện như thế, nếu để Mạc Phàm còn sống quay về Giang Nam, sau này Long Hoa Hội bọn họ đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu. Có cần tôi giải quyết tiểu tử đó ở núi Tây Châu không? Từ thủ đô đến Giang Nam cho dù đi máy bay, xe lửa, hay tự mình lái xe đều phải đi ngang qua Tây Châu. Bên kia Tây Châu được xưng là Sơn Châu, khắp nơi đều là núi, còn có ít người sống ở đó, sử dụng vũ khí tiên tiến đối phó Mạc Phàm ở đó là thích hợp nhất. Quả thật Tây Châu là một nơi không tệ. Lão giả mặc đạo bào suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Vô Nhai, ông cảm thấy thế nào, tôi nhớ ông ngoại Âm Vô Thiên là đại lão Tây Châu, có ông ta ở đó chắc chắn có thể dùng vũ khí tiên tiến xử lý Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai nhíu mày, một lát sau mới mở miệng. Khoan hãy sử dụng vũ khí tiên tiến, ít nhất là không thể do chúng ta sử dụng. Có ý gì? Không ít người nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Có thể không dùng vũ khí tiên tiến thì không dùng, thủ đô còn nhiều lực lượng khác đối phó được Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai thận trọng nói. Vũ khí tiên tiến quá nhạy cảm, cho dù bọn họ dùng vũ khí tiên tiến hủy diệt được Mạc Phàm, cũng khiến cho thanh danh không tốt. Cho dù muốn dùng vũ khí tiên tiến, cũng phải là thế lực khác sử dụng. Nhưng bây giờ chưa tới lúc sử dụng vũ khí tiên tiến. Cậu còn biện pháp khác không? Lão giả mặc đạo bào nói. Các ông đã quên thủ đô có gì sao? Dạ Vô Nhai liếc mắt nhìn những người khác một cái hỏi. Lão giả mặc đạo bào nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, trước mắt hơi sáng lên. Ý của cậu là thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra sao? Thủ đô nổi tiếng nhất là Tử Cấm Thành, nghe nói Tử Cấm Thành là long mạch của Hoa Hạ, phía dưới Tử Cấm Thành lại càng là thế giới thần bí. Ngoại trừ Tử Cấm Thành ra, đó là Tỏa Long Tỉnh, bên trong có giam giữ Long Vương U Châu trong truyền thuyết. Trước khi Long Vương bị khóa, đã là yêu thú thần cảnh. Không chỉ như vậy, Long Vương này là long tộc là tộc đứng đầu trong yêu thú, cho dù là thần cảnh sơ kỳ cũng đáng sợ hơn con người thần cảnh đỉnh phong. Nếu thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra, chắc chắn Mạc Phàm sẽ thành đồ ăn của Long Vương, chúng ta không cần thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra, chỉ cần chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ có người thả Long Vương ra. Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng nói. Sở dĩ tiểu đội Thanh Long Long Tổ đến sửa Tỏa Long Tỉnh, thực ra không phải Âm gia động tay động chân, mà có đám người khác đánh chủ ý với Tỏa Long Tỉnh, bị Âm gia phát hiện. Âm gia đuổi đám người này đi. Lúc này mới tương kế tựu kế dụ đám tiểu đội Thanh Long tới. Chỉ cần bọn họ dùng chút thủ đoạn nhỏ, chắc chắn đám người này sẽ tiếp tục thả Long Vương. Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra ngoài, Mạc Phàm thân là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ, chắc chắn sẽ phải ra tay. Long Vương U Châu bị Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn lâu như vậy, cho dù người bị nhốt lâu như thế, cũng sẽ tức đến mức nổi điên, huống chi là Long tộc trong truyền thuyết. Ngoài ra Diêu Nghiễm Hiếu đã chết. Nhưng Long Vương tiểu đội Thanh Long Long Tổ vẫn còn đây. Một khi Long Vương U Châu thoát khỏi Tỏa Long Tỉnh, chắc chắn sẽ không do dự chĩa mũi nhọn vào Mạc Phàm Long Vương hiện giờ. Ý kiến này rất hay, nhưng Long Vương U Châu trong Tỏa Long Tỉnh dễ thả như vậy sao, sau khi thả ra không hủy diệt cả thủ đô đấy chứ? Một người đàn ông trong đó lo lắng nói. Thả Long Vương U Châu, có khả năng Long Hoa Hội bọn họ sẽ bị vạ lây. Cậu không cần lo lắng chuyện này. Trước khi chúng ta thả Long Vương U Châu ra,
hoàn toàn có thể bàn bạc với nó. Nếu chúng ta nói cho Long Vương U Châu căn cứ của Long Tổ chuyển về Giang Nam, Long Vương U Châu không được náo loạn ở thủ đô, mà hủy Giang Nam. Tôn Bán Y nghiến răng nói. Như vậy không những diệt trừ được Mạc Phàm và Long Tổ Giang Nam, còn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Long Tổ và những người muốn mở tỏa Long Tỉnh ra, nhất cử lưỡng tiện. Chủ ý này không tệ. Lão giả mặc đạo bào vuốt râu, gật đầu. Vừa không tổn hại đến uy danh của Long Hoa Hội bọn họ, vừa có năng lực diệt trừ đối phương. Vậy ai đi liên lạc với Long Vương U Châu? Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám nói. Tuy Long Vương U Châu bị nhốt trong giếng, nhưng tỏa Long Tỉnh không phải nơi có thể đến. Nhớ đâu không bàn bạc được, Long Vương U Châu tức giận, bọn họ xong đời rồi. Một lát sau, Dạ Vô Nhai lắc đầu. Chuyện này để tôi đi. Trong mắt Dạ Vô Nhai chớp lóe tinh quang nói. Hôm nay bọn họ đã mất sạch mặt mũi, chuyện này không thể mắc sai lầm nữa, ông ta phải tự mình đi. Tôi đi cùng với ông. Tôn Bán Y nói. Mạc Phàm không chỉ hủy thiên tuyệt vạn độc cổ của ông ta, còn bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi, thù này ông ta nhất định phải tự tay báo. Ông ta hiểu biết trận pháp gần bằng huyền linh tử, có ông ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dạ Vô Nhai gật đầu, lấy một ngọc giản ra đưa cho lão giả mặc đạo bào. Thượng quan trưởng lão, đây là sơ đồ xây dựng tỏa Long Tỉnh, nhiệm vụ đưa đến Hồng Khẩu đàn tràng giao cho ông nhé. Dạ Vô Nhai nói. Chuyện này. Lão giả mặc đạo bào do dự, không nhận lấy ngọc giản này. Hồng Khẩu đàn tràng là một căn cứ của nhà Miyamoto, nếu người đánh chủ ý với Long Vương U Châu ở Hồng Khẩu đàn tràng, rất có khả năng đám người kia là người nhà Miyamoto. Ông ta đưa thứ này đến Hồng Khẩu đàn tràng, nhớ đâu xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải ông ta sẽ thành tội nhân sao? Dạ Vô Nhai đưa nhiệm vụ này cho ông ta, rõ ràng là báo thù vừa rồi. Thượng quan trưởng lão, ông có vấn đề gì sao, nếu ông không làm được, tôi đổi người khác đi. Dạ Vô Nhai nhíu mày, hỏi. Không có, tôi đi. Lão giả mặc đạo bào nói. Những người khác đều rời đi cả đi, không được phép nói với bất luận kẻ nào chuyện này, chú ý hành tung của Mạc Phàm, còn nữa không được xảy ra xung đột với Mạc Phàm tiếp. Dạ Vô Nhai nói. Những người của tiểu đội Thanh Long thì sao, chúng ta có thả không? Nếu không thả người của tiểu đội Thanh Long ra, chắc chắn Mạc Phàm sẽ ra tay với bọn họ. Nói với âm gia, bảo bọn họ thả người ra, nhưng thêm mấy lạc ấn trên người bọn họ. Dạ Vô Nhai do dự một lát, lấy một ngọc giản ra vẽ phù văn kỳ lạ trong không trung, phù văn chia ra làm 6, bay vào trong ngọc giản. Làm xong những chuyện này, ông ta đưa ngọc giản cho một tâm phúc, lại đưa cho người này một tấm lệnh bài, lúc này đám người mới rời khỏi trang viên. Bên ngoài trang viên, trên xe Mạc Phàm. Sư phụ, để đám người Long Hoa Hội sống sót, có khả năng bọn họ sẽ dùng vũ khí tiên tiến đối phó chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Tần Kiệt ngồi bên cạnh Mạc Phàm lo lắng nói. Long Hoa Hội không phải là tổ chức bình thường, Long Hoa Hội chiếm cứ thủ đô, thành viên bên trong có nhiều người là tướng sĩ biên giới. Long Hoa Hội dùng vũ khí tiên tiến, cũng không phải không có khả năng. Nếu như đã trở mặt với Long Hoa Hội, vậy thì diệt sạch Long Hoa Hội. Con cảm thấy giết hết bọn họ thì chuyện này sẽ được giải quyết sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao, sư phụ? Tần Kiệt cảm thấy khó hiểu nói. Hôm nay con gieo xuống nhân, ngày sau sẽ sản sinh ra quả, cho dù con diệt Long Hoa Hội, sau này sẽ chịu quả con diệt Long Hoa Hội, có lẽ không phải là hậu duệ của Long Hoa Hội, thì sẽ là những người khác. Mạc Phàm giải thích, nhân quả báo ứng, điểm này không thay đổi được. Cho nên diệt Long Hoa Hội, cũng không ngăn được vũ khí tiên tiến đến. Nếu không thể diệt Long Hoa Hội, chúng ta cứ đợi bọn họ ra tay với chúng ta, không làm gì sao? Tần Kiệt hỏi, không phải không thể diệt Long Hoa Hội, người đáng chết sẽ không sống được, nhưng là người chưa đáng chết, để lại đường sống không chỉ là cho những người khác, cũng là cho chính mình, còn những người đó đối phó con thế nào? Đó là chuyện của bọn họ, chuyện con phải làm là đi theo tâm đạo của mình là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cho dù bởi vì để lại một đường này, chết trên tay Long Hoa Hội cũng không có vấn đề gì sao? Tần Kiệt cái hiểu cái không hỏi. Đạo lý để lại một đường sống này anh ta có hiểu, nhưng Long Hoa Hội mạnh như thế thật sự có thể để lại một đường sống sao? Chuyện này phải hỏi mình, đây là đại diễn tâm kinh,
đợi hai người đạt được đáp án có thể tiếp tục tu luyện. Mạc Phàm điểm lên mi tâm Tần Kiệt và A Hào, truyền đại diễn tâm kinh cho hai người. Lúc trước hắn chỉ truyền công pháp cho Tần Kiệt, A Hào, không truyền thụ pháp môn tu luyện tâm trí cho bọn họ. Tâm pháp là phương pháp tu tâm, cũng là công pháp khó tu luyện nhất, dùng để tu luyện tâm trí của tu sĩ. Có lẽ tu luyện giai đoạn đầu không rõ tầm quan trọng của tâm pháp, nhưng sau này sẽ phát hiện đi tới đi lui, sẽ phát hiện người trên đường càng ngày càng ít, con đường cũng càng ngày càng ít, không có đường để đi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đại diễn tâm kinh là tâm pháp tu luyện tâm trí tốt nhất ở tu chân giới, thứ này có thể khiến con đường sau này của bọn họ sẽ đi xa hơn. Cảm ơn sư phụ. Tần Kiệt gật đầu, tuy không nói gì nữa, nhưng lo lắng trong mắt anh ta vẫn không mất đi. Yên tâm đi, mọi người đi cùng tôi sẽ không sao đâu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Long Hoa Hội có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, hắn sẽ không để Long Hoa Hội sống. Vũ khí tiên tiến, chỉ cần Long Hoa Hội dám dùng, hắn sẽ gánh vác tiếp. Mạc tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? A Hào lái xe hỏi. Đi Tử Nguyệt Trai. Mạc Phàm nói. Tử Nguyệt Trai. Tần Kiệt nhướng mày, Tử Nguyệt Trai là khu giải trí ở thủ đô, cách Tử Cấm Thành thủ đô không xa. Nghe nói trước kia là nơi Hoàng thân quốc thích xem diễn, hiện giờ thành nơi tụ tập nhân vật nổi tiếng ở thủ đô. Nhìn thấy minh tinh ở trong Tử Nguyệt Trai là chuyện rất bình thường, nhìn thấy một số người nổi tiếng quốc tế, ví dụ như Vương Tử cũng không kỳ lạ. Trừ chuyện đó ra, hiện giờ nơi này thuộc về Long Hoa Hội. Bọn họ vừa rời khỏi trang viên của Long Hoa Hội, bây giờ lại đến đó. Sư phụ, chúng ta đến Tử Nguyệt Trai làm gì? Tần Kiệt hỏi. Đi gặp một người quen. Mạc Phàm nhìn về phía nội thành thủ đô qua cửa kính xe, trong mắt chớp lóe chút chờ mong nói. Tử Nguyệt Trai là địa bàn của Long Hoa Hội, chuyện này hắn có biết. Nơi này không chỉ là địa bàn của Long Hoa Hội, cũng là nơi Dạ Tình phụ trách quản lý, Dạ Tình luôn ở đây. Hắn tới thủ đô làm ba chuyện, chuyện với Long Hoa Hội xem như đã tạm thời chấm dứt, Long Hoa Hội sẽ không có can đảm không thả thành viên của tiểu đội Thanh Long ra. Hơn 500 năm không gặp, bây giờ đã đến lúc đi gặp Dạ Tình một lần, chữa khỏi bệnh cho cô. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào gật đầu, xe lái về phía nội thành thủ đô. Không lâu sau, xe của đám Mạc Phàm lái vào Tử Nguyệt Trai. Tử Nguyệt Trai được xây quanh hồ. Hoàn toàn là kiến trúc hình tháp cổ, trang trí như cung điện hoàng gia thời cổ, vô cùng tráng lệ. Tòa nhà cổ có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng phải có thân phận phù hợp mới vào được. Kiếp trước tuy hắn là bạn tốt của Dạ Tình, nhưng có không ít lần bị thị vệ trông cửa gây khó dễ. Hắn lấy lệnh bài Thanh Long ra, trong mắt những người kia chớp lóe dị sắc, nhưng không ngăn cản hắn tiến vào. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới nơi này, cho nên lập tức đi vào tòa nhà 9 tầng. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng bên trong tụ tập không ít người. Bên trong không chỉ có một số thanh niên hoa hạ mặc tây trang giá trị xa xỉ, khí chất hiên ngang, còn có rất nhiều trai gái ngoại quốc, bất luận là ai đều lộ ra khí tức bất phàm, giống như nhân trung long phượng. Đa số những người này đều bưng đồ uống, tò mò nhìn về phía mái nhà. Mạc tiên sinh, hình như nơi đó xảy ra chuyện. A Hào chỉ một góc tầng cao nói. Mạc Phàm nhìn theo ngón tay A Hào. Mắt hơi nheo lại, sắc bén bắn từ trong mắt hắn ra. Mạc Phàm gật đầu. Khi nói chuyện băng hàn chi khí dập dờn xung quanh hắn. Không ít người đang nhìn trên cao dùng mình một cái, không tự chủ nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt chớp lóe vẻ kỳ lạ. L. Lúc này ở gần cửa sổ tầng cao nhất. Một người thanh niên mặc tây trang màu trắng, cao cao gầy gầy bưng một ly rượu vang đỏ tươi như máu, một tay cho vào trong túi. Khóe miệng nhếch lên tươi cười như có như không, miệng có nuôi dâu được chỉnh sửa ngay ngắn. Tướng mạo anh tuấn, ngũ quan tinh xảo và khí tức trên người người đàn ông này, khiến không ít thiếu nữ, thiếu phụ mê mẩn. Nhưng không thể mê hoặc được cô gái đối diện. Cô gái này khoảng 18 tuổi, dáng người cao gầy mặc chiếc váy màu trắng, gương mặt hoàn mỹ không có chút tì vết, da thịt nõn nà, dáng người hoàn hảo, khí chất không ăn khói lửa nhân gian phối với chiếc váy này. Khiến cô siêu trần thoát tục giống như tiên tử xuống nhân gian. Cô gái đứng đối diện người đàn ông, hai mắt hiền ả như hồ nước sâu, ánh mắt xuất thần nhìn tranh sơn thủy sau lưng người đàn ông, làm như không nhìn thấy anh ta. Người đàn ông giống như đã quen như vậy, anh ta cũng không tức giận, chỉ lắc lắc ly rượu vang uống một ngụm, sau đó để ly rượu lên trên bệ cửa sổ,
Dạ Tình, em suy nghĩ lâu như vậy, còn chưa suy nghĩ kỹ sao, chủ ý anh bảo em cũng là vì tốt cho em thôi. Người đàn ông cười khẽ nói, nhất cử nhất động không tìm ra được khuyết điểm gì. Dạ Tình làm như không nghe thấy, vẫn đang nhìn bức tranh sơn thủy kia. Dạ Tình, anh biết em đang nghe anh nói, em không nói lời nào cũng không sao, nếu em không có ý kiến gì với đề nghị của anh, vậy thì làm thế đi. Người đàn ông anh Tuấn cười nói. Dạ Tình không nói gì, cũng không gật đầu. Lúc này người đàn ông anh Tuấn mới nhíu mày, nhìn lướt qua bức tranh sơn dầu ở sau lưng. Anh ta vươn một tay ra, ra hiệu với hạ nhân ở phía sau. Ở phía sau cách anh ta không xa, một thuộc hạ nhanh chóng đi đến bên cạnh bức tranh mà Dạ Tình đang nhìn, cầm một chiếc bật lửa. Tách, lửa trên bật lửa giấy lên. Các anh muốn làm gì, đó là bức tranh tiểu thư thích nhất. Bên cạnh Dạ Tình, một nha đầu mặc sườn xám thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Chỉ là bức tranh thời thanh mà thôi, giá trị mấy trăm vạn, nếu Dạ Tình tiểu thư thích, thiếu gia tôi có thể đưa Phú Sơn Xuân cư đồ cho Dạ Tình tiểu thư. Một thuộc hạ cười mỉa nói, cầm bật lửa giơ về phía bức tranh. Một bức tranh rẻ rách không đáng tiền, có gì đẹp. Dừng tay, nếu anh dám đốt bức tranh của đại tiểu thư chúng tôi sẽ khiến các anh không rời khỏi được Tử Nguyệt trai. Nha đầu kia tức giận nói. Nha đầu này vừa nói xong, lập tức có mười mấy người mặc trang phục thời đường đi tới, bao vây đám người đàn ông anh Tuấn lại. Người đàn ông anh Tuấn nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khinh thường. Tiểu Lan, cô vừa nói cái gì? Nói ai không rời khỏi được Tử Nguyệt trai? Nơi này ngoại trừ các anh ra, thì không có ai khác đi. Tiểu Lan giống như không sợ người đàn ông anh Tuấn này, lạnh lùng liếc người đàn ông anh Tuấn một cái nói. Chúng tôi xem ai có lá gan dám động đến tôi, là anh sao? Người đàn ông anh Tuấn cười, nhìn người đàn ông mặc trang phục thời đường cách anh ta gần nhất. Người đàn ông mặc trang phục thời đường do dự một lát, vội vàng cúi đầu. Không dám. Người thanh niên này là Thượng quan Vân Phi, đại thiếu thượng quan gia tộc Nguyên Thủy của Long Hoa Hội, cũng là người cạnh tranh mạnh chức hội trưởng Long Hoa Hội. Nhất là gần đây Long Hoa Hội liên tục xảy ra vấn đề. Nhất mạch Dạ Vô Nhai lọt vào không ít nghi ngờ, địa vị của Thượng quan Vân Phi nước lên thì thuyền lên, có xu thế ngang với thế lực Tiêu Vấn Triều. Người như vậy, không phải người bọn họ có thể đắc tội. Tôi đoán anh cũng không dám. Thượng quan Vân Phi nói rất đúng lý hợp tình. Các anh dám không? Thượng quan Vân Phi liếc mắt nhìn đám đàn ông mặc trang phục thời đường còn lại. Ánh mắt nhìn đến chỗ nào? Tất cả những người đàn ông mặc trang phục thời đường cúi đầu xuống không dám nhìn anh ta. Tiểu Lan nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Những tên xúc sinh này, bình thường đại tiểu thư đối xử tốt với các anh như vậy, vậy mà các anh đối xử với tiểu thư thế à? Sắc mặt những người đó vô cùng khó coi, không dám thốt ra một tiếng. Thượng quan Vân Phi mỉm cười, rời mắt nhìn Tiểu Lan tức phát điên. Tiểu Lan, hình như lá gan của cô khá lớn. Cô nói xem tôi nên thu thập cô thế nào đây? Một tay Thượng quan Vân Phi giơ lên nâng cằm, trầm ngâm nói. Thiếu gia, nếu Tiểu Lan che chở bức tranh này như vậy, không bằng để cô ta lựa chọn, đốt bức tranh này hoặc đốt cô ta, thế nào? Một thuộc hạ bên cạnh Thượng quan Vân Phi cười âm hiểm nói. Không phải nha đầu này thích bảo vệ chủ sao, vậy thì dùng mình bảo vệ đi. Thượng quan Vân Phi nhướng mày, cười khẽ. Ý kiến hay, Tiểu Lan. Có hai con đường, muốn cô hay là muốn bức tranh, tự mình chọn đi. Các người, sắc mặt Tiểu Lan lập tức thay đổi, trong mắt chớp lóe hoảng loạn. Thế nào, chuyện này còn cần do dự, bình thường Dạ Tình tiểu thư đối xử với cô tốt nhất, sao cô có thể đối xử với Dạ Tình tiểu thư như vậy, không phải đây là bức tranh Dạ Tình tiểu thư thích nhất sao, không phải cô muốn giả trung thành với Dạ Tình tiểu thư đấy chứ. Thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi cười mỉa nói. Ê ố ố làm sao có thể, các anh muốn đốt thì. Tiểu Lan nhướng mày, tức giận nói. Không đợi cô ta nói hết câu, một giọng nói thanh thúy êm tai truyền đến. Nếu các người muốn đốt bức tranh, vậy thì đốt đi. Giọng nói này vừa vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dạ Tình. Tiểu thư, Tiểu Lan vội vàng nói. Thượng quan Vân Phi hơi nhếch miệng, cười nhạt. Dạ Tình, cuối cùng em cũng đồng ý nói chuyện. Anh bắt nạt Tiểu Lan, không phải vì những chuyện này sao? Dạ Tình bình tĩnh liếc mắt nhìn Thượng quan Vân Phi một cái, không vui không buồn nói. Cuối cùng em đã đồng ý nói chuyện với anh,
có phải đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị giao Tử Nguyệt trai này cho anh hay không? Thượng quan Vân Phi không thấy có gì không đúng, cười nói. Trong Tử Nguyệt trai này đều là cao nhân nổi tiếng ở Hoa Hạ và ngoài nước. Người nào nắm giữ Tử Nguyệt trai, chẳng khác nào nắm giữ nhân mạch khổng lồ, có lợi rất lớn cho việc cạnh tranh hội trưởng Long Hoa hội kế tiếp. Thượng quan gia bọn họ tốn rất nhiều sức lực, mới khiến đám Dạ Vô Nhai nhả ra, giao Tử Nguyệt trai cho anh ta xử lý, điều kiện là Dạ Tình phải đồng ý. Anh ta vốn tưởng rằng đại công cáo thành, ai biết Dạ Tình không chịu giao Tử Nguyệt trai cho anh ta. Lần này thì hay rồi, cuối cùng Dạ Tình cũng mở miệng. Anh quay về đi, tôi sẽ không giao Tử Nguyệt trai cho anh. Dạ Tình không do dự nói. Thượng quan Vân Phi giống như đã sớm dự đoán được, khóe miệng nhếch lên cười mỉa. Dạ Tình, cho dù bây giờ em không đưa cho anh, đợi gả cho anh, Tử Nguyệt trai này cũng là của thượng quan gia, huống chi thân thể em không tốt, ở Tử Nguyệt trai bận rộn như thế, sớm muộn gì thân thể của em cũng không ăn tiêu. Em muốn suy nghĩ lần nữa không, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Thượng quan Vân Phi giả nhân giả nghĩa nói. Anh ta là vị hôn phu chỉ phúc vi hôn của Dạ Tình, năm đó vì mối hôn sự này, thượng quan gia bọn họ mới ủng hộ Dạ Vô Nhai thành hội trưởng Long Hoa hội. Vậy thì đợi tôi gả cho anh rồi nói sau. Dạ Tình hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nói. Hửm, thượng quan Vân Phi nhíu mày, tươi cười trên khóe miệng hơi cứng đờ. Cầm lấy ly rượu vang trên cửa sổ khẽ lắc. Dạ tiểu thư, cô nên suy nghĩ một phen tốt hơn. Thuộc hạ ở bên cạnh thấy sắc mặt thượng quan Vân Phi khó coi, trầm giọng nói. Làm càn, anh có thân phận gì, vậy mà dám nói chuyện với tiểu thư nhà chúng tôi như vậy. Tiểu Lan không nhịn được kêu lên. Lông mày thượng quan Vân Phi cau lại, lập tức hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn Tiểu Lan như nhìn con mồi dâng tới cửa. Hôm nay là thời cơ tốt nhất anh ta lấy Tử Nguyệt trai, anh ta đang lo không có cớ, bây giờ có rồi. Một nha đầu như cô thì có tư cách gì khoa chân múa tay ở đây, A Tinh, mang cô ta và bức tranh đi. Thuộc hạ kia cười quỷ dị, không do dự đến bên Tiểu Lan. Trong mắt Dạ Tình hiện lên vẻ bối rối, tựa như ném cục đá vào hồ nước. Thượng quan Vân Phi, anh dám. Dạ Tình, anh luôn cưng chiều em, nhưng một nha đầu mạo phạm anh. Em cảm thấy anh dám không, anh là thiếu gia thượng quan gia, không thể để một tiểu nha đầu XX trên đầu anh, mà không làm cái gì. Thượng quan Vân Phi cười khinh thường nói. Dạ Tình cau mày, khuôn mặt vốn trắng nõn càng trắng bệch, hô hấp cũng gấp gáp hơn, trong đôi mắt lộ vẻ do dự. Lúc này thượng quan Vân Phi ra tay, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, người bên cạnh cô đã vô dụng, nghe nói cha cô đang nghênh đón một đại nhân vật, bây giờ gọi cho ông ta cũng vô dụng. Nếu để thượng quan Vân Phi mang Tiểu Lan đi, chỉ sợ cô không gặp được Tiểu Lan nữa. Nhưng thật sự phải đưa Tử Nguyệt trai cho thượng quan Vân Phi sao? Cô đang do dự, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Tôi đoán anh không dám. Mọi người nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía đám Mạc Phàm. Mấy người này là ai, lá gan lớn như vậy? Có người nhíu mày hỏi. Ai biết tên hai lúa từ đâu tới? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân tới điên rồi, nếu thật sự dễ như vậy, đâu đến lượt bọn họ, ha ha. Có người khinh thường nói. Dạ Tình là mỹ nữ số một thủ đô, có không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn lấy cô về nhà, ngay cả đại lão tam thê tứ thiếp nhìn thấy Dạ Tình cũng ước gì mang được cô về làm vợ, ném hết đám tình nhân. Nếu Dạ Tình gặp phiền phức gì, ít có người nhìn mà không làm gì. Cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ số một như vậy, ai sẽ bỏ qua? Nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn đối thủ và địa điểm. Đối thủ hiện giờ là thượng quan Vân Phi, nhị thái tử của Long Hoa hội, thực lực không dưới Tiêu Vấn Triều. Địa điểm là Tử Nguyệt trai, trên tầng nhìn chỉ có thượng quan Vân Phi và mấy tên thuộc hạ, thực ra xung quanh có rất nhiều cao thủ ẩn trong phòng VIP. Rõ ràng hôm nay thượng quan Vân Phi đã có chuẩn bị, người nào dám cứu Dạ Tình người đó sẽ chết. Đợi coi đi, mấy tên tiểu tử này chết chắc rồi. Dạ Tình và Tiểu Lan nhìn thấy đám Mạc Phàm, lông mày nhíu lại, nhìn đám Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Cô không biết đám Mạc Phàm, nhưng mấy người này lại ra mặt giúp đỡ. Ánh mắt thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi phát lạnh, quát đám Mạc Phàm. Tiểu tử, các người ăn tim gấu mật hổ à, dám ở đây xen vào việc của người khác, lập tức. Thượng quan Vân Phi nhíu mày, ngắt lời người đàn ông kia nói, không thèm nhìn Mạc Phàm, ánh mắt nhìn về phía Tần Kiệt.
đây không phải là Tần Kiệt Tần thiếu gia tiểu nhân vương thủ đô chúng ta sao, cậu đến nơi này làm gì, muốn tham gia chuyện của Long Hoa hội chúng ta à? Thượng quan Vân Phi thản nhiên nói. Tần Kiệt. Không ít người hơi sửng sốt, lập tức nhìn về phía Tần Kiệt, trong chớp mắt nhận ra được. Đúng là Tần Kiệt, cậu ta tới xem náo nhiệt làm gì? Mấy người bên cạnh cậu ta là ai? Trong Tử Nguyệt trai tràn đầy tiếng bàn tán xôn xao. Tần Kiệt không để ý đến Thượng quan Vân Phi, mà tiến đến bên tai Mạc Phàm. Sư phụ, người này tên là Thượng quan Vân Phi, nhị thái tử Long Hoa hội. Tần Kiệt nhỏ giọng nói. Mạc Phàm cười nhạt, sao hắn có thể không biết Thượng quan Vân Phi, vị hôn phu chỉ phúc vi hôn của Dạ Tình, một người phong lưu thành tính ăn chơi trác táng. Ông Mỹ nữ số một thủ đô, còn thích thông đồng với bạn gái và vợ người khác. Sau khi Dạ Tình gả cho anh ta, bởi vì anh ta không cạnh tranh được với Tiêu Vấn Triều, cho nên đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Dạ Tình, thái độ đối với Dạ Tình không chỉ vô cùng tệ, còn thường xuyên mang những người phụ nữ khác về nhà ngủ. Dạ Tình vốn không có bất luận hy vọng gì với cuộc hôn nhân này, Thượng quan Vân Phi còn cố ý ra tay hạ độc Dạ Tình. Anh ta biết rõ Dạ Tình thể hàn không thể ăn hải sản, khi anh ta tham gia tiệc rượu với Dạ Tình, cố ý gọi đồ hải sản. Dạ Tình không ăn thì hơi thất lễ, ăn thì nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng Thượng quan Vân Phi thành công khiến bệnh của Dạ Tình nặng hơn, Dạ Tình bắt đầu nằm trên giường không dậy nổi, không lâu sau phát bệnh mà chết, những chuyện này đều do Thượng quan Vân Phi làm. Thượng quan Vân Phi cũng không có kết cục tốt, sau khi Dạ Vô Nhai xuất quan biết được Dạ Tình chết, cố gắng chống lại đám đông chém Thượng quan Vân Phi thành 6 khối. Thượng quan Vân Phi làm nhiều chuyện tốt như vậy, nếu hắn không biết thì hơi lạ. Thuộc hạ bên cạnh Thượng quan Vân Phi thấy Tần Kiệt không để ý đến Thượng quan Vân Phi, còn nhỏ giọng nói thầm với Mạc Phàm, anh ta nhíu mày. Tần Kiệt, không nghe thấy thiếu gia nói chuyện với cậu sao? Thượng quan Vân Phi vẫy ta, ý bảo thuộc hạ câm miệng, mới tò mò nhìn Mạc Phàm. Lúc này anh ta chỉ mong sao có người giúp Dạ Tình, không ai giúp sẽ giống như anh ta bắt nạt phụ nữ, không thú vị lắm, có người đứng ra mới vui. Tiểu tử, vừa rồi cậu nói tôi không dám làm gì tiểu nha đầu này sao? Ế ấp ế ế anh có thể thử xem, anh động vào một sợi lông tơ của cô ấy, tôi đánh gãy một cái xương của anh, Tiểu Kiệt, con đếm cho sư phụ. Mạc Phàm lạnh lùng nói với Tần Kiệt. Hắn không chỉ quen Dạ Tình, quen Thượng quan Vân Phi, hắn còn biết cả Tiểu Lan. Kiếp trước khi hắn bị Lâm Khuynh Thiên đánh trọng thương, người thay thuốc, sắc thuốc cho hắn là Tiểu Lan. Thượng quan Vân Phi dám động vào Tiểu Lan thử xem. Mạc Phàm vừa nói xong, không ít người nở nụ cười. Động vào một sợi lông tơ của nha đầu này, thì đánh gãy một cái xương của Thượng quan Vân Phi, tôi không nghe lầm chứ. Ở thủ đô, ngay cả thái tử gia Tiêu Vấn Triều nhìn thấy cũng phải mở một mắt nhắm một mắt, không dám làm như vậy. Khẩu khí của tiểu tử này lớn thật, cậu ta là ai thế? Khẩu âm của cậu ta là Giang Nam, lại có quan hệ không tệ với Tần Kiệt, không phải là thái tử Giang Nam đấy chứ? Có người suy đoán, Tần Kiệt là người Giang Nam, chắc chắn Mạc Phàm là người Giang Nam. Thái tử Giang Nam cũng không có tư cách nói những lời này. Có người cười khinh thường nói. Thủ đô mới đúng là đế đô, thái tử Giang Nam chỉ xem như là giao long, nhưng thái tử thủ đô mới là chân long. Giao long có tư cách kêu gào trước mặt chân long sao? Tiểu tử này đang tìm chết rồi. Một người khác nói. Câu nói vừa rồi của Mạc Phàm đã đi trên đường chết, hiện giờ lại càng như đi gần đến cuối đường chết. Dạ Tình cũng nhíu mày, trong mắt chớp lóe vẻ lo lắng. Tần Kiệt, mang bạn anh rời đi đi, đây là chuyện của Long Hoa hội chúng tôi. Không liên quan gì đến các anh. Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp Tần Kiệt, nhưng cô có biết anh ta, cháu nội và cháu ngoại của tướng quân khai quốc, thiếu niên tông sư. Cô không biết vì sao Mạc Phàm lại giúp mình, nhưng cô biết Mạc Phàm không giúp được cô, cho dù có Tần Kiệt cũng vậy. Thay vì làm chuyện vô ích, không bằng tiến thêm một bước bảo bọn họ rời đi. Dạ tiểu thư, chuyện này tôi khó mà tuân mệnh. Tần Kiệt nói. Anh ta không biết Mạc Phàm có quan hệ gì với Dạ Tình mỹ nữ số một thủ đô, nhưng rất rõ ràng Mạc Phàm tới vì Dạ Tình xảy ra chuyện, sao bọn họ có thể đi? Thượng quan Vân Phi hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú. Dạo này không có mấy ai ở thủ đô dám nói chuyện với anh ta như vậy, bây giờ lại thêm một người. Thú vị! Tiểu tử, cậu chắc chắn những lời vừa nói không phải nói đùa,
nếu nói đùa thì cậu học vài tiếng chó sủa, cậu có thể cút đi. Thượng quan Vân Phi cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, Dạ Vô Nhai đã quỳ xuống trước mặt hắn, hắn sẽ nói đùa với Thượng quan Vân Phi sao, Thượng quan Vân Phi quá coi trọng mình rồi. Tôi nói đùa, anh còn chưa có tư cách này. À, phải không, khá lắm, khá lắm. Thượng quan Vân Phi không giận, trái lại còn nở nụ cười. Anh ta nói xong ánh mắt phát lạnh, một cái tát như trời giáng đánh vào mặt Tiểu Lan. Bốp, tiếng tát thanh thúy vang lên trong tử nguyệt trai. Tiểu Lan lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, khóe miệng có máu tươi trào ra. Tần Kiệt, một cái tát này của tôi tính bao nhiêu sợi lông tóc, các cậu định đánh gãy bao nhiêu cái xương của tôi đây? Thượng quan Vân Phi hơi nhếch miệng, nhìn tay mình cười nói. Thượng quan Vân Phi vừa nói những lời này, không ít người vốn hơi sửng sốt, sau đó trước mắt sáng lên. Chiêu này của Thượng quan Vân Phi cao thật, lần này có trò hay để xem rồi. Thượng quan Vân Phi không hổ là Thượng quan Vân Phi. Có người nịnh nọt nói. Không phải Mạc Phàm nói dám động vào một sợi lông tơ của nha đầu này thì đánh một cục xương của Thượng quan Vân Phi sao, một cái tát đánh xuống, xem Tần Kiệt tính thế nào. Không ít người nhếch miệng, nhìn về phía đám Mạc Phàm. Bên cạnh Thượng quan Vân Phi, sắc mặt Dạ Tình thay đổi, vội vàng đỡ Tiểu Lan thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thượng quan Vân Phi, anh làm gì thế? Chỉ dạy dỗ tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng mà thôi. Thượng quan Vân Phi cười nhạt nói, rời mắt nhìn về phía Tần Kiệt. Tần Kiệt, cho dù cậu không tính được, cuối cùng các cậu chuẩn bị đánh gãy bao nhiêu cục xương của tôi? Thượng quan Vân Phi không sợ hỏi. Nói đi, Tần Kiệt, không phải cậu là tiểu nhân vương thủ đô sao, ngay cả học sinh tiểu học đều tính ra được, sao cậu không nói được? Thuộc hạ bên cạnh Thượng quan Vân Phi trào phúng nói. Sư phụ, có tổng cộng 306 sợi lông tơ. Tần Kiệt nhíu mày, không để ý đến đám Thượng quan Vân Phi, nói với Mạc Phàm. 306 sợi, xem ra tôi đánh gãy xương cốt toàn thân anh cũng không đủ. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, thản nhiên nói. Con người có tổng cộng 206 cái xương, cho dù đánh gãy tất cả xương của Thượng quan Vân Phi cũng không đủ số này. Không đủ, nếu cậu có lá gan thì tính cả tôi vào đó nữa. Thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi cười nói. Cộng cả tôi nữa. Còn tôi nữa. Ca. Không lâu sau, có khoảng mấy chục thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi đứng dậy. Hình như hơi nhiều rồi, hay là chúng ta tát tiểu nha đầu kia thêm mấy cái, như vậy mới đủ. Thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi cười nói. Nói xong, anh ta thật sự đi đến chỗ Tiểu Lan. Thượng quan Vân Phi chỉ cười khẽ, không ngăn cản cũng không đồng ý, rõ ràng là ngầm đồng ý. Chủ ý này không tệ, nhưng anh có thể thử xem. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt chớp lóe sắc bén. Vậy cậu nhìn đi, tiểu tử. Thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi cười nham hiểm, đi đến bên cạnh Tiểu Lan giơ tay lên. Đánh một nha đầu chết tiệt mà thôi, có khó gì sao? Không đợi tay anh ta hạ xuống, sắc mặt anh ta lập tức kỳ lạ. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên. Chỉ thấy khi anh ta vươn tay ra, tay anh ta bắt đầu vặn vẹo giống như chiếc bánh quai trèo. À, không, tay của tôi, tay của tôi. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền từ miệng người đàn ông này ra. Đây chỉ là mới bắt đầu, lực vặn đi dọc theo tay thuộc hạ của Thượng quan Vân Phi lan ra khắp thân, tiếng xương gãy vang lên liên tục khiến da đầu người ta run lên. Chỉ trong phút chốc, bùm một tiếng, người đàn ông này ngã xuống đất ngất đi, tiếng kêu liền dừng lại, cơ thể giống như bánh quai trèo hình người, vặn vẹo mất tự nhiên. Lúc này không chỉ người đàn ông kia không kêu nữa, cả tử nguyệt trai cũng vô cùng yên tĩnh, ngay cả âm nhạc đều đã tắt đi. Chuyện này, không ít người nhìn về phía người chết ngất kia, lại nhìn về phía Mạc Phàm, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán xuống. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Không thấy bất luận người nào ra tay, nhưng lại vặn gãy xương toàn thân của thuộc hạ Thượng quan Vân Phi, bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm là người bình thường, xem ra không đơn giản như vậy. Thượng quan Vân Phi nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Ấp ê ê thuộc hạ như vậy anh ta có rất nhiều, để mặc Mạc Phàm xử lý đi. Trái lại Mạc Phàm có chút nằm ngoài dự kiến của anh ta. Đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Tiểu tử, cậu không đơn giản. Không đơn giản sao? Mạc Phàm lắc đầu cười.
không chỉ hắn nở nụ cười, A Hào và Tần Kiệt đều nở nụ cười, Sử Hàng cũng cười theo. Nếu Thượng Quan Vân Phi biết bọn họ vừa từ đâu tới, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Mạc Phàm đi đến bên cạnh Tiểu Lan, năm ngón tay khẽ cử động, thanh quang nở rộ trên tay hắn lướt nhẹ qua mặt Tiểu Lan. Tiểu Lan muốn né tránh theo bản năng, nhưng thanh quang này lướt qua mặt cô, cảm giác mát rượi vô cùng thoải mái lập tức truyền đến, lúc này cô mới không phản kháng. Mạc Phàm vừa ra tay, sưng đỏ trên mặt cô lập tức bị đánh tan, vết thương ở miệng cũng khôi phục như thường, không nhìn ra từng bị người ta tát. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Thượng Quan Vân Phi, ánh mắt phát lạnh. Còn thiếu 100 cái xương nữa, ai muốn bù, ai không muốn, cho các người 10 giây suy nghĩ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người nhíu mày. Tiểu tử này thật sự muốn đánh gãy xương Thượng Quan Vân Phi sao? Không phải chứ. Tiểu tử, tôi muốn xương cốt toàn thân. Thượng Quan Vân Phi cười khinh thường nói. Mạc Phàm chỉ thu thập một thuộc hạ của anh ta mà thôi, dám ra tay với anh ta thật sao? Anh muốn vậy thì tôi chọn thay anh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Việc làm của Thượng Quan Vân Phi kiếp trước, hắn có thể giết chết Thượng Quan Vân Phi 100 lần liên tục. Anh ta tát Tiểu Lan một cái, không muốn trả giá không được, Dạ Vô Nhai cũng không làm được trước mặt hắn. Hắn nheo mắt lại, còn chưa ra tay, Dạ Tình nhíu mày vội vàng ngăn cản. Vị tiên sinh này, cảm ơn ý tốt của cậu, mong cậu không ra tay với anh ta. Mắt Dạ Tình khẽ đảo, vô cùng khách sáo nói. Mạc Phàm chỉ thu thập đám chó của Thượng Quan Vân Phi thì không sao. Nếu Mạc Phàm ra tay với Thượng Quan Vân Phi, vậy thì không ổn. Thân là đại tiểu thư của Long Hoa Hội, cô hiểu rõ thực lực và phong cách làm việc của Long Hoa Hội, chắc chắn Mạc Phàm không ra khỏi thủ đô. Nói xong ánh mắt cô phát lạnh, nhìn về phía Thượng Quan Vân Phi. Thượng Quan Vân Phi, mời anh lập tức rời khỏi nơi này. Thượng Quan Vân Phi hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Muốn anh rời khỏi nơi này cũng được, chỉ cần em giao quyền sở hữu Tử Nguyệt Trai cho anh lập tức dẫn người rời đi. Anh đừng mơ Tử Nguyệt Trai nữa. Dạ Tình nhíu mày nói. Nếu anh không chiếm được Tử Nguyệt Trai, vậy anh khó mà tuân mệnh, người của anh bị thương ở đây, nếu anh cứ rời đi như vậy, người khác sẽ cười nhạo anh thế nào? Thượng Quan Vân Phi cười nói, giống như anh ta thật sự không thể rời đi. Thượng Quan Vân Phi, anh. Dạ Tình nhíu mày, không có biện pháp với Thượng Quan Vân Phi. Anh muốn Tử Nguyệt Trai sao? Mạc Phàm hỏi. Trước đó Tử Nguyệt Trai không phải tài sản của Long Hoa Hội, mà là di sản của mẹ Dạ Tình. Sau khi mẹ Dạ Tình qua đời, cô vẫn luôn ở nơi này, đây cũng là nguyên nhân cô không chịu đưa Tử Nguyệt Trai cho Thượng Quan Vân Phi. Không sai, thế nào, tiểu tử, cậu có vấn đề gì sao? Thượng Quan Vân Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhướng mày nói. Cái tay kia anh muốn không? Mạc Phàm hỏi. Hửm. Thượng Quan Vân Phi hơi nhếch miệng, giơ hai tay mình ra. Tay trái tôi muốn, tay phải cũng muốn, hai tay tôi đều muốn cả. Chuyện này làm sao bây giờ? Thượng Quan Vân Phi cười nói. Chuyện này rất đơn giản, đều nát cả đi. Câu này vừa vang lên, tiếng xương cốt gãy và tiếng kêu thảm thiết như người bệnh tâm thần vang lên. A, à, vừa rồi tay của Thượng Quan Vân Phi còn hoàn hảo, lúc này tựa như một cái dây thừng vặn vào nhau, vỡ không thể vỡ hơn. Mọi người ở đây đều nhìn tay Thượng Quan Vân Phi, lập tức nổi da gà. Tiểu tử này dám ra tay thật. Mạc Phàm ra tay với thuộc hạ của Thượng Quan Vân Phi cũng không sao, vậy mà Mạc Phàm dám bẻ gãy hai tay Thượng Quan Vân Phi. Hai tay bị thương thành như vậy, cho dù nối lại, chỉ sợ cũng không dùng được. Lần này ầm ĩ rồi. Mạc Phàm làm Thượng Quan Vân Phi bị thương thành như vậy, chắc chắn Long Hoa Hội sẽ không tha cho Mạc Phàm. Sắc mặt Dạ Tình cũng thay đổi, lại trắng xanh hơn nhiều, chuyện này đã vượt qua phạm vi khống chế của cô. Cục diện chỉ yên tĩnh một lát, thì bị Thượng Quan Vân Phi phá. Tiểu tử, tôi phải giết cậu, nếu cậu có thể sống rời khỏi thủ đô, tôi sẽ không tên là Thượng Quan Vân Phi. Gương mặt Thượng Quan Vân Phi xanh mét, hung dữ quát. Anh ta không ngờ Mạc Phàm dám ra tay với anh ta, còn không chỉ bẻ gãy một tay. Nếu để Mạc Phàm rời đi, không chỉ anh ta mất hết mặt mũi, Thượng Quan gia anh ta cũng vậy. Giết chết tôi, anh dựa vào cái gì? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Lắc đầu cười. Mạc Phàm vừa nói xong, một đám người đi từ trong phòng VIP ra,
một đám người đi ra, trong mắt mỗi người đều bắn ra tinh quang, giống như đao kiếm mới ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, khí tức cường đại khiến người ta khó thể tùy ý mà ra, dập dờn xung quanh. Dựa vào chúng tôi, những người này vừa xuất hiện, không ít người nhíu mày, sắc mặt thay đổi theo. Đó không phải là Hoàng Phủ Tà sao? Không ít người nhìn lão nhân tóc bạc trắng nói. Hoàng Phủ Gia là đại nội thị vệ từ thời Thanh, chuyên bảo vệ an toàn của Hoàng đế Triều Thanh. Sau khi Triều Thanh diệt vong, Hoàng Phủ Gia luôn ở thủ đô. Nghe nói Hoàng Phủ Tà này là thị vệ bên cạnh Hoàng đế Phổ Nghi cuối cùng, đao pháp thâm bất khả chắc, ngay cả Lâm Thiên Nam đều sợ ông ta vài phần. Hoàng Phủ Tà mất tích trong thời gian rất lâu, lại được Thượng quan Vân Phi mời tới. Không chỉ có Hoàng Phủ Tà, đó không phải là Trần Vô Cực sao? Có người chỉ một lão giả tóc bạc khác nói. Trần Vô Cực là trưởng môn nhân của Thái Cực Quyền Trần Thị, có truyền thuyết nói Trần Vô Cực đã luyện Thái Cực Quyền đến siêu phàm, Thái Cực thành Vô Cực. Đó không phải là Không Hải Hòa Thượng người phản bội Thiếu Lâm Tự sao? Có một người chỉ Hòa Thượng vô cùng kinh ngạc nói. Liễu thuần dương kiếm môn. Có không ít người nhận ra một đám cao thủ nổi tiếng Hoa Hạ. Thái tử Long Hoa Hội đúng là thái tử, quả nhiên người bình thường không so sánh được. Có người thổn thức nói. Những người này dùng tiền cũng không mời tới được, chỉ có Long Hoa Hội mới có thể mời tới. Các ông còn thất thần làm gì, còn không nhanh bóp nát xương cốt toàn thân bốn người đó. Thượng quan Vân Phi như bị tâm thần kêu lên. Tiểu tử, cậu tự bóp nát xương mình, hay là chúng tôi tới? Giọng Hoàng Phủ Tà như vịt được nói. Khi người này nói chuyện, đao ý sắc bén đè về phía đám Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua những người này, cười nhạt. Những người này ở trong Tử Nguyệt Trai, sao có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn? Nhưng không thể không nói, vì đạt được Tử Nguyệt Trai, Thượng quan Vân Phi đã hao phí không ít tâm tư. Nếu chỉ dựa vào dạ tình không thể có đường sống phản kháng. Nhưng mà đáng tiếc gặp phải hắn. Chỉ dựa vào đám phế vật các ông cũng muốn giết tôi. Vạn Thiên Tuyệt không làm được, các ông dựa vào cái gì? Vạn Thiên Tuyệt, nghe mấy chữ này, sắc mặt không ít người thay đổi, cả thủ đô không ai không biết người này. Tiểu tử, khẩu khí của cậu lớn quá rồi đó, cậu nghĩ mình là Mạc Đại Sư Giang Nam sao? Trần Vô Cực cười khinh thường nói. Mạc Đại Sư giết Vạn Thiên Tuyệt, mới có tư cách nói những lời này. Mạc Phàm nói những lời này, ở trong mắt ông ta không khác gì chuyện cười. Mạc Đại Sư Giang Nam sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trần Vô Cực một cái, lắc đầu cười. Cút hoặc tôi đánh gãy hai tay tất cả các người, để các người cút. Tiểu tử, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi, bần tăng muốn xem cậu đánh gãy hai tay chúng tôi thế nào. Không Hải hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm chỉ đánh gãy hai tay Thượng quan Vân Phi và xương toàn thân một người, chỉ cần là tiên thiên thì có thể làm dễ dàng, bọn họ không coi trọng chuyện này lắm. Tiểu tử. Nếu cậu có thể phế một tay tôi sẽ tặng bàn tay còn lại cho cậu. Liễu Thuần Dương vòng hai tay quanh ngực nói. Mạc Phàm nhếch miệng cười như không cười, trong mắt chớp lóe tinh quang nhìn lướt qua Hoàng Phủ Tà. Ông chắc là tà thủ đao đúng không, sau này đổi sang luyện đao tay phải đi. Một tay hắn vươn ra, khẽ lướt qua Hoàng Phủ Tà. Chỉ khẽ lướt, Hoàng Phủ Tà vội vàng nâng tay trái của ông ta lên, tay trái của ông ta không tự chủ được run rẩy. Tựa như không do mình khống chế. Ngay sau đó sắc mặt ông ta trở nên kỳ lạ. Tiểu tử, cậu. Răng rác, tay Hoàng Phủ Tà xoay sang một bên, xoay vài vòng. Không. Thái cực thôi thủ đúng không? Tự mình xoay đi, nếu ông có thể đẩy nó đi, có lẽ còn có thể giữ được hai tay. Một ngón tay của Mạc Phàm xẹt qua không trung, một vòng xoáy lập tức xuất hiện giữa hai tay Trần Vô Cực. Sắc mặt Trần Vô Cực thay đổi. Hai tay như khi đánh thái cực, ý đồ khống chế vòng xoáy kia. Chỉ trong phút chốc, sắc mặt ông ta lại thay đổi. Tốc độ vòng xoáy kia càng lúc càng nhanh, ông ta khó mà khống chế được. Răng rác, lại có tiếng xương gãy vang lên. Hai tay ông ta bị vòng xoáy vặn cùng một chỗ, cơ thể xoay trong không trung. Tuy lực đạo mất đi không ít, nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy không nghe sai bảo. Hai người các ông, A Hào, Tiểu Kiệt vặn hai tay bọn họ đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Không Hải và Liễu Thuần Dương, ra lệnh. Thôi, để tôi tự mình ra tay vậy. Năm ngón tay Mạc Phàm mở ra, sau đó nắm chặt. Răng rắc.
Không Hải và Liễu Thuần Dương vốn sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn tay mình. Tay hai người bọn họ cứ gãy như vậy, không có cơ hội phản kháng. Một lát sau, lúc này tiếng kêu thảm thiết của bọn họ mới vang lên. Theo tiếng kêu, cả Tử Nguyệt trai cũng sôi trào hừng hực. Đám Hoàng Phủ Tà đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong cao thủ, Mạc Phàm chỉ khẽ lướt qua, một vòng xoáy và tay nắm chặt, cánh tay bốn người đều bị gãy, đơn giản giống như uống nước ăn cơm. Ngay cả đám Dạ Tình, Tiểu Lan, Thượng Quan Vân Phi cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này quá lợi hại. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Không ít người nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường, hỏi. Không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng thân phận của Mạc Phàm. Két một tiếng, bỗng nhiên của Tử Nguyệt trai được mở ra. Một đám người đi từ cửa vào, nhìn thấy đám người này sắc mặt không ít người thay đổi. Người này cũng đến đây, chắc chuyện lần này thay đổi rồi. Có người nói, Mạc Phàm còn trẻ tuổi mà phế được đám Hoàng Phủ Tà một cách dễ dàng, chắc chắn thực lực trên Tần Kiệt Tiểu Nhân Vương, tuyệt đối không phải người bình thường. Tuy cậu ta làm Thượng Quan Vân Phi bị thương, chỉ cần cậu ta rời đi đúng lúc, ra khỏi thủ đô sẽ không sao. Nhưng người này đến đây, Mạc Phàm muốn chạy cũng không dễ vậy. Không ít người lắc đầu, thở dài, nhìn về phía người đi đầu đám người. Người đi đầu râu tóc đều trắng, mặc đạo bào, ăn mặc theo phong cách đạo sĩ, không khác gì thầy bói trên đường. Nhưng không một ai ở đây dám khinh thường lão giả này. Lão giả mặc đạo bào cảm nhận được có nhiều ánh mắt nhìn mình, thì nhíu mày. Không đợi ông ta làm rõ tình hình, giọng như vịt đực của Hoàng Phủ Tà lập tức nổ tung. Thượng quan Vô Kỵ, không phải ông nói Dạ Vô Nhai đang bận bàn chính sự, sẽ không phái cao thủ tới Tử Nguyệt trai sao? Ông ta luôn mãi xác nhận với Thượng quan Vô Kỵ, Dạ Vô Nhai không phái cao thủ tới, ông ta mới bằng lòng giúp Thượng quan Vô Kỵ. Ai biết nửa đường có tiểu tử đáng sợ như thế? Theo ý ông ta, chắc chắn Mạc Phàm do Dạ Vô Nhai phái tới, nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ là địch với Long Hoa Hội. Hoàng Phủ Tà vừa nói những lời này, ở tầng 9 Tử Nguyệt trai, vẻ mặt Thượng quan Vân Phi vốn đang khiếp sợ, lông mày lập tức nhướng cao. Mạc Phàm cường đại vượt ngoài dự kiến của anh ta, nhưng hiện giờ Mạc Phàm mạnh đến mấy cũng không có tác dụng. Trong mắt anh ta xuất hiện vẻ đắc ý, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, tôi mặc kệ cậu là ai. Hôm nay đều đừng mơ rời khỏi đây. Thượng quan Vân Phi nghiến răng, nói vô cùng chắc chắn. Mạc Phàm phóng thần thức ra, nhìn lướt qua lão giả mặc đạo bào vừa vào, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười khinh thường. Vậy sao, tôi muốn xem anh để tôi không thể rời đi thế nào? Thượng quan Vân Phi nhíu mày, nhẫn nhịn cảm giác đau nhức trên tay, đi về phía cầu thang. Cách đó không xa, Dạ Tình cau chặt mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Mạc Phàm không biết Thượng quan Vô Kỵ là ai, sao cô có thể không biết? Trưởng lão tiền nhiệm của Long Hoa Hội, lực ảnh hưởng ở Long Hoa Hội không kém hội trưởng cha của cô. Thượng quan Vô Kỵ đến đây, chuyện này lập tức đến tình hình súng thật đạn thật. Nếu Mạc Phàm là người cha cô phái tới, vậy thì dễ nói. Nhưng cô chưa bao giờ nghe nói cha cô phái một cao thủ như vậy bảo vệ cô. Vị tiên sinh này, ý tốt của anh Dạ Tình xin nhận. Anh nhanh rời đi đi, Dạ Tình vội vàng nói. Cần phải rời đi không phải chúng tôi, mà là Thượng quan Vân Phi. Mạc Phàm nhìn Dạ Tình, thu lại sắc bén trong mắt, cười nói. Thượng quan Vân Phi vẫn chưa đi đến cầu thang, nghe Mạc Phàm nói vậy thì dừng bước. Mạc Phàm chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng như thế. Nếu Mạc Phàm do Dạ Vô Nhai phái tới, có khả năng anh ta phải âm thầm chịu đựng, nhưng Dạ Tình đều không biết Mạc Phàm. Chắc chắc Mạc Phàm không phải người của Long Hoa Hội. Nói như vậy, Mạc Phàm còn không chết. Tôi phải rời đi sao? Tiểu tử, cậu nhìn cho kỹ, tôi đánh nát xương toàn thân cậu thế nào? Anh ta bước đến gần lan can, nhìn Thượng quan Vô Kỵ ở dưới lầu, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Ông nội, tiểu tử này phế tay của cháu, còn muốn giết cháu nữa, ông mau thu thập tiểu tử này giúp cháu đi. Thượng quan Vân Phi kêu lên với dưới lầu. Giống như sắp bị Mạc Phàm giết chết. Thượng quan Vô Kỵ nghe Hoàng Phủ Tà kêu lên, đã biết mọi chuyện không thuận lợi như trong tưởng tượng, nghe thấy lời Thượng quan Vân Phi nói, sắc mặt ông ta thay đổi, khẽ điểm dưới chân, thân thể như mũi tên nhọn bay nhanh, bay lên tầng 9 Tử Nguyệt trai. Thượng quan gia ông ta đến thế hệ Thượng quan Vân Phi, chỉ có mình Thượng quan Vân Phi, hiện giờ rất có khả năng trở thành hội trưởng Long Hoa Hội,
sao có thể để nó xảy ra chuyện. Vài người phía sau ông ta cũng bay lên tầng 9. Mấy người còn chưa tới, giọng thượng quan Vô Kỵ lập tức vang lên. Ai dám động vào cháu nội tôi, không muốn sống nữa à? Âm thanh như sư tử giống không chỉ tạo nên kình phong, ngay cả sóng âm trong Tử Nguyệt trai cũng rung rung, giống như sợ thực lực của thượng quan Vô Kỵ. Sắc mặt mọi người ở đây lại càng thay đổi. Thượng quan Vô Kỵ xuất thân từ chính nhất giáo của Long Hoa Sơn, luận về bối phận, còn là sư tổ của giáo chủ hiện giờ ở chính nhất giáo. Thượng quan Vô Kỵ không chỉ có tu vi thông thần, phương diện kỳ môn huyền thuật cũng rất lợi hại. Trong thời chiến tranh, những đại lão nắm giữ quân quyền vì mời thượng quan Vô Kỵ giúp đỡ, ước gì có thể đưa vợ, tiểu thiếp của mình cho ông ta. Đã nhiều năm như vậy, thượng quan Vô Kỵ đã ít khi ra tay, thực lực của ông ta giống như không yếu. Giọng nói vừa vang lên, bùm một tiếng, đám thượng quan Vô Kỵ rơi xuống tầng 9, ánh mắt như đao phong liếc mắt nhìn từng người trên tầng 9. Không đợi ánh mắt ông ta nhìn về phía Mạc Phàm, giọng nói lạnh nhạt của Mạc Phàm vang lên. Là tôi động vào cháu nội ông muốn ra tay với tôi thế nào? Mạc Phàm vừa nói câu này, thân thể thượng quan Vô Kỵ run lên bần bật, giống như bị điện giật, biểu cảm quắc mắt nhìn chừng chừng biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Ông ta chậm rãi quay đầu, nhìn nơi phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt gương mặt già nua trắng bệch, tựa như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Ông ta rất quen thuộc với gương mặt này, hơn một giờ trước ông ta còn bàn bạc nói chuyện với Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm rời khỏi căn cứ của Long Hoa Hội, không ngờ lại gặp Mạc Phàm ở đây. Chuyện này còn chưa tính, vậy mà Thượng quan Vân Phi còn chọc Mạc Phàm. Chuyện này, đúng là cậu ta đó. Thượng quan Vân Phi không thấy sắc mặt thượng quan Vô Kỵ thay đổi, trong mắt anh ta lóe lên âm độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhếch môi cười nham hiểm. Ông nội, là tên tiểu tử này, nếu không vì cậu ta, cháu đã lấy được Tử Nguyệt trai rồi. Thượng quan Vân Phi còn chưa nói xong, anh ta mới mở miệng, trong chớp mắt sắc mặt thượng quan Vô Kỵ khó coi hơn. Mạc Phàm nhìn biểu cảm của thượng quan Vô Kỵ thay đổi, cười nhạt. Kiếp trước hắn chỉ biết thượng quan Vân Phi, không biết thượng quan Vô Kỵ. Hắn thật sự không ngờ, lão giả hắn vừa gặp ở Long Hoa Hội lại là ông nội của thượng quan Vân Phi. Đúng là khéo thật. Ông nội, ông mau giết cậu ta đi, tiểu tử này không có một chút quan hệ gì với Dạ Vô Nhai, giết cậu ta Dạ Vô Nhai sẽ không nói gì. Thượng quan Vân Phi thấy thượng quan Vô Kỵ không ra tay, nhíu mày, vội vàng nói. Một người không có quan hệ với Long Hoa Hội, có gì phải sợ? Anh ta vừa mới nói xong, thượng quan Vô Kỵ nhíu chặt mày lại, chân khẽ nâng lên, khi hạ xuống đã đến bên cạnh thượng quan Vân Phi. Ông ta giơ tay lên, không đợi thượng quan Vân Phi phản ứng kịp, một cái tát lập tức đánh về phía thượng quan Vân Phi. Bốp, tiếng tát thanh thúy vang lên, trong chớp mắt cả Tử Nguyệt trai yên tĩnh lại, xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Tình huống gì thế này? Có phải thượng quan Vô Kỵ nhầm rồi không? Chẳng lẽ thượng quan Vân Phi không phải cháu ruột của thượng quan Vô Kỵ, chuyện này không có khả năng. Mạc Phàm phế tay thượng quan Vân Phi, thượng quan Vô Kỵ không ra tay với Mạc Phàm, trái lại ra tay dạy dỗ cháu nội mình. Chuyện này, đám hoàng phủ tà, Trần Vô Cực cũng sửng sốt, hoàn toàn không rõ chân tướng. Mắt Dạ Tình mở to, mãi mới lấy lại tinh thần, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Anh là... Cho dù là Tiêu Vấn Triều và Thượng quan Vân Phi nổi lên xung đột, chắc chắn Thượng quan Vô Kỵ sẽ che chở cho Thượng quan Vân Phi, sở dĩ Thượng quan Vô Kỵ làm vậy, chắc chắn vì thân phận của Mạc Phàm có vấn đề. Tiêu Vấn Triều và Thượng quan Vân Phi đã là người có thân phận cao nhất trong thế hệ bọn họ, Mạc Phàm là ai đây? Thượng quan Vân Phi bị đánh đến mơ màng, hai mắt sửng sốt nhìn Thượng quan Vô Kỵ, giống như không thể tiếp nhận một màn này. Từ nhỏ anh ta đã không bị người nhà đánh. Cho dù anh ta đùa giỡn con dâu nhà ai, hay đánh đại lão thiếu gia nơi nào, cho đến bây giờ đều là anh ta đúng, đối phương sai. Lần này, ông nội, có phải ông đánh sai người rồi không, ông nên đánh cậu ta, cháu là cháu nội ông mà. Thượng quan Vân Phi nghiến răng nói. Thượng quan Vô Kỵ nhíu chặt mày, ông ta cũng muốn đánh sai, nhưng hoàn toàn không phải. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, có thể giết chết tất cả bọn họ. Người như vậy, ông ta dám động vào sao? Người đáng đánh là cháu, quỳ xuống cho ông. Hai tay ông ta đè lên vai Thượng quan Vân Phi. Thượng quan Vân Phi chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, đâu đấu lại được Thượng quan Vô Kỵ. Cộp,
Thượng quan Vân Phi kêu lên đau đớn, quỳ trên mặt đất. Lần này trong Tử Nguyệt trai nổ tung. Vừa rồi có khả năng là Thượng quan Vô Kỵ lầm, bây giờ có thể lầm được sao? Có khả năng tiểu tử này rất khủng bố. Một đám người nhanh chóng suy nghĩ thân phận của Mạc Phàm. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Tiêu Vấn Triều? Vẻ mặt Thượng quan Vân Phi không cam lòng, gào lên. Nghe lời Thượng quan Vân Phi nói, một tay Thượng quan Vô Kỵ giơ lên theo bản năng, nhưng không hạ xuống. Nếu không phải ông ta chỉ có một đứa cháu là Thượng quan Vân Phi, chắc chắn ông ta đã tát chết Thượng quan Vân Phi rồi. Nếu Mạc Phàm chỉ cùng cấp bậc với Tiêu Vấn Triều, ông ta cần làm vậy với cháu nội mình sao? Quả thật Mạc Phàm không phải người của Long Hoa Hội, cũng không phải Dạ Vô Nhai phái tới, nhưng Dạ Vô Nhai còn phải quỳ xuống với cậu ta. Rất lâu sau, Thượng quan Vô Kỵ mới mở miệng, cố gắng nói ra mấy chữ. Cậu ta là Mạc Phàm đó. Mấy chữ này vừa vang lên, mọi người ở đây lập tức sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Tử Nguyệt trai vốn vô cùng náo nhiệt liền yên tĩnh lại, ngay cả cây châm rơi xuống cũng nghe thấy được. Rất lâu sau, lúc này mới có người phản ứng kịp. Cái gì, cậu ta là Mạc Phàm, Mạc đại sư danh chấn hoa hạ sao? Có người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngơ ngẩn nói. Mạc Phàm dùng một kiếm chém chết Vạn Thiên Tuyệt, sao có người không biết? Cho dù bọn họ không biết Mạc Phàm trông như thế nào, cũng biết tên Mạc Phàm. Mạc Phàm, chẳng trách vừa rồi cậu ta nói Vạn Thiên Tuyệt muốn giết cậu ta cũng không thành công, hóa ra cậu ta là Mạc Phàm. Có người hiểu ra nói, người Vạn Thiên Tuyệt muốn giết nhưng không thành công, vậy chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc đại sư dưới một người trên vạn người, đúng là cậu ta, chẳng trách lợi hại như vậy, vừa rồi đám hoàng phủ tà, Trần Vô Cực nói khoác mà không biết ngượng với Mạc Phàm, lúc này sắc mặt ai cũng khó coi. Chỉ trong phút chốc, bốn người không hẹn mà cùng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Tại hạ có mắt như mù, mong Mạc đại sư khoan thứ. Bọn họ đều đã mạo phạm Mạc Phàm, tuy bị Mạc Phàm phế đi cánh tay, nhưng nếu chỉ trả giá một đôi tay vì mạo phạm cao thủ tuyệt đỉnh như Mạc Phàm, như vậy sẽ có không biết bao nhiêu người mạo phạm Mạc Phàm. Mấy người còn lại không tự chủ được lùi về sau một bước, ngầm thấy may mắn. May mà bọn họ không đứng ra, nếu không bị phế là chuyện nhỏ, mạo phạm Mạc Phàm mới đúng là chuyện lớn. Anh ấy là Mạc Phàm sao? Dạ Tình nhướng mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Tuy bình thường cô không thích quản chuyện của Long Hoa Hội, nhưng ở Tử Nguyệt Trai không muốn nghe tin tức cũng không được. Gần một năm nay, trong Tử Nguyệt Trai bàn luận say mê không phải Lâm Thiên Nam cũng không phải Vạn Thiên Tuyệt, mà là Mạc Phàm. Cô không ngờ Mạc Phàm sẽ xuất hiện ở Tử Nguyệt Trai, còn trẻ tuổi như thế. Cậu ta là Mạc Phàm, không phải Mạc Phàm ở trang viên Long Hoa Hội sao, vì sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ? Thượng quan Vân Phi cảm thấy khó hiểu nói. Sở dĩ lúc này anh ta ra tay, là vì tất cả cao thủ của Long Hoa Hội tụ tập trong trang viên Long Hoa Hội. Lúc này Long Hoa Hội bọn họ hẳn là đang đối phó Mạc Phàm, hay bắt Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ bọn họ? Không có khả năng. Thượng quan Vân Phi vội vàng lắc đầu, rõ ràng là không tin chuyện này. Trang viên của Long Hoa Hội bọn họ có thể giam được cả Lâm Thiên Nam mà. Không chỉ có trận pháp. Nghe nói lần này vì Mạc Phàm quá cường đại, Long Hoa Hội bọn họ sẽ lấy Tam Thư Thiên Địa Nhân và Diệt Thần ra, vậy mà không giam được Mạc Phàm sao? Vân Phi, còn không nhanh xin lỗi Mạc tiên sinh. Thượng quan Vô Kỵ tức giận nói. Dạ Vô Nhai đã ra lệnh, không được phép truyền việc này ra ngoài, ông ta chỉ có thể nhắc nhở cháu mình như vậy. Chuyện này, vẻ mặt Thượng quan Vân Phi ngây ngốc, trong chớp mắt trên mặt không có chút huyết sắc. Anh ta không phải kẻ ngốc. Ông nội anh ta đã nói rõ ràng như vậy, rất có khả năng là Long Hoa Hội tốn rất nhiều sức lực, cũng không thể giam giữ Mạc Phàm. Lần này càng đáng sợ rồi. Nếu chỉ đắc tội Mạc Phàm thì thật sự không có gì, Mạc Phàm là kẻ địch của Long Hoa Hội. Bây giờ Long Hoa Hội thua Mạc Phàm, anh ta lại đắc tội Mạc Phàm, lần này phiền phức rồi. Anh ta nhìn Mạc Phàm lạnh nhạt đứng một bên, trong mắt đều là phức tạp, chậm chạp không nói nên lời. Thượng quan Vô Kỵ thấy Thượng quan Vân Phi không nói lời nào, vội vàng cúi người với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cháu nội tôi bị làm hư, mong Mạc tiên sinh tha cho thằng bé con đường sống. Ông ta không biết vì sao Mạc Phàm lại dính vào chuyện này, nhưng cháu nội ông ta đắc tội Mạc Phàm là thực,
ngoại trừ xin lỗi thì không có biện pháp khác. Phải biết rằng Âm Vô Thiên và Huyền Linh Tử đều chết trên tay Mạc Phàm giết cháu nội ông ta thì càng không nhăn mày một cái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, thở cũng không dám thở mạnh. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, hắn liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cuối cùng nhìn về phía đám Hoàng Phủ Tà. Hoàng Phủ Tà, Trình Vô Song, Không Hải và Liễu Thuần Dương đúng không? Dạ. Hoàng Phủ Tà vội vàng lại Mạc Phàm. Muốn sống thì có thể, trở thành người canh cửa Tử Nguyệt Trai, nếu không thì chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trái tim đám Hoàng Phủ Tà đập thình thịch, mắt bốn người khẽ đảo cùng lại Mạc Phàm. Nguyện nghe theo sự sắp xếp của Mạc Tiên Sinh. Với thực lực của Mạc Phàm, giết bọn họ dễ như giết gà. Được rồi. Mạc Phàm tạo mấy pháp ấn, bốn đạo thanh quang rơi xuống bốn người. Tiếng răng rắc vang lên, cánh tay bị gãy của bốn người nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không chỉ có da thịt, xương cốt cũng vậy. Chỉ trong phút chốc, tay bốn người giống như chưa từng bị thương. Làm xong những chuyện này, ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn về phía Thượng quan Vân Phi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.